thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên, Nhạc Tranh trở mình, váy ngủ cuốn tới rồi thượng thân, đem gối đầu cái ở trên đầu, làm bộ nghe không thấy, tiếng đập cửa liên tục vang lên, Nhạc Tranh rốt cuộc bất đắc dĩ ngồi dậy, nàng đáng thương hề hề xoa xoa loạn thành một đoàn đầu tóc, ồn ào, ai a, có để người ngủ. Chu Xảo Nhạc trực tiếp đẩy ra cửa phòng, nàng kéo ra bức màn, phun tào, ngươi cái nha đầu lười lúc này còn không đứng dậy, cũng không nhìn xem mặt trời lên cao. Nhạc Tranh nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, nàng giơ tay chắn chắn ánh mặt trời, lại gục xuống hạ đầu, dù sao cũng không có việc gì, làm ta đổi bái. Tống Kỳ Ngôn ngày hôm qua thình lình xảy ra lái xe quả thực, cho nàng bạo kích hảo sao, nàng miên man suy nghĩ đến nửa đêm hai điểm mới ngủ, hiện tại nghĩ không ra cũng là thực bình thường hảo phạt, quả nhiên nghiêm trang nam nhân tao lên cũng thực muốn mệnh. Chu Xảo Nhạc, chạy nhanh lên, các ngươi Trương giáo thụ vừa rồi gọi điện thoại tìm ngươi tới, chạy nhanh lên cho nàng hồi cái điện thoại. Nhạc Tranh mơ mơ màng màng nhìn Chu Xảo Nhạc liếc mắt một cái, nhưng thật ra một lộc cộc đi lên, ngài trực tiếp kêu ta tiếp à. Nàng bay nhanh liền phiên di động gửi điện trả lời lời nói. Chu Xảo Nhạc khóe miệng run rẩy một chút, đối cái này tiểu nha đầu tương đương hết chỗ nói rồi. Nàng nhưng thật ra không quấy rầy khuê nữ tiếp điện thoại, ra cửa đi xuống lầu. Trương giáo thụ là Nhạc Tranh đại học giáo thụ, năm đó cũng là nàng cực lực đề cử Nhạc Tranh Bảo Nghiên, nếu không phải Nhạc Tranh cự tuyệt, nàng bước tiếp theo liền sẽ là Nhạc Tranh nghiên cứu sinh đạo sư. Chu Xảo Nhạc đi xuống lầu liền xem chất nữ nhi đang ở phết đất, nàng lập tức, Vương Miểu, ngươi làm gì vậy, như vậy việc không cần ngươi làm. Minh đại cô mỉm cười, nàng ở nhà cũng làm, không có quan hệ. Chu Xảo Nhạc lại kiên định, kia không được, nàng ở nhà làm về ở nhà làm. Ta này mợ sao có thể làm nàng làm này đó, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy Vương Diễm ở bên ngoài tưới hoa. Chu Xảo Nhạc bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng trụ Minh đại cô tay, nói, tỷ, ngươi đây là làm gì à, hai tử đến chính mình cứu cứu ra làm khách còn làm việc, này nói ra đi, không chờ nói xong, Minh lão thái liền trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nhạo, ngươi như thế nào nhiều như vậy vô nghĩa đâu. Nếu đều là người một nhà, có làm hay không sống còn không phải theo, bọn họ chính mình tâm ý, nghĩ không có việc gì liền tưới tưới hoa, quét quét rác, không nghĩ làm cũng không ai buộc, chẳng lẽ làm điểm sống còn có thể mệt chết à, liền ngươi đại kinh tiểu quái, ngươi không phải đều đi làm sao, sao còn như vậy ma kỷ đâu, một chút việc nhỏ nhi cũng muốn quản, một chút đều không đại khí, lão thái thái đảo không phải suy nàng. Chỉ là uy lực hãy còn ở, Chu Xảo Nhạc không dám tiếp lời, chỉ có thể cười một chút, Vương Miểu đồng tình nhìn thoáng qua, nhị mợ, quả nhiên, nàng mộ ở nhà địa vị trí cao vô thượng, bất quá nàng nhị mợ tính tình cũng là thật tốt, nếu là nàng mộ ở tại nhà bọn họ, nàng phỏng chừng chính mình mỗi ngày cũng không dám về nhà, khẳng định khẩn trương muốn mệnh, chính là nhị mợ bị như vậy suy thế nhưng còn cười, quả nhiên không phải người bình thường, mẹ. Ta đi một chuyến trường học, Nhạc Tranh thùng thùng từ trên lầu xuống dưới, không dài đầu tóc ở sau người chát một cái đuôi, qua lại lay động. Chu Xảo Nhạc, ngươi còn không có ăn cơm đâu, ăn lại đi, Nhạc Tranh gật đầu, chạy vội tới bàn ăn. Chu Xảo Nhạc thở dài, ngươi liền không thể chậm một chút, hấp tấp bộp chộp. Các ngươi Trương giáo thụ tìm ngươi làm gì a? Nhạc Tranh cắn bánh bao, thanh thúy, thi đấu, không đợi Chu Xảo Nhạc kỹ càng tỉ mỉ hỏi. Nhạc Tranh tiếp tục giải thích nói, tỉnh đài làm một cái siêu có thể khiêu chiến tái, mời các đại trường cao đẳng học sinh dự thi, Trương giáo thụ hy vọng ta có thể dự thi, ngươi cũng biết à, đại gia tốt nghiệp đều vội, ta loại này không công tác không thi lên thạc sĩ, chuyện gì đều không có người nhưng không nhiều lắm, lại nói, không đạo lý làm đại học hát một nhà độc đại a. Chu Xảo Nhạc phụt một tiếng nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ. Cơ hồ cả nước nhân dân đều biết, Nhạc Tranh nơi đại học A, cùng một khác có tiếng đại học hát nhất ham thích chính là lẫn nhau xé, rõ ràng là cùng thành thị huynh đệ trường học, nhưng là hai nhà thật là, hận không thể đem đối phương đi đến mặt trăng, nhưng dùng sức hắc đối phương, mà Minh Nhạc Tranh tiểu thư cũng có cái này thói quen, chỉ cần nhắc tới đại học hát, nàng rõ ràng giống như là một con tiểu trọi gà, Chu Xảo nhà sớm đã thành thói quen. Nàng xua tay, đi thôi, nói chưa nói so cái gì, Nhạc Tranh, đại khái là con số hoa dung nói linh tinh, còn không có định đâu, chờ ta thấy Trương giáo thụ lại nói,
Minh Nhạc Tranh, một trận tiếng hô vang lên, Nhạc Tranh, Đào Đào lỗ tai, bất đắc dĩ, Tiêu Dục khi nào sửa lại cái này thông tin dựa rồng thói quen, mới là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới, mẹ, ta đi rồi ha, hắn hôm nay vừa lúc đưa tin, ta ngồi nhà bọn họ đi nhờ xe, Chu Xảo Nhạc gật đầu, Nhạc Tranh vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Tiêu Dục ăn mặc nhân mô nhân dạng, hắn nhìn đến Nhạc Tranh. Xách một tiếng, nói, ngươi như thế nào như vậy chậm a? Nhạc Tranh, Tiêu Thúc Thúc hảo, cùng Tiêu Dục hắn cha chào hỏi, Nhạc Tranh thực mau, lên xe, cười tủm tỉm, Ngụy A Di hảo, Nhạc Tranh lại xem Tiêu Dục liền mang theo vài phần trêu chọc, không nghĩ tới Tiêu Dục đi học cũng muốn cả nhà đi đưa, hơn nữa, vẫn là bổn thị, ha ha, Tiêu Dục đại để chính mình cũng bởi vì cái này tâm tình không phải thực hảo. Hắn lên xe, sắc mặt không quá đẹp, ngươi sáng sớm cọ sát cái gì đâu, liền chờ ngươi, Tiêu Dục mù mù nhíu mày, ngươi hảo hảo cùng Tranh Tranh nói chuyện, một nam hài tử, như thế nào một chút tố chất cũng không, có, Tiêu Dục mắt trợn trắng, không phản bác, Tranh Tranh a, ngươi xó Tiêu Dục đại, lại là Tiêu Dục học tỷ, đừng cùng hắn chấp nhặt, Tiêu Dục mù mù mỉm cười nói, Nhạc Tranh gật đầu, hảo a. Nhạc Tranh nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, có điểm hối hận ngồi Tiêu ra đi nhờ xe, nếu nàng là chân chính 18 tuổi cái gì đều không có trải qua quá Minh Nhạc Tranh, có lẽ là không cảm thấy có cái gì, chính là nàng không phải, nàng rốt cuộc cũng ở thương trường đã trải qua, mấy năm, xem nhân ra sắc mặt vẫn là sẽ, Tiêu Dục mụ mụ không thích nàng, tương so với Tiêu Thúc Thúc cùng Tiêu Dục, nàng thái độ vĩnh viễn đều là mang theo nhàn nhạt xa cách. Tuy rằng thoạt nhìn thực ôn nhu khách khí, nhưng là lại cũng vẫn luôn vô hình liền phải đưa bọn họ chi gian vẽ, ra một đạo thực rõ ràng giới hạn, nàng cường điệu chính mình xó Tiêu Dục đại, tựa hồ cũng là lo lắng nàng mơ ước con trai của nàng đi, nghĩ đến đây Nhạc Tranh liền muốn cười, nàng mặc kệ khi, nào đều đối Tiêu Dục không có hứng thú, nguyên bản không có, lại tới một lần vẫn là không có, nếu không phải Tiêu Dục. Cho nàng gọi điện thoại hỏi nàng muốn hay không đưa hắn đi trường học, Nhạc Tranh còn không thể tưởng được sẽ ngồi nhà bọn họ đi nhờ xe, Nhạc Tranh xoa xoa huyệt thái dương, Tiêu Dục mụ mụ tầm mắt tựa hồ luôn là như có như không dừng ở nàng trên người, Nhạc Tranh không biết nàng nhìn cái gì, bất quá nàng lại biết chính mình không thích người khác loại này mang, theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhi, Nhạc Tranh a, ngươi hôm nay đi trường học làm gì a? Tiêu Dục mụ mụ rốt cuộc hỏi ra tới. Nhạc Tranh cười, ta đi xem ta một cái giáo thụ, ai Tiêu Thúc Thúc, ngài ở phía trước biên giao lộ cho ta buông xuống có thể chứ, Tiêu Dục ba ba nghi hoặc, không phải đi trường học sao, Nhạc Tranh, chúng ta giáo thụ thích nhất phía trước có một nhà bánh tát trứng, ta đi mua một chút mang qua đi, Tiêu Dục, ngươi như thế nào nhiều chuyện như, vậy nhi đâu, chúng ta chờ ngươi à, Nhạc Tranh quyết đoán lắc đầu, nhà bọn họ muốn xếp hàng. Hơn nữa phải đợi thật lâu, ta liền không chậm trễ các ngươi đưa tin. Xe dừng lại, Nhạc Tranh xuống xe phất tay, cúi chào, quả nhiên rời đi Tiêu Dục mụ mụ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhi, thoải mái nhiều a. Nhạc Tranh nhưng thật ra cũng không có nói dối, nàng đi vào cửa nhỏ cửa hàng xếp hàng, Tiêu ra xe khai quá, mắt thấy đã bài ít nhất 30 cá nhân, Tiêu Dục líu lưỡi, có thể ăn ra long thịt hương vị sao, xếp hàng lâu như vậy. Tiêu Dục mụ mụ mở miệng, Nhạc Tranh tựa hồ biến hóa không ít, ta nhớ rõ lần trước xem nàng còn an an tĩnh tĩnh đọc sách, hiện tại nhưng thật ra hoạt bát không ít, Tiêu Dục buồn bã cảm khái, nữ đại 18 biến bái, nàng hiện tại đều không thế nào cùng ta ngoạn nhi, Tiêu Dục mụ mụ lập tức, không cùng ngươi ngoạn nhi cũng là chuyện tốt nhi, qua lừa lỡ thì ở bên nhau chơi cái gì, người khác biết là muốn nói nhàn thoại, nàng nếu là hiểu lầm ngươi đối nàng có ý tứ đâu. Các ngươi không thích hợp, Tiêu Dục bực bội bĩu môi, mẹ, ngươi như thế nào nhiều chuyện như vậy nhi đâu, hắn nhìn về phía trước, chúng ta đều còn nhỏ đâu, ai giống như ngươi nghĩ nhiều như vậy, Tiêu Dục mụ mụ lại muốn nói cái gì, lão Tiêu mở miệng, được rồi, hài tử hôm nay đưa tin, đừng nói những cái đó vô dụng không vui, người một nhà áp khí đều có điểm thấp, Nhạc Tranh cũng không biết nói nàng đi rồi lúc sau những, người này còn có thể lao nhiều như vậy. Nàng vô cùng cao hứng mua 20 hộp bánh tát trứng, có điểm buồn cười xách theo kêu taxi đi trường học, không có biện pháp nha, người nhiều, đại khái bởi vì hôm nay đưa tin quan hệ, vườn trường không ít người, Nhạc Tranh dẫn theo 20 hộp bánh tát trứng,
thập phần đồ sộ bị quanh mình người vây xem. Bất quá tương so với nàng dẫn theo nhiều như vậy bánh tát trứng, nàng diện mạo càng thêm dễ dàng làm người ấn tượng khắc sâu, da thịt trắng nõn thanh thấu, thật dài lông mi mang theo điểm điểm cong vút, không thể không nói, nàng không ngừng lớn lên hảo, dáng vẻ cũng hảo, thanh xuân rào rạt lại có khí chất, bất quá làm tân sinh buồn bực chính là, này đó học trưởng thế nhưng không có một cái chủ động qua đi hỗ trợ. Ngọa tào, quả nhiên ở cái này trường học đọc sách nhiều, đã có thể làm được tâm như nước lặng sao, mà mới tới tiểu học muội còn lại là cảm khái, quả nhiên phong cách trường học hảo, nhìn xem, đọc sách nhiều chính là không giống này đó người trẻ tuổi giống nhau nông cạn, đặc biệt nông cạn, trong mắt sao không xông ra tới đâu, mà bọn họ không biết chính là, lại đây hỗ trợ này, đó đại nhị đại tam học trưởng sao có thể không quen biết trước mắt người à. Liền tính ở đại học A như vậy danh giáo, Minh Nhạc Tranh cũng coi như là riêng một ngọn cờ, còn tuổi nhỏ liền nhảy lớp, một đường khảo nhập đại học A, tuy rằng không phải đại học A tuổi nhỏ nhất tốt nghiệp, nhưng là, cũng đủ đặc biệt. Đây là điển hình con nhà người ta, đọc sách thực hảo, nghe lão sư lời nói, không chỉnh chuyện xấu, ách, dù cho bọn họ cũng đều là tinh anh, cũng vẫn là sẽ bị như vậy thiếu nữ kích thích một chút. Nàng như là một cái dựa theo dây cót đong đưa tinh xảo búp bê Tây Dương, mà nàng tuổi cùng tính cách đủ để cho rất nhiều người xem nhẹ nàng xuất sắc diện mạo, tuy rằng không có người không thừa nhận Minh Nhạc Tranh là tinh xảo mỹ nhân nhi, chính là mỗi năm, bình chọn hoa hậu giảng đường lại ai cũng sẽ không nghĩ đến này tiểu cô nương, đối bọn họ mà nói, Minh Nhạc Tranh thật là cái tiểu cô nương a, chính là đột nhiên, lại nhìn thấy cái này Minh Nhạc Tranh, đại gia trừ bỏ mộng bức. Vẫn là mộng bức, ách tinh xảo không có tức giận búp bê Tây Dương, đột nhiên liền biến thành thanh xuân rào rạt tiểu tiên nữ, này mặc cho ai cũng không thể phản ánh lại đây a, chính là gương mặt kia lại rõ ràng chính là Minh Nhạc Tranh a, Nhạc Tranh nơi, nào biết được người khác tưởng cái gì, nàng nhất quán đều cùng đại gia không quen thuộc, bởi vậy nhưng thật ra cũng không đem người khác tầm mắt đương hồi sự nhi, Nhạc Tranh. Tô Đan rất xa chạy chậm lại đây, giúp nàng tiếp nhận trên tay bánh tát trứng hộ, phun tào, chúng ta trường học nam chuyện gì xảy ra a? Một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư, Nhạc Tranh cười hỏi, ngươi như thế nào ở a? Tô Đan, hôm nay dù sao cũng là ngày đầu tiên đưa tin, ta lại, đây hỗ trợ, Nhạc Tranh trong lòng cảm khái, Tô Đan thật là một cái thực tốt nữ hải tử, nàng vĩnh viễn đều có nhất xích thành nhiệt tình đối người khác. Người như vậy thật sự rất ít, bất quá Nhạc Tranh lại nghĩ nghĩ, đột nhiên liền phát hiện, chính mình xem nữ hài tử ánh mắt thực hảo, cùng nàng quan hệ không tồi nữ hài tử nhân phẩm đều thực hảo, nhưng là nàng hai cái quan hệ thực không tồi nam tính bằng hữu ngược lại cuối cùng, đều hố nàng, thật là có điểm màu đen hài hước. Hai người cùng lên lầu, Trương giáo thụ đang ở chờ Nhạc Tranh, mắt thấy Nhạc Tranh cùng Tô Đan dẫn theo đồ vật vào cửa, nàng buông trong tay bút. Cười nói, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đi mua bánh tát trứng. Trương giáo thụ 50 hơn tuổi, văn nhã quyên tú, rất có phong độ trí thức. Nàng mỉm cười duỗi tay, lão dư, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Dư giáo thụ ai một tiếng, móc ra 100 đồng tiền, hắn cảm khái, Minh Nhạc Tranh a, ngươi này lại hại ta mệt một. 100 khối, không được, ta muốn mang đi một hộp, hắn đặc biệt chờ ở nơi này. Liền vì đồ ăn đâu, Nhạc Tranh nở nụ cười, ta mua thật nhiều, mỗi người đều có, tuy rằng Trương giáo thụ là một mình một người văn phòng, nhưng là lập tức liền có người nghe hương vị lại đây, cũng bất quá vài phút, Nhạc Tranh mua 20 hộp bánh tát trứng chỉ còn lại có 2 hộp, Trương giáo thụ nhanh chóng đem bánh tát trứng tàng đến trong ngăn tủ, nói, những người này quả thực là đánh cướp, tuy rằng nói như vậy. Rồi lại mang theo y cười, Nhạc Tranh, sớm biết rằng sẽ gặp được Tô Đan, ta liền lại nhiều mua điểm, dù sao nàng sẽ lấy. Tô Đan, ta là sức lao động sao? Nhạc Tranh nghiêm trang gật đầu. Tô Đan, anh, Trương giáo thụ nhìn hai cái học sinh, đi theo cười. Giáo thụ, ta gì? Nhạc Tranh, mang kính dâm tưởng hàm mang theo chút tính trẻ con thăm dò, nhìn đến Nhạc Tranh. Sửng sốt một chút, theo sau cười nói, Minh Nhạc Tranh, ngươi như thế nào cũng lại. Đây, hắn tháo xuống kính dâm, lóe tiến vào, Nhạc Tranh, ngươi này cùng đập vụ chắp đầu dường như, tưởng hàm buông tay, kia làm sao, bên ngoài như vậy nhiều người, ta tổng không thể khiến cho hỗn loạn đi, ta này ngụy trang không tồi đi. Hắn nhìn Nhạc Tranh, mặt mày tất cả đều là y cười,
Trương giáo thụ ánh mắt lòe lòe, cúi đầu mỉm cười, Nhạc Tranh cùng Trương giáo thụ vẫn luôn thảo luận đến trạng vạng, ra ngoài nàng ngoài ý liệu, Tưởng Hàm cùng Tô Đan cũng đều không đi, bốn người cùng đi ăn cơm chiều. Tưởng Hàm quen cửa quen nẻo đem xe chạy đến một nhà tư mật tính thực tốt tiểu điếm, hắn nói, ta phía trước đã tới hai lần, nơi này thực không tồi. Hắn nguyên lai cũng là thích bên đường loát xuyến nhi nhị bút thiếu niên, hiện tại lại muốn bận tâm cái gì tư mật tính, cho nên rốt cuộc thành danh cũng là một phen kiếm hai lưỡi, bất quá nếu được đến nhiều như vậy, trả giá một chút cũng không tính cái gì, hắn chỉ là không nghĩ cấp những người khác mang đến phiền toái. Tới, bên này thỉnh, đoàn người xuyên qua hành lang tiến vào phòng, phòng tuy rằng không lớn, nhưng là lại cổ kính, thập phần lịch sự tao nhã. Trương giáo thụ đứng ở ven tường thưởng thức trên vách tường họa, Tưởng Hàm quen cửa quen nẻo điểm cơm, hắn biên điểm biên giải thích, bên này đồ ăn lượng không lớn, chúng ta điểm 8 đồ ăn, một cái đồ ngọt, một cái canh, vừa lụng. Tô Đan nghẹn họng nhìn chân chối, liền tính đồ ăn lượng tiểu, chúng ta cũng không đến mức ăn 8 đồ ăn đi. Nhạc Tranh nhưng thật ra quay đầu lại vỗ vỗ Tô Đan, nói, vừa lúc, nhà bọn họ đồ ăn lượng là thật tiểu. Nàng đời này tuy rằng không có tới quá, nhưng là đời trước đã tới a. Nhạc Tranh nói xong liền từ Trương giáo thụ phía sau dựa vào nàng, xinh xắn nói, giáo thụ, đây là đương đại họa gia Phó Vũ tác phẩm, Phó Vũ tiên sinh thu sơn đồ năm kia ở gia đức chụp 400 vạn. Này phúc tuy rằng không giống như là thu sơn đồ khó sao Quảng Phụ nổi danh, hẳn là cũng không ít tiền. Trương giáo thụ cười cười, Tô Đan nói lắp, thật, thiệt hay giả a? Chúng ta muốn ngồi ở này treo mấy trăm vạn họa trong phòng ăn cơm sao, ta như thế nào cảm thấy như vậy huyền huyễn a, chúng ta ăn nổi sao? Tưởng Hàm cười, ăn không nổi liền cho ngươi để ở chỗ này. Tô Đan, kia hóa ra hảo. Nhạc Tranh xem bọn họ đấu võ mồm, khanh khách bật cười. Trương giáo thụ quay đầu lại nhìn Nhạc Tranh liếc mắt một cái, có chút vui mừng, nàng là thực thích đứa nhỏ này, đứa nhỏ này nơi trốn đều hảo, chính là có một chút quá mức kiêu căng đơn thuần, như vậy tuy rằng không có gì không tốt, nhưng là xã hội này nhiều như vậy hoa hoa hình dáng, Nhạc Tranh là thực dễ dàng có hại, nhưng là hiện tại xem nàng hoạt bát một đoạn thời gian, Trương giáo thụ lại có chút an tâm, quả nhiên ra thác ngà voi, nàng vẫn là điều chỉnh thực hảo, thịch 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 tiếng đập cửa vang lên, cùng với Tưởng Hàm một câu mời vào, một vị 25-6 tuổi, nữ nhân đẩy cửa mà nhập, nàng ngu quan thanh lệ nhu mỹ. Chỉ xem mặt mày liền cũng biết trước mắt nữ tử là cái ôn nhu tính tình, rất là dịu dàng động lòng người, nàng một thân sa neo đương quý tân khoản, trang dung nhạt nhẽo, như vậy trang dung cơ hồ xông ra nàng khuôn mặt thượng ưu điểm, nàng cười nhạt chào hỏi, Tiểu Hàm, ta nghe nói ngươi lại đây nhìn xem, nàng đối mặt khác vài vị gật gật đầu, ôn nhu, các ngươi hảo, ta là Tưởng Hàm tiểu gì, chư vị không cần khách. Khí, có cái gì cứ việc công đạo là được. Nhạc Tranh kinh ngạc nhướng mày, Tưởng Hàm tiểu gì, đó là kỳ ngôn ca ca muội muội, chính là chỉ nghe nói hắn có một cái tỷ tỷ a. Tưởng Hàm hơi hơi nhíu mày, bình tĩnh, có cái gì ta sẽ cùng phó ca nói, không nhọc ngài lo lắng. Tưởng Hàm tuy rằng thực khách khí, nhưng là rồi lại có 10 phần xa cách cùng lãnh đạm. Vị này Tống tiểu thư chần chờ một chút, nàng nói, Tiểu Hàm, ta có nói mấy câu tưởng cùng ngươi tiểu gì, ngài quấy dày đến ta. Tưởng Hàm nghiêm túc, hắn lại nói, làm phiền giúp ta đóng cửa. Tống tiểu thư nhấp môi, thật sâu hít một hơi, lộ ra một mặt lấy lòng tươi cười, nhẹ giọng, ta đây đi trước. Chờ Tống tiểu thư vừa ra khỏi cửa, Tưởng Hàm vừa quay đầu lại liền xem tất cả mọi người xem hắn. Hắn cười hỏi, làm sao vậy? Nhạc Tranh, không có việc gì à? Tưởng Hàm, ngươi bước tiếp theo có cái gì phát triển à? Nhạc Tranh tách ra đề tài, ra vẻ tò mò bộ dáng, tuy rằng đối cái kia Tống tiểu thư càng tò mò, nhưng là nàng nhưng cũng biết nói, không cần thiết hỏi Tưởng Hàm làm hắn khó xử. Nàng cùng Kỳ Ngôn ca ca còn không có thân mật đến, lẫn nhau chia sẻ chính mình ra bảy đại cô tám gì cả tư mật sự. Huống chi, hào môn cẩu huyết chuyện này càng nhiều. Tưởng Hàm lúc này đã khôi phục bình thường, hắn mỉm cười, buổi biểu diễn đi, 9 chàng tuần diễn, ta muốn tham gia 4 chàng, bước tiếp theo chính là luyện vũ cùng luyện ca, các ngươi biết đến, tuy rằng là quan quân, nhưng là trên mạng rất nhiều người đi star ca hát không được. Nhạc Tranh tưởng, ngài ca hát thật không quá hành, ta nhưng nghe qua tai nạn xe cộ hiện trường, K,
ca hát không được liền diễn kịch bái, Nhạc Tranh cười tủm tỉm, nói không chừng ngươi sẽ phát hiện ở diễn kịch thượng càng có thiên phú. Tường Hàm sừng sốt, theo sau chậm rãi bật cười, hắn chậm rãi nói một cái hảo, Nhạc Tranh, hảo cái gì? Tường Hàm, nghe đề nghị của ngươi bái, Nhạc Tranh nhún nhún vai. Mắt thấy thượng đồ ăn, nàng nghĩ đến chính mình cái kia khai xong lúc sau, chỉ chuyển phát một con cẩm lý liền trường thảo Weibo, lập tức, chờ ta chụp một chút nga, mọi người, nàng chụp một chương mỹ mỹ ảnh chụp, nghiêm túc, ta muốn phát Weibo, Tô Đan cười phun, ngươi còn chơi Weibo à, Nhạc Tranh biên tập đến một nửa nhi, lại tưởng tượng, quyết đoán xóa, tính tính, không đã phát, Tô Đan, ai, ngươi đừng nghe ta à. Bất quá mới vừa nói xong, liền xem Nhạc Tranh, đã móc ra máy ảnh chụp lấy ngay, nàng cười tủm tỉm, ta muốn một lần nữa chụp, Tô Đan đổ, Nhạc Tranh đem màn ảnh nhắm ngay chính mình cùng cái bàn, so cái đại đại năm, cùm cụp một tiếng, ảnh chụp minh Nhạc Tranh hoạt bát lại đáng yêu, Nhạc Tranh cười hì hì móc ra bút, xoát xoát thiêm thượng một hàng tự, Tô Đan thăm dò vừa thấy, nha đều phải toan rớt, khóe miệng nàng run rẩy, ngươi này nên sẽ không thế nhưng không biết như thế nào hỏi mới hảo, chẳng lẽ là, bọn, họ anh minh thần võ tống tổng thích cái này giọng, Tô Đan không xác định tưởng, cảm khái quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, thực đáng sợ. Trương giáo thụ mỉm cười, hảo, ăn cơm đi, Nhạc Tranh ai một tiếng, nàng múa may tay nhỏ nhi, ta phải đi về hảo hảo trở về nghiên cứu, cũng không thể làm cho bọn họ đại học hát quá kiêu ngạo. Vài người lập tức đều gật đầu, trong lòng xúc động, chờ đến từ nhà ăn ra tới, Nhạc Tranh nhận thấy được một mặt tầm mắt, quay, đầu nhìn lại, một cái quả táo mặt tiểu cô nương lại bị chảo bao xấu hổ, ai ui, vẫn là cái người quen, Nhạc Tranh cười nói, ngươi tiểu mê muội. Tưởng Hàm chuyển qua đi vừa thấy, kia tiểu cô nương càng thêm kích động, mặt đều nghẹn đỏ, nàng do dự một chút, tiến lên, tưởng. Tưởng Hàm, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Tưởng Hàm sừng sốt, mỉm cười nói hảo, quả táo muội lại xem Nhạc Tranh, ngươi còn nhớ rõ ta à, ta cho rằng ngươi đều đã quên, nàng chính là Bùi Ngữ Yên biểu muội, ăn một miệng cẩu lương, còn đưa tặng một cái mâm đựng trái cây vị kia truy tinh thiếu nữ. Nhạc Tranh cười, đương nhiên nhớ rõ ngươi, quả táo mặt cô nương nở nụ cười, ta biểu tỷ cũng ở đâu? Ngươi muốn hay không lại đây ngồi một lát, ta nhớ rõ các ngươi cũng nhận thức nàng chỉ là ra tới trước toilet, không nghĩ tới sẽ gặp được chuyện tốt như vậy nhi, đã có điểm nói năng lộn xộn không biết như thế nào cho phải, Nhạc Tranh nhưng, thật ra không cảm thấy bối rối, ngược lại là cười lắc đầu, không được, chúng ta phải đi trước, nga, tiểu cô nương có điểm thất vọng, bất quá vẫn là nghiêm túc cùng Tưởng Hàm nói, Tưởng Hàm, ta sẽ hảo hảo học tập, nỗ lực thi đậu đại học A. Tưởng Hàm gật đầu, hảo, hắn tươi cười tuyển nhã sạch sẽ, thực chờ mong ngươi trở thành ta tiểu học muội. Thiếu nữ gật đầu như đảo tỏi, chờ đến đoàn người rời đi, Nhạc Tranh cảm khái, hành A thiếu niên, đều sẽ làm tư tưởng công, tác. Tưởng Hàm bị nàng chèn ép, hảo tính tình cười, Tô Đan nhìn Tưởng Hàm ôn nhu cười, kia sợi quái dị cảm lại nổi lên, này đã không phải lần đầu tiên, nàng thật nhiều thứ đều có cái này cảm giác, phảng phất Tưởng Hàm thích người kia chính là Nhạc Tranh, nhưng là mỗi lần nàng liền phải như vậy cho rằng, hắn lại thực mau thu liếm lên, phảng phất hết thảy chỉ là nói giỡn, như thế nhưng thật ra làm người có chút không rõ, trước đưa ta, ta phải về nhà, đọc sách. Trương giáo thụ xuống xe lúc sau Nhạc Tranh liền chủ động phải đi trước, Tưởng Hàm mỉm cười nói một cái hảo, Tô Đan xem bọn họ như vậy bằng phẳng. Lập tức lại cảm thấy, chính mình quả nhiên lại suy nghĩ nhiều, Nhạc Tranh thực mau về đến nhà, nàng vừa xuống xe liền nhìn đến Ngụy Diễn, kia chiếc tràn đầy cho bụi xe jeep ngừng ở nhà bọn họ cửa, cũng bất chấp cùng bọn họ nhiều hàn huyên hai câu, hắn thực mau liền vào ra, quả nhiên Ngụy Diễn cùng nàng ba ở trên lầu thư, phòng không biết nói cái gì đó, Nhạc Tranh có chút lo lắng hướng trên lầu xem, Minh Lão Thái phát hiện nàng thần thái, đem cháu gái nhi kéo đến phòng. Hảo sinh khuyên, Tranh a, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì nhi, ngươi ba người kia tuy rằng xuẩn, nhưng là ông trời đối hắn còn tính không tồi liệt, hơn nữa cảnh sát cũng không thể làm hắn có việc nhi a. Nếu có thể sớm một chút cấp kia chết kẻ lừa đảo bắt lấy, cũng là tốt, tỉnh bọn họ còn đi lừa người khác, chính mình, không nghi nỗ ngược lại mơ ước người khác đồ vật người đều nên đi ăn lao cơm,
Nhạc Tranh bị nàng nãi chọc cười, nàng gật đầu, ta biết đến. Lão thái thái lại trấn an vài câu, Nhạc Tranh nhất nhất ứng, cuối cùng là bị lão thái thái phóng ra. Ra tới vừa lúc nhìn đến Ngụy Diễn xuống lầu, hắn lần này so thượng một lần càng lôi thôi, dâu tựa hồ đều vài thiên không quát bộ dáng, thật là một cái hảo cảnh sát à. Minh nãi nãi ở Nhạc Tranh phía sau gật đầu khen ngợi, Nhạc Tranh, nghe thế ba chữ, hơi hơi nhíu mày, hảo cảnh sát này ba chữ tựa hồ luôn là thúc giục nàng nhớ lại sự tình gì, chính là Nhạc Tranh mỗi lần muốn bắt lấy chợt lóe mà qua linh quang, lại nháy mắt thổi qua. Đã rất nhiều lần, Nhạc Tranh mỗi lần muốn nhớ tới rồi lại cực nhanh biến mất rớt, nghe nói hắn là Tiêu Dục biểu ca liệt, thật là một chút đều nhìn không ra tới a. Lão thái thái lại cảm khái một câu, Nhạc Tranh đột nhiên liền quay đầu, nàng nhìn về phía Minh nãi nãi, Minh nãi, nãi bị nàng động tác hoảng sợ, hỏi, làm sao vậy? Nhạc Tranh mù quáng lắc lắc đầu, vẫn là nghĩ không ra, Ngụy Diễn lực chú ý nhưng thật ra cũng không ở Minh Nhạc Tranh trên người bộ dáng. Hắn nghiêm túc, cảm ơn ngài, ta đây liền đi trước. Minh Triết Nam hào khí, hẳn là, như vậy chuyện này, ngươi không nói ta cũng nên hỗ trợ, bọn họ thật là quá thiếu đạo đức. Minh Triết Nam cười, ta này xem như vô gian đạo sao? Ngụy Diễn bị hắn chọc cười, nói, kia khẳng định không. Phải a, chúng ta như thế nào cũng không thể làm ngài lâm vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Nhạc Tranh đang muốn lên lầu, những lời này cơ hồ là, giống như một tiếng sấm sét một chút tạc nổi lên nàng sở hữu ký ức. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì mỗi lần nhìn đến Ngụy Diễn, nghe được hảo cảnh sát ba chữ đều sẽ cảm thấy có cái gì nên là bị nhớ tới. Ngụy Diễn hắn đã chết, đúng vậy, Ngụy Diễn đã chết. Ngụy Diễn hy sinh vì nhiệm vụ, Nhạc Tranh ngón tay khâu ở thang lầu lan can. Thượng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, Nhạc Tranh xoay người xuống lầu. Nàng đi vào Ngụy Diễn bên người, không nói hai lời lôi kéo Ngụy Diễn đi vào sân. Ngụy Diễn, hắn hơi hơi nhíu mày, ngươi làm gì? Nhạc Tranh nghiêm túc, Ngụy Diễn, ta không biết ngươi muốn làm gì, ta cũng không biết ngươi điều tra những cái đó kẻ lừa đảo đến tình trạng gì, nhưng là ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngụy Diễn, Nhạc Tranh càng thêm nghiêm túc, nàng nhéo Ngụy Diễn ống tay áo, kiên định lại bướng bỉnh, ngươi là một cái hảo cảnh sát, ngươi không thể chết được. Cho nên, ngươi phải cẩn thận, ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại cái dạng này, ngươi khẳng định là mấy ngày liền cùng giam, ngươi như vậy mỏi mệt, căn bản là đánh không dậy nổi tinh thần, nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền tính là đầu óc có thể phản ứng lại đây, ngươi thân thể cơ năng cũng theo không kịp, mặc kệ như thế nào, trở về hảo hảo ngủ một giấc, tinh thần thần. Như vậy mới có thể bắt được người xấu. Ngụy Diễn xem kỹ Nhạc Tranh, chậm rãi hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nhạc Tranh, ta không nghĩ nói cái gì, ta chỉ là nhắc nhở ngươi chú ý an toàn, ngươi là một cái thực tốt cảnh sát thúc thúc, ta không nghĩ ngươi có việc nhi. Nàng chậm rãi cúi đầu, mòi ngón tay nói, ta có một loại thật không tốt dự cảm, thật sự không tốt lắm. Ngụy Diễn cau mày, ánh mắt xem kỹ Minh Nhạc Tranh, mang theo đề phòng cùng nghi hoặc. Bất quá thực mau, hắn mày liền giãn ra mở ra, hắn khống chế không được duỗi tay xoa nhẹ Minh Nhạc Tranh đầu một chút, nói, cảm ơn ngươi a, tiểu cô nương. Nhạc Tranh ngẩng đầu, mang theo điểm vội vàng, ngươi đừng cho ta cợt nhả. Ngụy Diễn mặt mày đều nhu hòa không ít, hắn mỉm cười, không cợt nhả, ta ghi tạc trong lòng. Hắn lại xoa nhẹ Nhạc Tranh đầu một chút, cảm thấy nàng kỳ thật vẫn là thực tính trẻ con. Là nha, một cái 18 tuổi tiểu cô nương, có thể lớn đến nơi nào đâu, tuy rằng chỉ là lừa dối phạm, nhưng là cũng không dám nói bọn họ có phải, hay không nguy hiểm phần tử. Ta cùng ngươi nói, chuyện này nhi ta ba cũng có tham dự tiến vào, ta tin tưởng các ngươi sẽ bảo vệ tốt hắn, nhưng là nếu ngươi bởi vì chuyện này nhi có cái gì, ta ba người này nhất định sẽ áy náy cả đời, hắn sẽ cảm thấy bị lừa mấy cái tiền cũng không cái gọi là... Nhưng là người không thể có việc nhi, liền tính cùng hắn một chút quan hệ cũng không có, hắn cũng sẽ áy náy, hắn chính là hư trương thanh thế, kỳ thật người nhưng yếu ớt, cho nên ngươi phải hảo hảo đừng xảy ra chuyện nhi. Nhạc Tranh cũng không biết chính mình nói cái gì, chính là nàng biết, nàng là không thể ngồi yên không nhìn đến, sao lại có thể trơ mắt nhìn một cái người tốt chết đâu. Ngụy Diễn nhìn Nhạc Tranh, chậm rãi giơ lên khóe miệng. Rõ ràng là hảo tâm quan tâm, thiên là muốn nói như vậy,
hắn nói không nên lời chính mình trong lòng tư vị nhi, bất quá lại vẫn là nghiêm túc. Hảo, Nhạc Tranh ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe. Ngụy Diễn, ta sẽ không chết. Hắn lại là khó được cười một chút. Nhạc Tranh cắn môi, không biết như thế nào ngôn ngữ. Ngụy Diễn không chế được chính mình còn tưởng xoa nàng tóc tay, trầm thấp lại kiên định. Bất tử, làm hảo cảnh sát bảo hộ ngươi loại này hảo thị dân. Nhạc Tranh nói xong, Ngụy Diễn xoay người rời đi. Mà lúc này, đứng ở phía sau cửa nghe lén Minh Triết Nam nước mắt rơi như mưa. Ô ô, ô ô ô, ô, ô ô ô, ta liền biết ta khuê nữ nhất hiểu ta. Minh Triết Nam sợ Nhạc Tranh nhìn đến chính mình cái này túng dạng, lau nước mắt nhi về tới phòng. Chu Xảo Nhạc đang xem chướng, vội sức đầu mẻ chán, vừa nhấc đầu, hoảng hốt hoảng sợ, nàng chạy nhanh, ngươi làm sao vậy? Êm đẹp, sao khóc? Minh Triết Nam nhìn Chu Xảo Nhạc liếc mắt một cái, cũng không nói cái gì, trực tiếp ngồi ở trên giường. Chu Xảo Nhạc buông bút, đi vào hắn bên người ngồi xổm xuống, lão, Minh, ngươi sao còn khóc, ai không phải ngươi đừng khóc a? Cái này làm cho ba mẹ cùng đại tỷ thấy, còn tưởng rằng ta thế nào ngươi, ta này nói không rõ a. Chu Xảo Nhạc cấp không thành bộ dáng, nàng cũng là đủ gian nan. Minh Triết Nam bạch nàng liếc mắt một cái, lẩm bẩm, mẹ đều thấy ta khóc, biết không quan chuyện của ngươi nhi. Chu Xảo Nhạc, nàng thật sâu thở hổn hển một hơi, nói, vậy ngươi tổng nên nói cho ta, ngươi vì sao khóc đi, một đại nam nhân, như vậy nhiều, mất mặt a. Hơn nữa không phải nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi sao. Chu Xảo Nhạc lo lắng nhìn Minh Triết Nam. Minh Triết Nam, cô nương biết đau lòng ta, ta cảm động còn không được sao? Nhà bọn họ tranh tranh chính là thận trọng, liền như vậy chi tiết nhỏ đều nghĩ tới. Ô ô, nàng thật là trong thiên hạ tốt nhất khuê nữ. Minh Triết Nam nắm tay, ta muốn kiếm rất nhiều tiền, kiếm rất nhiều tiền. Sau đó làm ta khuê nữ làm tiểu công chúa, cái gì đều không cần nhọc lòng, ta khuê nữ thật sự là quá tốt. Nói lên cái này, hắn lại xoa xoa đôi mắt. Ta đương ra chuyện gì nhi đâu, ngươi đừng đại kinh tiểu quái. Chu Xảo Nhạc xoay người tiếp tục đi thẩm tra đối chiếu chướng mục, nói, Nga đúng rồi, ngươi di động vang lên vài lần, ta không tiếp, ngươi nhìn xem có phải hay không có người sốt ruột tìm ngươi. Minh Triết Nam trừng mắt, vậy ngươi không gọi ta. Chu Xảo Nhạc nhưng thật ra ôn hòa, Ngụy cảnh sát ở đâu, các ngươi không phải nói chuyện này sao? Cái nào nặng cái nào nhẹ ta không hiểu a. Minh Triết Nam đang muốn nói cái gì, cúi đầu nhìn đến tới điện thoại người Khương Uyển Như, hắn nhấp môi, nguyên bản muốn nói oán giận tất cả đều nuốt đi xuống. Minh Triết Nam ra vẻ chấn định đứng lên, hắn nói, ta hồi cái điện thoại đi. Chờ Minh Triết Nam quay đầu ra cửa, Chu Xảo Nhạc quay đầu lại nhìn về phía cửa, nàng ánh mắt lòe lòe, một lần nữa xoay người qua cúi đầu tiếp tục xem sổ sách, chỉ là nhìn thật lâu, sổ sách đều không có lại phiên một tờ. Minh Triết Nam nhanh chóng chui vào thư phòng, hắn nhìn cái kia năm, Khương Uyển Như đánh 5 lần, cũng không biết Xảo Nhạc thấy không có, bất quá Minh Triết Nam cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi tình huống, lại cảm thấy hẳn là không có vấn đề. Chu Xảo Nhạc người kia chưa từng có xem hắn di động thói quen, mọi việc nhi cũng tùy tiện, hẳn là sẽ không có vấn đề. Nghĩ đến đây, Minh Triết Nam cuối cùng là yên tâm một ít, hắn nhìn chằm di động, do dự muốn hay không hồi cái này điện thoại. Đang ở do dự thời điểm, điện thoại đột nhiên lại lần nữa vang lên, Minh Triết Nam vừa thấy mặt trên lập lòe Khương Uyển Như 3 cái chữ to, hắn chuyển được điện thoại, lạnh giọng, ngươi đánh tới làm gì? Trong điện thoại truyền đến khóc âm, Khương Uyển Như ôn nhu, Minh ca, ta tưởng ngươi. Minh Triết Nam cười nhạo một tiếng, hỏi lại, tưởng ta, ngươi không biết xấu hổ sao, ngươi tưởng ta, ta xem ngươi tưởng Minh, tử nguyên tương đối nhiều đi. Khương Uyển Như, ta nhớ rõ ta nói rồi, chúng ta không có gì quan hệ, ngươi chạy nhanh biến mất ở ta tầm mắt trong phạm vi, bằng không ta sẽ không khách khí. Nghĩ đến chính mình bị hố lại mang theo nón xanh, hắn thật là giận sôi máu. Khương Uyển Như cũng không ngoài ý muốn hắn phản ứng, đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, nếu hắn vẫn là hảo hảo kia mới là kỳ quái đâu. Bất quá Khương Uyển Như đã cùng đường, nàng hiện tại không tìm Minh Triết Nam, đã không biết tìm ai. Nàng khóc sướt mướt nói, Minh ca, ta biết trên đời này chỉ có ngươi đối ta là tốt nhất, ta là bị Minh Tử Nguyên mê hoặc mới có thể bị hắn lừa, nhưng là hiện tại ta đã biết. Ta biết chính mình làm sai,
trên đời này chỉ có ngươi đối ta tốt nhất. Minh ca, ta sai rồi. Minh Triết Nam nhíu lại mày, không nói một lời, chỉ lẳng lặng nghe Khương Uyển Như nói chuyện. Hảo nửa ngày, hắn rốt cuộc cười nhạo một tiếng, Khương Uyển Như, ta cháu trai lại không hảo, cũng so ngươi cường, hiện tại ngươi nghĩ đến hướng hắn trên người bát nước bẩn, ngươi lúc trước còn hướng chúng ta tranh tranh trên người bát nước bẩn, khác ta đều có thể tha cho ngươi, nhưng là ngươi vu khống đến chúng ta tranh tranh trên đầu, ta khi ta là ngốc tử, ta tranh như vậy hảo, dung được ngươi nói hưu nói vượn, chúng ta như thế nào cũng coi như là hảo quá một hồi, ta không cùng ngươi so đo lúc trước cho ngươi hoa tiền, rốt cuộc ngươi cũng theo ta một hồi, nhưng là... Hiện tại ngươi lại tới tìm ta, chẳng lẽ là đem ta trở thành sống vương bát? Dừng một chút, hắn lại nói, vẫn là ngươi cho rằng ta thật sự hảo lửa gạt. Khương Uyển Như trong lòng đem Minh Triết Nam mắng cái máu chó phun đầu, tâm nói ngươi liền tin tưởng nhà các ngươi cái kia nha đầu chết tiệt kia đi, sớm muộn gì đến bị nàng hố chết. Bất quá tuy là như thế vẫn là nói, ta không phải, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Minh ca, ta không phải muốn phá hư gia đình của ngươi, ta là thật sự cùng đường, Long Thành, ta ở không nổi nữa, ta phải về quê quán, Minh ca, xem ở chúng ta thân mật một hồi phân thượng, ngươi giúp ta được không, ngươi cho ta mượn điểm tiền làm lộ phí đi. Khương Uyển Như cũng biết chính mình rất khó được đến Minh Triết Nam niềm vui, nàng thật sâu hít một hơi, đi thẳng vào vấn đề, ngươi cho ta mượn 20 vạn, ngươi cho ta mượn 20 vạn liền có thể. Ta không cần nhiều, ta biết này đó tiền đối với ngươi mà nói, không tính cái gì. Minh Triết Nam khí cười, hắn âm trầm trầm, Khương Uyển Như, ta xem ngươi thật là muốn nổi điên, 20 vạn, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy ngân hàng đâu, ngươi là muốn đi mặt trăng sao, muốn 20 vạn lộ phí, đừng nói là 20 vạn, 20 khối ta đều sẽ không cho ngươi. Khương Uyển Như cắn môi, chẳng lẽ ngươi thật sự một chút cũ tình đều không bận tâm sao? Minh Triết Nam, tốt xấu chúng ta hảo một hồi, nếu ngươi không chịu, ngươi cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. A, nói như vậy, ngươi là muốn uy hiếp ta? Ta nhưng thật ra không biết ngươi hiện tại to gan như vậy. Thế nào, ngươi đem ta đương trường ngốc bức? Minh Triết Nam nảy sinh ác độc, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi như thế nào tâm tàn nhẫn. Chỉ là Khương Uyển Như, lần trước ngươi theo dõi ta tức phụ nhi cùng tranh tranh, chuyện này ta còn ghi tạc trong lòng. Ngươi tận có thể ở trước mặt ta lăn lộn, bất quá ta thề, ta Minh Triết Nam tuy rằng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng là còn xem như có điểm tiền trinh, muốn ngươi có cái tốt xấu, cũng không phải cái gì việc khó nhi. Minh Triết Nam âm chắc chắc khẩu khí làm Khương Uyển Như trong lòng cả kinh, nàng cũng theo Minh Triết Nam mấy năm, đối hắn tính cách có chút hiểu biết, người này thật sự không phải một cái sẽ theo đạo lý tới người, nàng thật sâu thở hổn hển một hơi. Nhẹ giọng, ta cũng không có ý khác, bất quá lão Minh, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi hảo nữ, nhi làm cái gì sao, ngươi thật sự cho rằng nàng đơn thuần đáng yêu sao, nàng ở bên ngoài làm cái gì ngươi lại biết nhiều ít, ngươi nữ nhi cùng một cái 30 tới tuổi nam nhân ở bên nhau lêu lỏng, ngươi nghe nàng nói qua sao, ngươi cho ta tiền, ta cái gì đều không nói, ta Khương Uyển Như, ta thảo ngươi mẹ. Ngươi dám hướng ta tranh tranh trên người bát nước bẩn, ta muốn ngươi đẹp, ngươi hiện tại ở đâu? Minh Triết Nam một phen ấn rớt điện thoại, chạy ra khỏi môn, ta đi ra ngoài tranh, Nhạc Tranh đang ở lên lầu, cùng Minh Triết Nam nghênh diện gặp gỡ, mắt thấy hắn vội vàng ra cửa, Nhạc Tranh, chuyện gì xảy ra? Minh nãi nãi ý vị thâm trường nhìn cổng lớn, cười lạnh một tiếng, nói, không quan tâm hắn, làm hắn đi làm đi. Nhạc Tranh lúc này là thật cảm khái, cảm thấy nhà mình thiếu cái xe, liền tính là tưởng đuổi kịp đều không thể nào xuống tay, bất quá Minh nãi nãi nhưng thật ra biết nhi tử tính cách, nàng trấn an vỗ vỗ Nhạc Tranh cánh tay, thấp giọng nói, ngươi đừng lo lắng, hắn sẽ không có việc gì nhi, biết đánh tiểu nhi chính là cái chỉ có thể hoắc hoắc người khác, chính mình không có hại cha nhi. Nhạc Tranh vẫn chính là cau mày, nhấp miệng nhỏ không ngôn ngữ. Minh nãi nãi hống nàng, Tranh Tranh còn chưa tin nãi nói sao, nãi khi nào hống quá ngươi, ngoan, thật sự không cần lo lắng, lên lầu nghỉ ngơi đi. Nhạc Tranh nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật gật đầu, nàng nhưng thật ra không sợ, nàng ba có hại, thứ này có hại liền có hại, cũng cho hắn biết một chút không phải chuyện gì nhi đều ở nắm giữ, nàng sợ chính là nàng mụ mụ đã chịu ảnh hưởng,
nàng ba đối nàng lại hảo, Nhạc Tranh trong lòng luôn là có cái điểm mấu chốt, tuy nói biết chính mình không thể dựa theo kiếp, trước dùng hiện tại còn không có phát sinh chuyện này thẩm phán nàng cha, nhưng là trải qua quá một lần, trong lòng khó có thể hoàn toàn không có khúc mắc. Nhạc Tranh trở lại trên lầu, ngồi ở phía trước cửa sổ, nàng vị trí vừa lúc có thể nhìn đến trong nhà đại môn, mà lúc này Minh Nãi Nãi vào phòng, sắc mặt khó coi có thể tích ra mực nước nhi, Minh Gia Gia đang ở cùng Minh Đại Cô nói chuyện, hoảng sợ, lão thái thái trực tiếp móc di động ra cấp tôn tử gọi điện thoại, Minh Tử Nguyên, ngươi hiện tại lập tức lái xe đến ngươi nhị thúc gia, ta muốn gặp Khương Uyển Như, cái gì, không ở nhà. A, vậy ngươi vĩnh viễn đều đừng xuất hiện, chỉ cần ngươi xuất hiện, ta liền bóp chết ngươi, làm ngươi thành thái giám. Điện thoại kia đầu truyền đến lắp bắp thanh âm, lão thái thái, ta cho ngươi nửa giờ, ngươi không tới, liền vĩnh viễn không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, nếu làm ta biết ngươi chơi đa dạng, ngươi nên biết sẽ có cái gì kết cục. Lão thái thái rất là hung ác, Minh Tử Nguyên vâng vâng dạ dạ ứng. Lão thái thái cúp điện thoại, mắng, đều là chút phế vật. Minh Đại Cô đã từ cha mẹ nơi đó đã biết trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện này, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới lại là đã xảy ra nhiều như vậy, trước mắt thân mụ như bây giờ, mà chạy nhanh, mẹ, ngươi đây là muốn làm gì? Minh lão thái ha hả cười lạnh, ta là sợ ngươi nhị đệ cái kia chảy gỗ trứng nào tật nấy, ta phải qua đi. Nàng mỉm cười trung lộ ra lãnh khốc, ta xem, ta chính là quá ôn hòa, một đám mới cho rằng ta là có thể tùy tiện lửa gạt. Nàng đem ngón tay đầu ấn đến ca ca vang, Minh Đại Cô hoảng sợ, ôn tồn, lão nhị là nên đánh, nhưng là mẹ mẹ, ngài cũng đừng bị thương chính mình, ta cùng ngài cùng đi, cũng giúp ngài xem. Minh Nãi Nãi à một tiếng cười lạnh, kiên định, không cần, chúng ta đều không ở nhà, ngươi đệ muội không nghi ngờ. Ngươi lưu lại ổn định nàng, loại sự tình này không thể làm nàng biết, mặc kệ như thế nào, ở lão nhân gia trong lòng đều là cái này ra không thể tán. Minh Đại Cô lại muốn nói cái gì, lão thái thái duỗi tay ngăn lại nàng, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đối phó được bọn họ mấy cái tiểu bụi đời, vẫn là nói ngươi nhị đệ dám đối với ta động thủ, năm đó nàng vì đoạt một ngụm ăn, một người tấu năm cái đại nam nhân, đều không có lại sợ. Minh Đại Cô, mẹ, ta biết ngài ý tứ, nhưng là không đi theo ngài, lòng ta không yên tâm à, trong nhà có ba đâu, ba cùng Tranh Tranh muốn trấn an trụ đệ muội, đó là dư giả, làm ta đi theo đi. Minh Đại Cô luôn mãi thỉnh cầu, rốt cuộc được đến lão thái thái cho phép, nàng trong lòng thở dài, cẩn thận, kiểm tra rồi thân mụ tùy thân bọc nhỏ, ân, cũng may không giao phay, nàng mẹ chính là dám động đao chủ nhân. Nhạc Tranh ngồi ở cửa sổ hướng ra phía ngoài xem, không chờ đến nàng ba trở về, nhưng thật ra chờ đến Minh Tử Nguyên tới rồi, quả nhiên, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền thấy nàng nãi cùng nàng đại cô cọ cọ lên xe. Nhạc Tranh không đợi lao xuống lâu, xe đã nhanh như chớp nhi khai đi rồi, lúc này Minh lão thái hùng hổ, nàng nhìn chằm chằm tôn tử, từng câu từng chữ, hiện tại liền đi Khương Uyển như nơi đó. Minh Tử Nguyên co rúm lại một chút, không dám phản kháng, yên lặng lái xe. Mẹ, nhị đệ cũng không chưa chắc chính là đi nơi đó đi, Minh Đại Cô phân tích. Lão thái thái một cái con mắt hình viên đạn liền ném hướng về phía Minh Tử Nguyên, hỏi, ngươi nhị thúc còn có hay không khác tiểu tam nhi? Minh Tử Nguyên lập tức, ta như thế nào biết? Minh lão thái ha hả cười lạnh một tiếng, một quyền đầu đấm ở hắn trên lưng, còn dám cùng ta trang. Ngươi không biết ai biết? Ngươi còn không phải là chuyên trách cho ngươi nhị thúc kéo ra điều sao, lão bảo tử việc, ngươi làm cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Minh Tử Nguyên ủy khuất, ta thật không chúng ta đi Khương Uyển như nơi đó. Minh Tử Nguyên trong lòng còn bực đâu, mấy ngày này hắn quá còn hảo đến chỗ nào vậy, Bùi Ngư Yên là người điên tới, nàng điên cuồng cùng hắn đối nghịch, chèn ép hắn công ty, đến nỗi Khương Uyển như, hắn gần nhất đều không có để ý tới Khương Uyển như cái kia tiện nhân. Nếu không phải Bùi Ngư Yên nổi điên đào Khương Uyển như hắc lịch sử, hắn thế nhưng còn không biết, nàng đọc sách thời điểm vì có thể bắt được học bổng cùng tốt nghiệp chứng, thế nhưng cùng giáo nội nào đó lão giáo thụ quan hệ ái muội, tưởng hắn Minh Tử Nguyên thế nhưng cũng có thể bị người lừa, hắn như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Khương Uyển như cùng nhị thúc là hắn có tâm vì này, hắn không ngại, nhưng là chuyện này nhi, hắn vô pháp phiên thiên nhi.
ngươi nhanh lên khai, làm ta sẽ không xem, ngươi lại không siêu tốc, cho ta cọ sát cái gì, có phải hay không nghĩ thông suốt phong báo tin. Lão thái thái lại là một cái bạo lực chùy đầu, Minh Tử Nguyên đau nhe răng trợn mắt, ta biết biết, hắn nhanh hơn tốc độ, thực mau đi vào Khương Uyển Như thuê trụ phòng ở dưới lầu, ngừng ở nơi đó xe không phải người khác, đúng là Minh Triết Nam. Lão thái thái ha hả một tiếng, nàng tả hữu nhìn xem, sao khởi dưới lầu không, biết ai ném ở nơi đó phá cây chổi đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, tiểu vương bát, dẫn đường, Minh Tử Nguyên, vì cái gì chúng ta tất cả đều không có ta nại cái này khí thế, cha ta khả năng không phải thân sinh, nếu không, ta không phải thân sinh, hắn đánh dùng mình, nãi, cái chổi tấu lại đây, nhanh lên dẫn đường. Đoàn người vội vàng lên lầu, Minh Tử Nguyên, nàng thuê chính là lầu 4 phòng ở, có điểm cao, ngài kiềm chế điểm ách, hắn nãi đã 3 bước, cũng làm 2 bước, chạy trốn đi lên, Minh Triết Nam, Khương Uyển Như, các ngươi này đối gian, phu, dâm, phụ, ta phi trùy chết các ngươi. Một tiếng quát lớn, lão thái thái tiếng hô rung trời, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, lão thái thái này thanh nhi thật đúng là không nhỏ. Này khu chung cư cũ phòng ở vốn dĩ cách âm đều không tốt, nghe được lời này, sôi nổi mở cửa, lúc này lão thái thái đã vọt tới lầu 4, căn bản không cần tìm, cửa phòng còn mở ra đâu, Minh Triết Nam cùng Khương Uyển Như véo ở bên nhau, hắn trên mặt có vài đạo vết máu tử, nghĩ đến là Khương Uyển Như cào, mà Khương Uyển Như cũng không hảo đến chỗ nào, tóc lộn xộn, hai người thế nhưng đánh nhau rồi, hơn nữa là động thủ. Lão thái thái trong lúc nhất thời có điểm mộng bức, nàng là tới bắt gian phu, nhưng là không nghĩ tới không phải có chuyện như vậy nhi. Khương Uyển Như nhìn lão thái thái, càng là thù mới hận cũ cùng nhau lên đây, nàng giận kêu, các ngươi toàn ra, liền sẽ khi dễ ta một cái không nơi nương tựa nữ nhân, thế nào, lúc trước ngủ ta thời điểm như thế nào không nói ta là độc phụ đâu, hiện tại đề thượng quân liền tưởng không nhận người. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi cần thiết cho ta 20 vạn tinh thần bồi thường, bằng không ta liền đi đồn công an cáo ngươi. Khương Uyển Như hung tợn, không có một chút nhu mỹ, Minh Triết Nam một cái tát lại hồ qua đi, kêu, ngươi đi cáo a, ngươi cho ta sợ ngươi a, làm cảnh sát tới, nhìn xem là ai ở trong nước hạ thuốc ngủ, ngươi muốn làm gì chính ngươi trong lòng rõ ràng, không nghĩ tới ngươi là như thế này ác độc nữ nhân. Theo lý thuyết, Minh Triết Nam tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là thật đúng là không phải một cái sẽ đánh nữ nhân, nếu không phải như vậy, lần trước mấy phương hỗn chiến thời điểm liền không đến mức làm Khương Uyển Như đánh, chỉ là lần này thật sự là quá khí, hắn không nghĩ tới Khương Uyển Như cho hắn cuồng tới thế nhưng, ở trong nước hạ dược, nếu không phải hắn nhạy bén, đối cái này chết nữ nhân không như vậy tín nhiệm, sợ là liền phải mắc mưu. Tuy rằng không biết nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là dùng ngón chân đầu tưởng cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, hắn oán hận, ta bị mù mắt thế nhưng còn cảm thấy ngươi nữ nhân này là cái tốt, không nghĩ tới ngươi tâm tư ác độc đến trình độ này. Khương Uyển Như không cam lòng yếu thế, chính ngươi quản không được lưng quần còn hướng ta, trên người lại, ngươi nếu là người tốt, tới bên này nhi làm gì, còn có phải hay không tưởng cùng ta hòa hảo trở lại, ta phi. Ta mắt mù mới tưởng cùng ngươi có cái gì, nếu không phải ngươi nhắc tới chúng ta tranh, ta mới không trở lại. Khương Uyển Như cười lạnh, nhà các ngươi cái kia tiện nha đầu căn bản là không phải cái gì thứ tốt, ngươi cũng là cái xuẩn chứng, hai người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ, đều không phải cái gì thiện cha tử. Minh lão thái âm trầm trầm, nhìn trước mắt hai người, cảm thấy chính mình khí muốn thăng thiên, nàng nhi tử không phải hảo hóa, nàng là biết đến. Nhưng là nữ nhân này dám theo dõi nàng con dâu cùng cháu gái nhi, hiện tại lại lấy ngoan tranh tới nói chuyện này, nàng nơi nào có thể tha được nàng, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, nàng giơ lên trên tay cái chổi liền huy qua đi. Nguyên bản Minh Triết Nam cùng Khương Uyển Như đã ngừng chiến, nhưng là không nghĩ tới lão thái thái lập tức vọt tiến vào, nàng cũng mặc, kệ là chính mình nhi tử vẫn là Khương Uyển Như, kia cái chổi không lưu tình chút nào liền đánh qua đi. Hai người bị tấu đến ngao ngao kêu, Khương Uyển Như muốn phản kích, nhưng là thế nhưng một chút phản kích năng lực cũng không có, này lão thái thái là luyện qua tán đánh đi, ngao, mẹ, ngươi đánh ta. Minh Triết Nam kêu, lão thái thái mới mặc kệ, các ngươi không một cái thứ tốt, ngươi không trêu chọc tiện nhân này, nàng là có thể ở chỗ này tác oai tác phúc,
còn dám tính kế. Chúng ta tranh tranh, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Thật khi chúng ta lão Minh ra không ai, lão thái thái một cái phi chân, Minh Triết Nam ầm một tiếng bị đá quỳ rạp trên mặt đất. Khương Uyển như bị lão thái thái bắt lấy, lại là tấu mấy cái chổi. Ngươi cái này hư nữ nhân, ngươi ngay từ đầu liền không có hảo tâm, ngươi nói không giáo huấn một chút ngươi, ngươi còn không có chơi. Khương Uyển như bị tấu đến mặt mũi bầm dập, nàng đứng xa xa nhìn xúc ở hành. Lang nghẹn họng nhìn chân chối Minh Tử Nguyên, kêu, Minh Tử Nguyên, mau tới giúp ta. Lúc này Minh Tử Nguyên đầu riêu cùng chống bỏi dường như, hắn mẹ nó là đầu óc tú đậu mới có thể đi lên hỗ trợ. Đừng nói bọn họ bè, liền tính là không bè, hắn cũng không dám a. Bất quá lần này hắn, nhưng thật ra tin tưởng hắn nãi lần trước đối hắn thủ hạ lưu tình. Ngọa tào, này nhị thúc cùng Khương Uyển như hai người đều không phải vóc a, quả thực bất kham một kích, quá bất kham một kích. Quanh mình vây xem quần chúng tầm mắt lại hết thảy dừng ở hắn trên người. Minh Tử Nguyên bị xem thực ý vị thâm trường, lập tức, ta cùng ngươi không quan hệ. Khương Uyển như nhai tí đều nựng, hận thấu, ngươi cái kẻ bất lực nam nhân, nếu không phải ngươi tưởng lừa ngươi nhị thúc tiền, ta sẽ cùng hắn ngủ sao, ngươi hỗn đản. Minh lão thái quá dừng trên tay động tác, nghiêm túc nhìn Khương Uyển như, ngươi nói lại lần nữa, nàng lần trước liền nghe xong cái đại khái, nhưng là, còn cảm thấy là nữ nhân này chuyện này, như vậy vừa thấy, nguyên lai là nhà bọn họ cái kia tiểu hỗn đản ý tứ. Nàng ánh mắt bất thiện quay đầu lại nhìn về phía Minh Tử Nguyên, Minh Tử Nguyên bị này đằng đằng sát khí vừa thấy, thế nhưng bùm lập tức, quỳ, ta nãi, ta không, hắn nếu là lúc này thừa nhận, hắn mới là ly chết không xa. Khương Uyển như không nghĩ tới hắn thế nhưng không thừa nhận, nàng bị tấu nước mũi một phen nước mắt một phen cũng chưa khóc lớn, ra tiếng, nhưng là lúc này lại ngao ngao khóc lên, Minh Tử Nguyên, ngươi vương bát đảng. Ta là vì ai, ta đều là vì ai, hiện tại xảy ra chuyện nhi, sự việc đã bại lộ, ngươi liền như vậy đối ta, ngươi hỗn đản, ta như thế nào mắt bị mù sẽ nhìn chúng ngươi loại này nam nhân, ta vì giúp ngươi lừa tiền cho ngươi nhị thúc đương tiểu tam nhi, ta vì ngươi đắc tội Bùi Ngữ Yên, hiện tại rơi vào thân bại danh liệt, ra đều không thể quay về, ngươi hiện tại như vậy đối ta, nàng khí cực, ta bị mù mắt mới coi trọng ngươi, Minh Tử Nguyên. Ngươi thiếu vu hãm ta, ngươi thiếu lão thái thái đã xách theo cái chổi lại đây, nãi, ngao, ta sai rồi, Minh Tử Nguyên bị tấu vài hạ, trực tiếp liền hướng hắn đại cô bên người trốn, đại cô, ngươi giúp giúp ta sai rồi, ta biết sai rồi, hiện trường loạn thành một đoàn, mà đối diện trước sau không có mở cửa, trong đó một người nam nhân ghé vào môn kính nhi ra bên ngoài xem, thấp giọng, ai không? Lão Vu, ngươi thật không tới nhìn xem sao, ngươi cái kia đồng học nhà bọn họ thực sự có ý tứ, hắc, này đương thúc thúc cùng đương cháu trai ngủ một nữ nhân, ngươi nói có ý tứ không, nếu không nói vô xảo không thành thư đâu, ai cũng chưa từng nghĩ đến, nơi này đúng là họ Vu liên can kẻ lừa đảo hoa điểm, từ đối diện xuất hiện động tĩnh nhi bắt đầu lão Vu liền phát hiện là Minh Triết Nam, bọn họ lần này có vài chỉ đợi tể dê béo. Minh Triết Nam chính là trong đó một con, mà thứ này cũng xác thật đang ở chậm rãi nhập cục, kỳ thật lão Vu trong lòng vẫn là có chút lo lắng, rốt cuộc Minh Triết Nam tuy rằng là hắn lão đồng học, chính là bọn họ nhiều năm như vậy không gặp, Minh Triết Nam biến thành gì dạng cũng là thật khó mà nói, hắn có thể làm khởi này không lớn không nhỏ sinh ý, nhìn cũng không phải cái gì đơn giản, hắn kỳ thật vẫn là có chút cẩn thận cùng cảnh giác. Bất quá trăm triệu không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng liền trùng hợp thành như vậy. Minh Triết Nam tiểu tam nhi thế nhưng liền ở tại nơi này, bọn họ đúng đúng môn cái kia phong tao tiểu tam nhi là có ấn tượng, chỗ nào có thể không có ấn tượng đâu. Bọn họ cái này tiểu khu lần đầu tiên xuất hiện người xa lạ thời điểm, cho bọn hắn sợ hãi, thật là một chút cũng không dám ra cửa, càng là không dám vọng động, sợ là có cảnh sát tra được bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới là cái kia tiểu tam nhi rước lấy phiền toái, bọn họ quan sát vài thiên, thề mới biết cái này tiểu, tam nhi tựa hồ là đắc tội cái gì nhà có tiền tiểu thư, cậy nhân gia nam nhân, ngươi nhìn nhìn, ngươi một cái tiểu tam nhi, làm như vậy nhiều vội đến lại đây sao, kết quả còn cho bọn hắn dọa cái quá sức, hắn nguyên bản, còn nghĩ tìm cái lý do nhận thức một chút cái kia hổ vừa lúc đại tiểu thư. Nhìn xem có thể hay không cấp phát triển trở thành một con tân dê béo,
bọn họ kế hoạch thư đều làm tốt, kết quả đối diện thế nhưng đánh nhau rồi. Lão Vu ngồi ở trên sofa hút thuốc, đừng đi ra ngoài, làm người phát hiện liền không hảo. Hắn đồng lõa gật đầu, ngươi yên tâm, ta liền xem. Ai ui, này lão thái thái sức chiến đấu thật đủ, hành lang quỷ khóc sói gào, có Minh Tử Nguyên, có Minh Triết Nam, còn có Khương Uyển Như, đương nhiên, ô áp áp vây xem cũng không ít. Kẻ lừa đảo số 2 cảm khái, bọn họ chắn ta tầm mắt, thật phiền nhân. Lão Vu A một tiếng, nói, liền cửa kia lão thái thái, làng trên xóm dưới cũng không dám chọc nàng, tuổi trẻ thời điểm, liền lực lớn vô cùng, một người có khả năng vài cái đại nam nhân. Phỏng chừng chúng ta 6 cái cùng nhau động thủ, cũng không nhất định có thể đánh quá nàng. Kẻ lừa đảo số 2 cười nhạo một tiếng, hắn nói, sợ cái gì, chúng ta không phải có gia hỏa đâu sao, lần trước hoa thật lớn giá mua, chẳng lẽ còn có thể không dùng tốt. Hắn vỗ vỗ bên hông đồ vật, nói lên cái này, lão Vu hơi hơi nhíu mày, ngươi như thế nào còn mang trên người, ta cũng không ra đi, ở nhà mang theo chơi, chơi khóc, không cái gì. Lão Vu bạch hắn nói, ngươi cũng đừng người nghèo được đầu chó kim, cả ngày mang ở trên người, liền mua một phen, hắn nhưng thật ra có thể khoe khoang. Kẻ lừa đảo số 2 hắc hắc, dù sao ta không ra khỏi cửa, ở nhà không sao cả, cửa thanh âm lớn hơn nữa, môn kính nhi bị chặn, nhìn không thấy a, ai không, làm ta đi ra ngoài xem một cái bái, bọn họ chắn quá lợi hại, nhìn không thấy a, kẻ lừa đảo số 2 cấp a. Hơn nữa ta cũng không lộ quá mặt, bọn họ nhận không ra ta, làm ta đi ra ngoài bái. Lão Vu, làm hắn đi xem mắt đi, không có việc gì, hắn dù sao cũng không lộ mặt, bởi vì có người khuyên nói. Lão Vu gật đầu, đi thôi, người trẻ tuổi nhi chính là không định lực. Người trẻ tuổi nhi đẩy cửa ra, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một cái thẳng ngạnh lãng nam nhân lên lầu, hắn trong lòng cả kinh, yên lặng đóng cửa lại, làm bộ vây xem bộ dáng. Cũng may nơi này rậm rạp chừng 20-30 người, hắn nhưng thật ra có thể trốn, đến quá, người nam nhân này, hắn ở trong tiểu khu gặp qua, lúc ấy lão Vu còn đặc biệt cảnh giác, như thế nào lại ở, hắn tiểu tâm lên, tới người không phải người khác, đúng là Ngụy Diễn. Ngụy Diễn đẩy ra tầng tầng đám người, rốt cuộc kéo lại Minh lão thái, hắn thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ có chút mỏi mệt, Minh nãi nãi. Minh lão thái vừa nhấc đầu nhìn đến Ngụy Diễn, nghĩ vậy vị là cái kia Ngụy cảnh sát, đang muốn mở miệng, vừa chuyển niệm, không đối ở bên ngoài vẫn là đừng gọi hắn Ngụy cảnh sát, bằng không hắn lấy cảnh sát danh nghĩa không được nàng đánh nhau ẩu đả làm sao bây giờ, nàng còn không có tấu đủ đâu. Nàng há mồm liền tới, tiểu Ngụy a, ngươi sao tới? Ngụy Diễn ánh mắt loè loé, không nghĩ tới lão thái thái như vậy biết điều. Thanh âm mang theo chút ôn hòa, tranh tranh xem các ngươi ra cửa không yên tâm, làm ta theo tới, hắn đè lại Minh lão thái qua cánh tay, sử điểm sức lực, mang theo chút ám chỉ, Minh lão thái không rõ, nguyên do xem hắn, Ngụy Diễn, Nhạc Tranh không yên tâm ngài, cũng không yên tâm nàng ba, làm ta cùng lại đây nhìn xem, ngươi nói các ngươi. Hắn thở dài một hơi, xua xua tay, tất cả mọi người đều tan đi, đừng nhìn, cũng không có gì nhưng xem. Ngụy Diễn thái độ này, thực rõ ràng là cùng Minh gia có quan hệ người. Minh Triết Nam nghe được Ngụy Diễn nói, lập tức não bổ ra vừa ra tuồng, hắn ngồi dưới đất mặt nước mắt, hắn đều lớn như vậy số tuổi còn bị hài tử quan tâm, hắn cũng thật sự là quá hỗn cầu, là ta thực xin lỗi hài tử, đều là ta sai. Ngụy Diễn nhấp môi, qua đi dìu hắn, Minh Thúc, ngươi mau đứng lên, này ngồi dưới đất xem như chuyện gì xảy ra. Hắn đem Minh Triết Nam đỡ lên, quay đầu, tất cả mọi người đều tan đi, hắn đẩy đẩy quanh mình người, bác gái đại thẩm, nhà ai đều có không nói được chuyện này, này đã đủ nan kham, đại gia cũng đừng vây xem, hắn lần lượt từng cái đẩy, tất cả mọi người đều không vui đi bộ dáng, rốt cuộc, xem, Diễn ai cũng không nghĩ đi à. Ngụy Diễn đẩy đến kẻ lừa đảo số 2, cười nói, ca nhi đừng nhìn. Đại thẩm xem liền xem, ngươi nói ngươi một cái đại tiểu hỏa tử sao còn coi trọng, cấp điểm mặt mũi bái. Đẩy xong kẻ lừa đảo số 2 liền quay đầu, hắn đem Minh Tử Nguyên vài người đều đẩy mạnh phòng, cùng cục một tiếng đóng cửa lại, mọi người mắt thấy nhân ra đóng cửa lại, lưu luyến không nghĩ đi, bất quá kẻ lừa đảo số 2 lại mở cửa vào cửa, lão Vu ngẩng đầu, tan, kẻ lừa đảo số 2 thoá,
một ngụ, nói, cũng không phải là, ngươi cái kia lão đồng học con rể tới, cho người ta lộng đi vào, ai, liền ngươi lần trước nói yêu cầu cảnh giác nam, ngươi đoán thế nào, hắn là ngươi kia lão đồng học con rể, ta nghe kia câu chuyện là, ta phỏng chừng, hắn không phải bôn chúng ta, là bôn đối diện cái kia tiểu tam nhi. Lão Vu đứng dậy xuyên thấu qua môn kính nhìn thoáng qua, môn đã đóng lại, không gì người, hảo nửa ngày, liền ở lão Vu cảm thấy sẽ không có người xuất hiện. Thời điểm, đối diện mở ra, đoàn người thế nhưng ra tới, trừ bỏ ban đầu gặp qua cái kia nam, mặt khác hai cái đều mặt mũi bầm dập, thập phần thê thảm, lão thái thái sắc mặt còn thực không tốt, lần này chuyện này, ta là cho ngươi mặt mũi. Ngụy Diễn hảo tính tình cười, hắn nói, ta biết, đều là xem ta mặt mũi, nãi, ngươi tạm tha Minh Thúc, hắn đẩy vài người hướng dưới lầu đi vừa trấn an, ta đưa các ngươi trở về, các ngươi yên tâm, cái này nữ ta nhìn chằm chằm, nàng, chỉnh không ra chuyện xấu, các ngươi yên tâm, ta thấy Thiên Nhi ở dưới lầu nhìn chằm chằm, biết không, ta không tức giận, đừng tức giận hỏng rồi thân mình vài người chậm rãi đi xuống lầu. Thẳng đến nhìn không thấy, lão Vu xoay người, thao mẹ nó, kia chết, đàn bà thật là muốn hù chết ta, mặt khác mấy cái cũng là vô ngữ, bắt đầu có kỳ quái người ở trong tiểu khu xuất hiện, bọn họ sợ hãi, kết quả phát hiện là đối diện tiểu tam nhi rước lấy, sau lại phàm là con người, bọn, họ liền trông gà hóa quốc, ai biết lại là đối diện chuyện này, kẻ lừa đảo số hai mắng, ngươi nói kia nữ có phải hay không có tật xấu. Chúng ta như thế nào như vậy tang, ở tại như vậy cái nữ đối diện, lão Vu, cho nên nữ nhân này chính là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, các ngươi còn nói muốn lộng mấy cái nữ lại đây cùng nhau phối hợp, các ngươi nhìn xem, cứ như vậy trừ bỏ có thể chọc phiền toái, còn có thể làm gì, nếu thực sự có người như vậy gia nhập chúng ta, mới là, thật sự dễ dàng xảy ra chuyện nhi đâu, mọi người thở dài một tiếng. Động tác nhất trí gật đầu, này giới tiểu tam nhi không được a, mẹ, ta không phải tới yêu đương vụng trộm, mẹ, ta là tới cảnh cáo nàng, mẹ, ngươi tin ta a. Minh lão thái quá mắt lạnh xem hắn, một quyền đầu đấm qua đi, Minh Triết Nam ôm lấy chính mình đầu, Minh Tử Nguyên nhìn hắn nhị thúc, phát hiện hắn nhị thúc thương so với hắn trọng nhiều, như vậy tưởng tượng, quỷ dị cân bằng, hắn ủ rũ heo úa đi. Theo vài người phía sau, lắp bắp, nãi, cái kia ngài xem, là ta đưa ngài vẫn là nhị thúc trực tiếp tái ngài trở về. Minh lão thái bàn tay vung lên, cút đi, Minh Tử Nguyên vèo một tiếng lẻn đến trên xe, bất quá lên xe phía trước còn nhìn thoáng qua vừa rồi ngăn lại hết thảy nam nhân. Tuy rằng không biết người nam nhân này cùng hắn đường muội là cái gì quan hệ, nhưng là xem nhị thúc cùng nãi nãi thái độ, đại khái không đơn giản. Lại nghĩ đến vị kia tín giang, tống tổng còn có 250, đồ ngốc tiêu dục, hắn khóe miệng run rẩy một chút, có điểm một lời khó nói hết nhìn về phía nhị thúc, rốt cuộc hắn nhị thúc là, thấy thế nào ra Minh Nhạc Tranh là cái đơn thuần tiểu khả ái, này mấy cái nam biết lẫn nhau tồn tại sao, Minh Tử Nguyên đột nhiên có điểm nghiêm nghị khởi kính, trăm triệu không nghĩ tới hắn đường muội như vậy có thủ đoạn, thế nhưng đem mấy cái đại nam nhân đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Hắn đoạn số vẫn là thấp, nhìn cái gì mà, nhìn, còn chưa cút trứng, Minh lão thái một tiếng quát lớn vang lên, lão trên lầu vô số cửa sổ dò ra tới đầu đều vèo một chút rụt trở về, lại tưởng tượng, không đúng a, lão thái thái mắng chính là nàng tôn tử, quả nhiên, lại vừa thấy, Minh Tử Nguyên đã dẫm lên chân ga, nhanh chóng biến mất ở nàng tầm mắt trong phạm vi, Minh Triết Nam đang muốn lên xe, Ngụy Diễn chủ động, ta lái xe đi. Ta xem ngài bị thương, lái xe không an toàn, hắn đem Minh Triết Nam đẩy ở ghế phụ vị trí, theo sau chủ động lái xe, Minh Triết Nam ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng mặt nước mắt, ta ủy khuất, tiểu Ngụy A, ta thật là ủy khuất, ta căn bản là không phải tới yêu đương vụng trộm, cái kia xú nữ nhân còn ở trong nước hạ thuốc ngủ, ngươi nên đem nàng bắt lại, nàng Minh nãi nãi trợn trắng mắt, ngươi có thể không mất mặt sao? Minh Triết Nam nghẹn khóc ý, chính là lại vẫn là trộm sát nước mắt, Ngụy Diễn phát động xe, Minh Triết Nam đột nhiên thấp giọng, tiểu Ngụy A, hôm nay chuyện này, ngươi có thể hay không không cùng tranh tranh nói, ta nhưng không nghi phá hư ta ở khuê nữ trong lòng hình tượng, ở chúng ta tranh tranh trong lòng, ta là tốt nhất ba ba, chính là nếu nàng biết ta như vậy hỗn đản, khẳng định sẽ thương tâm, hơn nữa nàng nếu là nói cho nàng mẹ làm sao.
tá tức phụ nhi, ta sẽ không nói. Ngụy Diễn một lời khó nói hết nhìn lướt qua Minh Triết Nam, sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, bất quá cái này lời nói, không nên hắn nói, mà hắn có một loại trực giác, thực quỷ dị trực giác, hắn không tin Minh Nhạc Tranh không biết. Hắn nói, kỳ thật không phải Minh Nhạc Tranh làm ta lại đây. Minh Triết Nam, gì? Trong nháy mắt dại ra mặt, Ngụy Diễn bình tĩnh, vừa rồi là ta nói bậy, ta chỉ là không nghĩ các ngươi càng nháo càng lớn. Hắn nhìn lướt qua Minh Triết Nam trên người thương, hắn đều thề hắn đau, giảng thật, hắn dám khẳng định, này thương tuyệt đối không nhẹ, ta không tùy tiện tìm cái lý do, các ngươi như thế nào sẽ dừng tay. Ngụy Diễn ánh mắt loè loé, nói, ta cũng là vì các ngươi hảo. Minh Triết Nam ngắn ngủi dại ra lúc sau hốc mắt càng đỏ một ít, hắn lau một phen nước mắt, nhỏ giọng nhi, cảm ơn. Ngụy Diễn dơ dơ lên khóe miệng, lắc đầu, không khách khí, bảo hộ nhân dân quần chúng là chúng ta cảnh sát nên làm. Minh Triết Nam nghiêm nghị khởi kính, mà lúc này, kẻ lừa đảo số 2 rốt cuộc lưu luyến từ cửa sổ thăm quay đầu lại, hắn táp sao miệng nhi, cảm khái. Thật là vừa ra tuồng, không thấy đủ, lão Vu cười nhạo một tiếng, đại nam nhân, liền chưa thấy qua ngươi như vậy bát quái. Muốn nói lời này, kẻ lừa đảo số 2 liền không vui nghe xong, hắn chống nạnh, vừa rồi bên ngoài không có 20 cá nhân cũng có 30 cá nhân đi, ai không nghĩ xem Diễn à, ta đều bị tê đến góc, căn bản là tê không tiến lên, có thể thấy được tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú à. Vừa rồi ta liền đèn đường còn nhìn đến ngươi kia đồng học mặt nước, mắt nhi, thật là quá thảm, lão Vu, ta cảm thấy, cái này nữ thật là ngôi sao chổi, chúng ta còn chưa nói xong, liền nghe một tiếng thét chói tai, kẻ lừa đảo số 2 vuốt chính mình eo, hét lên một tiếng, run run rẩy rẩy, lão Vu, ta nhà của ta hỏa không thấy, lời vừa nói ra, lão Vu một lộc cộc từ trên sofa bỏ dậy, ngươi nói cái gì? Kẻ lừa đảo số 2 không ngừng ở chính mình trên người trên dưới sờ, mà nửa ngày, tâm như cho tàn ngẩng đầu, không, không có, bọn họ dùng nhiều tiền mua a, lão Vu một cái tát liền hô hắn trên đầu, còn không chạy nhanh tìm, kẻ lừa đảo số 2, vừa rồi ta ra cửa còn có, chẳng lẽ là rớt, hắn hoảng loạn mở cửa tìm, hành lang trừ bỏ phấn khởi ở tuyến đầu lập hạ công lao hãn mã cái chổi, khác gì cũng không có. Hắn tỉ mỉ hận không thể đem chuột động đều moi một moi, hắn mộc thương đâu, cửa phòng đột nhiên một chút mở ra, Khương Uyển như cúi đầu nhìn khom lưng ở hành lang lén lút nam nhân, khí không đánh, vừa ra tới, đây là xem nàng dễ khi dễ a, vừa rồi xem náo nhiệt, hiện tại còn nghĩ đến bên này chiếm tiện nghi, chẳng lẽ cảm thấy chính mình đương tiểu tam nhi, là có thể mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm, một cổ tà. Hỏa phát ra mà ra, Khương Uyển như nháy mắt nhặt lên trên mặt đất cái chổi, không nói hai lời đánh hướng về phía kẻ lừa đảo số 2. Ngươi cái tiểu lưu manh, ngươi cũng dám tới ta bên này nhìn lén, ta làm ngươi xem, ta không đánh đến mẹ ngươi. Không nhận, Khương Uyển như phát ra kinh người sức chiến đấu, nàng biên đánh biên mắng, trong lâu người nghe được chửi bậy thanh âm, nhanh chóng lại lần nữa ra cửa vây xem, hôm nay phân dưa ăn ngon thật. Lão Vu vừa thấy này ra nhi, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới ngất xỉu, hắn không dám lộ diện, đẩy kẻ lừa đảo số 3, đi cho hắn túm tiến vào, kẻ lừa đảo số 3 chạy nhanh vọt ra, 2-1, thế nhưng cũng không chiếm cái gì thượng phong, bất quá cuối cùng là đem người giải cứu ra tới, bay nhanh lẻn đến trong phòng, khóa lại môn, Khương Uyển như vọt lại đây, dùng sức đa môn, xú không biết xấu hổ chết nam nhân. Còn dám tới nhìn lén ta, đừng cho là ta là dễ khi dễ, so làm ta tái kiến ngươi, gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, kẻ lừa đảo số 2 ủy khuất khóc, ai muốn nhìn lén ngươi cái này tiểu tam nhi, như vậy vừa nói, Khương Uyển như càng khí, nàng càng thêm dùng sức đá môn, ngươi kêu ai tiểu tam nhi, ngươi cái tiểu bụi đời, ngươi, ra tới, ngươi đi ra cho ta, lão Vu xoa huyệt thái dương, được rồi, ngươi cùng nàng xảo cái gì. Hắn bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì mới là trọng điểm, tìm được không có, như vậy vừa nói, kẻ lừa đảo số 2 co rúm lại một chút, lắc đầu, hắn nói lắp, khả năng, ta vừa rồi không lấy đi ra ngoài, bằng không rớt cũng có thanh nhi à, êm đẹp, đồ vật tổng không thể hư không tiêu thất, lão Vu nhíu mày mắng, vậy ngươi còn không chạy nhanh tìm, kẻ lừa đảo số 2 nổ, lực chấn định,
khẳng định là ta nhớ lầm, khẳng định ở nhà, ta tìm xem, ta hảo hảo tìm xem, khẳng định ở nhà. Cửa phá cửa thanh không ngừng, kẻ lừa đảo số 2 khóc chít chít, chờ ta tìm được phi một mộc thương băng nàng tiện nhân này. Lão Vu một chân đá vào hắn trên mông, mau cút cho ta đi tìm. Kẻ lừa đảo số 2 bắt đầu nhà buôn, ở nhà, nhất định là ở nhà. Ngụy Diễn dẫn theo túi kéo ra tiểu khu âm u chỗ minibus, chui vào trên xe, trong đó một cái hơn 40 tuổi. Trung niên nam nhân quay đầu lại cười, thế nào, nghe nói lão thái thái rất lợi hại. Ngụy Diễn khóe miệng run rẩy một chút, lời bình, sức chiến đấu bạo cường, ta thật cùng nàng động thủ, có thể thắng, nhưng là không chiếm tiện nghi, bọn họ chú ý chính là cách đấu, bất quá lão thái thái đấu pháp quá dã chiêu số, hắn liền tính có thể chế phục lão nhân ra phòng chừng cung đến quải thải, hắn đem túi đưa cho đại gia, ăn cơm đi, còn có chuyện này nhi, Ngụy Diễn từ trong quần áo lấy ra một thứ. Mọi người, cầm đầu hơn 40 tuổi nam nhân là bọn họ đội trưởng, họ Triệu, Triệu đội lập tức cẩn thận tiếp qua đi, hắn cẩn thận kiểm tra rồi một chút, nhíu mày, thật hóa, kẻ lừa đảo trên người có ra hỏa, này đủ để cho người nghiêm túc đi lên, nơi nào tới, Ngụy Diễn, kẻ lừa đảo trên người thuận, Ngụy Diễn không hề áp lực, ta nguyên lai ở phản bái đội trải qua 4 tháng, làm nghề nào yêu nghề đó, ta tay so với bọn hắn mau, vừa rồi một. Chạm vào cái kia kẻ lừa đảo ta liền phát hiện hắn trên người có cái này, không dám thế nào, trước hạ, tuy rằng có điểm nguy hiểm, nhưng là tổng không thể làm như vậy nguy hiểm đồ vật ở bọn họ trên người, nếu bọn họ thật sự dùng nó làm gì, càng nguy hiểm. Ngụy Diễn đơn giản đem hiện trường tình huống nói một chút, Triệu đội nghiêm túc lên, bọn họ trên người có ra hỏa, chúng ta liền không thể thiếu cảnh giác, ta sẽ lập tức hòa liên hệ, cho đại gia xin tránh đạn y, Triệu đội. Lập tức xuống xe cấp trong cục gọi điện thoại câu thông chuyện này nhi, mặt khác mấy cái tháo đàn ông nhìn Ngụy Diễn, cảm khái, lão Ngụy, ít nhiều ngươi qua đi, Ngụy Diễn, khả năng nhà bọn họ người thật rất vượng ta, bọn họ hôm nay vốn là ở chỗ này nằm vùng cùng giam, không nghĩ tới liền nhìn đến Minh Triết Nam tới rồi, tiếp theo chính là Minh lão thái quá, tuy rằng xem cái này tư thế cùng lão Vu chuyện này không quan hệ, nhưng là tóm lại làm người không yên tâm, Ngụy. Diễn vẫn là nhanh chóng quyết định thừa dịp cơ hội này, tự mình lên lầu xem xét tình huống, trăm triệu không nghĩ tới, thu hoạch lớn như vậy, Triệu đội thực mau trở lại. Ngụy Diễn, ngươi nói đúng mặt kia nữ chính là biết ngươi là cảnh sát, ta nghĩ chuyện này không hảo tiếp tục kéo, để tránh rút dây động rừng, mặt khác, ngươi rút khỏi đi, miễn cho bị bọn họ lại nhìn thấy, đưa tới sự tình. Ngụy Diễn nói, ta vừa rồi xuống lầu thời điểm cố ý nói chính mình sẽ nhìn chằm chằm. Khương Uyển Như, đây là nói cho Khương Uyển Như cùng kẻ lừa đảo nghe, ta tin tưởng ta xuất hiện ở chỗ này không thành vấn đề, thậm chí so các ngươi còn có thể càng thêm làm người tin được chút, bọn họ tay mộc thương ném, khẳng định càng thêm trông gà hóa quốc một ít, cho nên ta xuất hiện so các ngươi xuất hiện thỏa đáng, đương nhiên, không khỏi đêm dài lắm mộng, sớm một chút thu võng cũng là đúng, Triệu đội, ngươi nói cũng có đạo lý, linh linh linh, Ngụy Diễn điện thoại. Đột nhiên vang lên, xa lạ dãy số, hắn nghi hoặc chuyển được, trong điện thoại là Tiếu Linh Linh thanh âm, Ngụy cảnh sát, là ta, Minh Nhạc Tranh thanh âm thanh thấu linh hoạt kỳ ảo, Ngụy Diễn nhấp miệng, như thế nào sẽ là ngươi, có việc nhi, Minh Nhạc Tranh không có hắn điện thoại đi, Nhạc Tranh nhợt nhạt cười, nói, ta hỏi Tiêu Dục muốn ngươi điện thoại, dừng một chút, lại nói. Ta nghe ta nãi nói hôm nay chuyện này, cảm ơn ngươi, Ngụy Diễn khóe miệng dơ lên, bất quá thanh âm lại không có cái gì phập phồng, hắn nói, không có gì chuyện này, hẳn là, cảnh dân một nhà thân, đều là chúng ta nên làm, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng, Nhạc Tranh phụt một chút bật cười đủ rồi, nói, kia cũng đến cảm ơn ngươi, bằng không ta ba phải bị ta nãi tấu đã chết, nhắc tới cái này. Ngụy Diễn lộ ra một cái càng rõ ràng tươi cười, Minh Nhạc Tranh, ngươi đều biết, hắn cơ hồ thực khẳng định, Nhạc Tranh không tỏ ý kiến, nhưng, thật ra cười khanh khách lại mang theo vài phần nghiêm túc, giống như cũng không phải rất quan trọng đi, làm người à, quan trọng nhất chính là nhìn thấu không nói toạc, như vậy mới là người thông minh, được rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi, cảnh sát thúc thúc, chú ý an toàn, Nhạc Tranh sáng sớm nhìn nàng cha mặt, vẫn là sinh sôi hoảng sợ. Giảng thật, giống nàng nãi như vậy xuống tay chút nào không lưu tình cũng rất ít thấy,
Vương Diễm cùng Vương Miểu đều cúi đầu lay gạo, nhi, không dám ngẩng đầu nhiều xem một cái, sợ bị nhị cứu cấp phun. Nhạc Tranh lập tức tiến lên, mang theo khóc âm, ba, ngươi làm sao vậy? Minh Triết Nam nói lắp một chút, ra vẻ nghiêm túc lại nghiêm túc, không có việc gì, không có việc gì, ba quăng ngã, Vương Diễm phụt một chút, trong miệng cháo một ngụm phun tới, Minh Triết Nam ngẩng đầu nhìn về phía Vương Miểu lập tức cúi đầu nhanh hơn mấy khẩu, theo sau buông trong tay chén, thấp giọng, ta ăn xong rồi, Vương Miểu đi theo ca ca cùng nhau, ta cũng ăn xong rồi. Nhạc Tranh ngồi xuống, cảm khái, chờ một chút đi bệnh viện nhìn một cái đi, Nga đối, cũng đừng đi quang đi bệnh viện, ngươi vẫn là đi trong miếu bái nhất bái, ta như thế nào cảm thấy ngài gần nhất vận khí không phải thực hảo đâu, liên tiếp bị thương, như vậy cũng thật sự là quá bối. Minh Triết Nam chạy nhanh gật đầu, tốt tốt, ta đều ghi tạc trong lòng, hắn mỉm cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, cha con hai, chính nói chuyện. Chu Sảo Nhạc từ phòng bếp ra tới, nàng ôn nhu, chờ một chút ta bồi ngươi đi bệnh viện nhìn một cái. Minh Triết Nam trừng mắt, ngươi sao nhiều chuyện như vậy nhi đâu, ta chính mình là có thể đi, ngươi vẫn là nhìn chằm chằm công ty chuyện này, ta nào có cái gì đại sự nhi, một đại nam nhân cũng không gì khó lường. Chu Sảo Nhạc trầm ngâm một chút, muốn nói lại thôi, bất quá suy nghĩ một chút, cuối cùng là nói một cái hảo. Nhạc Tranh ngẩng đầu nhìn về phía nàng mẹ. Không biết vì cái gì, Nhạc Tranh luôn là có loại rất quái lạ cảm giác, giống như nàng mẹ đã biết cái gì, bất quá nếu là làm nàng nói tỉ mỉ, lại nhìn kỹ nàng mụ mụ, lại cảm thấy không có gì. Tí tách, di động tin nhắn âm, Nhạc Tranh tùy tay cầm lấy tới vừa thấy, là Tống Tiên Sinh, hắn biên tập tin nhắn cũng cùng hắn làm người giống nhau, không chút cẩu thả, thậm chí dấu chấm câu đều có. Buổi tối Mạnh Giao có cái tiệc rượu, có thể mời Minh Tiểu Thư làm ta. Bạn gái sao? Nhạc Tranh thấp giọng nở nụ cười, nàng thực mau động tác, ta có chỗ tốt gì? Ta, vô cùng đơn giản một chữ, ta, Nhạc Tranh ý cười càng sâu, nàng cũng học bộ dáng của hắn, đơn giản một chữ, hảo, ta buổi tối có việc, khả năng không trở lại. Nhạc Tranh buông điện thoại, bắt đầu uống cháo, Chu Sảo Nhạc hơi hơi nhíu mày. Hỏi, êm đẹp buổi tối không trở lại, nàng nhưng thật ra có chút lo lắng. Nhạc Tranh, ta muốn đi Mạnh Giao một chuyến, Mạnh Giao khoảng cách Long Thành không tính xa, bất quá nếu buổi tối tham gia xong tiệc rượu trở về đi, như vậy liền không quá khả năng. Nhạc Tranh giải thích, ta có cái bằng hữu ước ta đi Mạnh Giao chơi, chúng ta buổi tối ở tại bên kia, ngày mai trở về. Chu Sảo Nhạc có điểm chần chờ. Bất quá vẫn là nói, kia hành, bất quá ngươi muốn chính mình chú ý an toàn, tới rồi cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an. Nhạc Tranh cười khanh khách nói hảo. Chu Sảo Nhạc xoa xoa nữ nhi đầu, nói, ngươi đều là đại cô nương, làm việc phải có đúng mực. Nhạc Tranh a một tiếng, nhà bọn họ, nàng làm việc là nhất có chừng mực hảo sao? Nhạc Tranh gật đầu, ta biết, ngươi cùng nam nữ cùng đi a. Như thế nào đi a? Ngồi xe vẫn là có xe. Nếu không ngươi mang theo ngươi biểu tỷ cùng nhau đi, nhiều bạn nhi cũng an toàn. Minh Triết Nam súng may giống nhau, Nhạc Tranh bất đắc dĩ đỡ chán, cười hồi, ba, ngươi xem ta như là không đáng tin cậy người sao. Như vậy vừa nói, Minh Triết Nam quyết đoán, lắc đầu, nhà bọn họ khuê nữ xác thật không phải không đáng tin cậy người. Bất quá nhà bọn họ Tranh Tranh tuổi còn nhỏ, vẫn là thực dễ dàng bị người lừa. Ba cũng không phải can thiệp ngươi, chỉ là quan tâm ngươi, nếu không ngươi cấp cùng ngươi cùng đi người điện thoại cho ta đi, ta cùng nàng nói chuyện, đầu năm nay, không thể tùy tiện người nào đều tin tưởng, ngươi phải tin tưởng. Không đợi nói xong, liền xem Minh Lão Thái một tay đem chiếc đũa buông, lạnh lùng, ngươi, có thể câm miệng sao? Minh Triết Nam một cái co rúm lại, cúi đầu mạnh ăn cơm. Minh Lão Thái quá ngẩng đầu, cười nói, Tranh Tranh đi ra ngoài ngoạn nhi đi, không cần nghe ngươi ba, hắn xuẩn, bị thân mụ đóng dấu xuẩn. Minh Triết Nam trong lòng là có điểm buồn bã, nhưng là thì cũng không dám phóng một cái. Nhạc Tranh được đến nàng nãi giải vây, trở về phòng thu thập đồ vật, chỉ chốc lát sau công phu, Vương Miểu lên lầu. Nhạc Tranh mang cười, biểu tỷ là chịu ai chỉ huy lại đây, trong nhà người luôn là đem nàng trở thành tiểu nữ hải nhi. Kỳ thật nàng cũng không xem như thật sự tiểu đơn thuần đi. Vương Miểu sửng sốt, lắc đầu nói, không có, ai cũng không làm ta lại đây, ta chính là nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ.
Nhạc Tranh bật cười, không có, biểu tỷ ngồi. Vương Miểu mắt thấy Nhạc Tranh đem các loại đồ trang điểm ném tới trong túi, nàng cảm khái, ngươi liền một khuôn mặt, sao mang nhiều như vậy? Nhạc Tranh vô tội dương mắt, kia cũng muốn trang điểm mỹ mỹ, sớm một chút bảo dưỡng mới có thể vẫn luôn mỹ a. Biểu tỷ ngươi cũng là, phải hảo hảo trang điểm chính mình, không cần cái gì đều tùy tiện, đến cuối cùng, cái gì cũng không có được đến, còn rơi vào một cái hư vinh thanh danh. Nhạc Tranh đem sau một câu nuốt đi xuống, nàng người này chính là trí nhớ quá hảo, không biết vì sao, nàng trong giây lát liền nghĩ, đến biểu tỷ vì một lọ 80 đồng tiền nhuận ra xương cùng biểu tỷ phu xảo lên sự tình, nàng càng là nhớ rõ câu kia hư vinh, suy nghĩ một chút, thực sự buồn cười, chính là biểu tỷ rõ ràng quá gian khổ, rồi lại không chịu tiếp thu nàng hỗ trợ, tóm lại, biểu tỷ. Ngươi muốn trước đối chính mình hảo, nếu không người khác nơi nào sẽ biết ngươi hảo đâu. Vương Miểu rất ít bảo dưỡng, tò mò nhìn nhà mình biểu muội. Ân, thoạt nhìn biểu muội là lại bạch lại hoạt bộ dáng, chính là biểu muội vốn dĩ cũng tương đối tiểu bỉ so mỹ a. Ta như vậy cũng khá tốt, nữ hài tử không cần như vậy hư vinh. Nói xong lại cảm thấy chính mình lời này nói không tốt, nàng lập tức giải thích, ta không có ý khác. Ngươi biết đến, ta người này sẽ không nói, ta không phải nói, ai nha, nàng gãi gãi đầu, đã không biết nói cái gì mới hảo. Nhạc Tranh nở nụ cười, nàng nói, ta biết đến. Nàng lui về phía sau một bước, nhìn về phía Vương Miểu, trên dưới đánh giá, theo sau nói, biểu tỷ, ta phát hiện, ngươi thực dịu dàng ra, nếu hảo hảo trang điểm một chút nhất, định thực mỹ. Vương Miểu mặt đỏ, nào có. Nhạc Tranh nghiêm túc, đương nhiên là có, biểu tỷ, ngươi rõ ràng thực mỹ, hiện tại đúng là nữ hài tử tốt nhất niên hoa, mới không cần cô phụ rớt. Nàng tiến lên một bước bắt lấy Vương Miểu mắt kính, cười khanh khách, ngươi xem, như vậy càng đẹp mắt. Vương Miểu lắc đầu, đừng, ta không mang mắt kính không thoải mái. Nàng đem mắt kính một lần nữa mang lên, cuối cùng là yên tâm không ít, chần chờ một chút, nàng thấp giọng, cái kia Tranh Tranh a. Nhạc Tranh khẳng định, ngươi có việc nhi cùng ta nói. Vương Miểu suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc gật đầu, nàng nhẹ giọng, không biết ngươi như thế nào đi Mạnh Giao, ta có thể đáp ngươi đi nhờ xe sao? Nàng có chút thẹn thùng, chạy nhanh giải thích, là cái dạng này, ta bạn trai ra ở Mạnh Giao phía dưới nhi trấn trên, ta gần nhất luôn là liên hệ không thượng hắn, có điểm không yên tâm, muốn đi nhìn một cái, nói tốt nàng tới Long Thành, hắn sẽ đến tiếp nàng, sau đó hai bên gặp một lần gia trưởng hắn cũng không có xuất hiện. Hai ngày này gọi điện thoại hắn cũng tổng nói có việc nhi, vội vàng liền treo. Vương Miểu trong lòng vẫn là có chút lo lắng, ta vốn dĩ tưởng chính mình đi, nhưng là ta lại không có gì thích hợp lý do đi Mạnh Giao. Vừa lúc ngươi hôm nay nói muốn qua bên kia, ta liền nghĩ, có thể hay không nàng cũng là nghe được nhị cứu kia một câu, đột nhiên liền nghĩ tới cái này, nếu ngươi không có phương tiện, ta cũng có thể không đi, ta lại cùng hắn liên hệ, ta hảo. Vương Miểu sửng sốt một chút, Nhạc Tranh nhưng thật ra rất thông khoái, hảo, ngươi cùng ta cùng nhau, bất quá chúng ta đến nói tốt, đến lúc đó ngươi buổi tối đến cùng ta trở về trụ ta nghỉ ngơi địa phương, không thể lưu lại, bằng không ngươi có điểm chuyện gì, ta nói không rõ, nàng mới không yên tâm làm biểu tỷ một người lưu tại nơi đó đâu. Hơn nữa nàng cũng cảm thấy, sớm làm biểu tỷ biết biểu tỷ, nhà chồng tình hình cũng là một chuyện tốt nhi, sớm một chút nhìn, trong lòng hiểu rõ nhi, có lẽ liền sẽ nhiều chút suy tính, mà không đến mức đến cuối cùng tình cảm thâm hậu phân không khai. Vương Miểu không nghĩ tới Nhạc Tranh đáp ứng như vậy thống khoái, nàng lập tức, hảo, tốt, ngươi yên tâm, ta đều nghe ngươi, ta chính là qua đi xem một cái, không có việc gì là được. Nói lên cái này, nàng cao hứng đứng lên, ta đây hiện tại đi theo ta mẹ bọn họ nói. Vương Miểu vội vàng xuống lầu, nàng nguyên bản là có chút thấp thỏm, nhưng là không nghĩ tới nhưng thật ra giai đại vui mừng, vừa lúc người trong nhà còn không yên tâm Nhạc Tranh một người đâu, hai người luôn là có thể cho nhau chiều ứng. Vương Miểu nói lời nói dối, có chút mặt đỏ, không dám ở phòng khách ở lâu, chạy nhanh trở về phòng thu thập đồ vật. Liền ra cửa một buổi tối, nàng thế nhưng cảm thấy cũng không có gì hảo lấy, biểu tỷ, chúng ta một chút đi, có thể chứ? Nhạc Tranh thăm dò, nhìn, đến Vương Miểu phát ngốc, cười nói, biểu tỷ, như thế nào, ngươi khẩn trương,
nói thật, nàng là thật sự khẩn trương. Nhạc Tranh nở nụ cười, khẩn trương cái gì a? Liền tính khẩn trương cũng nên là bọn họ khẩn trương, ngươi khẩn trương cái gì? Vương Miểu Hư đáp lời cười một chút, Nhạc Tranh xem nàng cái dạng này, cũng không khuyên. Quả nhiên chờ đến buổi chiều ra cửa thời điểm, Vương Miểu Tử có chút khẩn trương, biến thành càng thêm khẩn trương, nàng nhìn cửa xe, do dự dự, có điểm không biết có nên hay không thượng. Nhạc Tranh nghi hoặc, biểu tỷ, làm sao vậy? Vương Miểu, liền tính nàng dế nhũi, cũng biết này xe thực xa hoa a. Triệu Đặc Trợ xuống xe chủ động mở cửa xe, Minh tiểu thư, lại gặp mặt, Nhạc Tranh, đây là ta biểu tỷ Vương Miểu, cùng chúng ta cùng nhau. Triệu Đặc Trợ mỉm cười, Vương tiểu thư ngồi ghế phụ đi. Nhạc Tranh vào hậu tòa, liền xem Tống Kỳ Ngôn đang ở cúi đầu xem văn kiện, nhận thấy được nàng tầm mắt, Tống Kỳ Ngôn ngẩng đầu, hắn ngồi đối diện ở ghế điều khiển phụ Vương Miểu gật đầu, xem như chào hỏi qua, lúc sau tiếp tục cúi đầu xem văn kiện. Vương Miểu, má ơi, càng khẩn trương làm sao bây giờ, biểu muội không phải cùng bằng hữu cùng đi chơi sao? Đây là bằng hữu. Vương Miểu bắt đầu run lên, xe thực mau vòng ra tiểu khu, Triệu Đặc Trợ săn sóc mở miệng, xe trình đại khái 3 cái giờ, có cái gì muốn nghe âm nhạc sao? Nhạc Tranh, biểu tỷ. Vương Miểu lập tức lắc đầu, không, không, có. Nhạc Tranh nở nụ cười, biểu tỷ, ngươi không cần như vậy khẩn trương, nàng hảo tâm, Kỳ Ngôn ca ca là hổ giấy, không cần sợ. Triệu Đặc Trợ, ngài cái này lời nói ra, ta đều không tin. Nhạc Tranh dựa vào Tống Kỳ Ngôn trên vai, thấp giọng, Kỳ Ngôn ca ca đều không để ý tới ta, ngươi như vậy thật không tốt nga, thực dễ dàng độc thân. Triệu Đặc Trợ xe một không cẩn thận rắn trườn một chút, hắn ho khan một tiếng, mắt nhìn thẳng, hảo hảo lái xe. Tống Kỳ Ngôn dơ tay xoa nhẹ Nhạc Tranh đầu một chút, nói, chính mình ngoạn nhi, ta chờ một chút tới rồi muốn khai video hội nghị. Nhạc Tranh le lưỡi, yên lặng lời bình, cố làm ra vẻ. Triệu Đặc Trợ phỏng chừng thời gian thật là một chút đều không có sai, 3:50, kém 10 phút đến, hắn xong xuôi vào ở thủ tục vừa lúc 4 điểm, đoàn người lên lầu, Nhạc Tranh tiến thang máy lúc sau liền vãn trụ Tống Kỳ Ngôn cánh tay, xinh xắn nói, ta muốn cùng ngươi trụ cùng nhau. Vương Miểu một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã. Nhạc Tranh đúng lý hợp tình, ta và ngươi cùng đi tiệc rượu, khẳng định muốn vãn trở về, chẳng lẽ ta còn muốn quấy giày biểu tỷ nghỉ ngơi sao? Tống Kỳ Ngôn cúi đầu nhìn Nhạc Tranh, cười như không cười, Nhạc Tranh, không nghĩ tới ngươi nhỏ mọn như vậy, liền phân một nửa giường cho ta đều không muốn. Triệu Đặc Trợ hướng góc tường đứng chạm, mắt nhìn thẳng, phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, nhưng là lỗ tai hắn kỳ thật đã cùng loa, giống nhau lớn, hận không thể dán ở Tống Kỳ Ngôn cùng Minh Nhạc Tranh trên người. Tống Kỳ Ngôn thấp giọng, nói bậy gì đó, hắn bình tĩnh nhìn về phía Nhạc Tranh, ngươi không cùng ta trụ cùng nhau, với ai trụ cùng nhau? Mọi người, Vương Miểu nuốt một chút nước miếng, không dám lên tiếng, chờ ra thang máy, Triệu Đặc Trợ hòa khí, Vương tiểu thư, ta 4:20 ở dưới lầu chờ ngài, ngài xem có thể chứ? Vương Miểu chạy nhanh xua tay, không không không, không cần, ta chính mình tới, ta chính mình ngồi xe qua đi là được. Ta tới kịp. Triệu Đặc Trợ kiên trì, không kịp, hơn nữa không an toàn, hắn thực bình tĩnh cười, ta ở dưới lầu đại đường chờ ngài, theo sau xoay người hướng hành lang bên kia đi. Nhạc Tranh kéo Tống Kỳ Ngôn, mềm mại mở miệng, ta cùng biểu tỷ nói một câu. Vương Miểu cùng Nhạc Tranh cùng nhau vào cửa, 5 sao cấp phòng làm Vương Miểu cảm thấy chân cũng không biết hướng chỗ nào phóng, nàng nói lắp, Tranh, Tranh, Tranh A. Nhạc Tranh hỏi, ngươi cho hắn gọi điện thoại sao? Vương Miểu lập tức, ta đánh, hắn không tiếp, ta cho hắn gửi tin tức, làm hắn nhìn đến cho ta hồi, bất quá ta biết nhà hắn địa chỉ, ta cho hắn bưu qua ăn sáng. Vương Miểu vỗ đầu, ta quên mua lễ vật, như vậy tay không tới cửa không tốt, không được, ta trước đi xuống. Nhạc Tranh xem nàng cái dạng này, thấp giọng, ta cùng ngươi cùng đi. Vương Miểu sửng sốt, Nhạc Tranh, ta 8 giờ phải về tới tham gia tiệc rượu, ta bối ngươi đi tới kịp. Nhạc Tranh vẫn là không yên tâm Vương Miểu một người đi, nàng là gặp qua cái kia lão thái thái, làm người đặc biệt một lời khó nói hết, nàng bồi qua đi, nàng biểu tỷ tổng không đến mức có hại. Vương Miểu giữ chặt Nhạc Tranh, nghiêm túc, thật sự không cần, ngươi cùng ta cùng đi, chậm trễ trở về làm sao bây giờ, bất quá này đó đều không quan trọng.
Tranh Tranh, ngươi không thể cùng cái kia Tống tiên sinh ở cùng một chỗ, đây mới là trọng điểm. Vương Miểu không biết nói như thế nào mới hảo, bất quá vẫn là kiên định, nếu hắn khi dễ ngươi, làm sao bây giờ, các ngươi còn không có kết hôn. Nhạc Tranh nở nụ cười, chậm rãi nói, hắn không có hại liền không tồi, tóm lại có hại không phải là ta. Vương Miểu lắc đầu, ngươi tuổi còn nhỏ, hiện tại khả năng đối hắn chỉ là có chút hảo cảm, nếu bởi vì điểm này điểm hảo cảm trả giá chính mình, tương lai hối hận làm sao bây giờ. Tranh Tranh, ta biết ngươi cảm thấy ta rong dài, nhưng là nữ nhân cả đời cũng chỉ có thể kết hôn một lần, ngươi phải hảo hảo nắm chắc chính mình. Cái kia Tống tiên sinh, ta tổng cảm thấy không phải thực thích hợp ngươi. Ta Nhạc Tranh tùy ý ngồi ở trên sofa, lười biếng nói, biểu tỷ, nếu ta nói ngươi bạn trai không tốt, ngươi sẽ cao hứng sao? Vương Miểu một đốn, dừng câu chuyện, nàng cắn môi, không biết nói như thế nào mới hảo. Nhạc Tranh đột nhiên liền bật cười, nàng nhẹ giọng, biểu tỷ, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng là, ta muốn thế nào, ai đều ngăn không được, mỗi người tính cách cùng lựa chọn bất đồng, ta chính là muốn được đến Tống Kỳ Ngôn, bất luận kẻ nào đều ngăn không được. Vương Miểu bị Nhạc Tranh nói chấn trụ, nửa ngày không phản ứng lại đây, nàng quy củ lại hiểu chuyện nhi tiểu biểu muội nguyên lai là phản nghịch tiểu thanh niên sao, này này này. Kia nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói như thế nào hảo. Nhạc Tranh cười hì hì đứng dậy, nàng duỗi một cái lười eo, ta đi theo Tống Kỳ Ngôn nói một chút, chúng ta cùng đi, không, ngươi thật sự đừng cùng ta đi. Vương Miểu giữ chặt Nhạc Tranh, nghiêm túc, ta không thể chậm trễ chuyện của ngươi nhi, bằng không ta sẽ áy náy. Nàng mang theo vài phần khẩn cầu, ta vốn dĩ chính là lần đầu tiên đi, ngươi nói nếu còn mang theo ngươi, không phải cho người ta thực thất lễ cảm giác sao? Tranh Tranh, Nhạc Tranh đánh giá nàng biểu tỷ, hảo nửa ngày, nàng rốt cuộc gật đầu, nói một cái hảo, bất quá Nhạc Tranh cũng nói, có việc nhí ngươi liền tìm Triệu Đặc trợ. Vương Miểu chạy nhanh gật đầu, nàng sợ lại lần nữa cự tuyệt, tiểu biểu muội lại đi theo. Nhạc Tranh dẫn theo chính mình bọc nhỏ bao trở lại Tống Kỳ Ngôn phòng, nàng dựa ở trên cửa ấn chuông cửa. Chuông cửa vang lên, Tống Kỳ Ngôn lại đây mở cửa, Nhạc Tranh mị nhãn như tơ, xinh xắn hỏi, tiên sinh, muốn đặc thù phục vụ sao? Tống Kỳ Ngôn lúc này chỉ cởi tây trang áo khoác, một thân màu xanh biển, ô vuông áo sơ mi có thân sĩ cách điệu, hắn cúi đầu nhìn Nhạc Tranh khuôn mặt, duỗi tay bao quát, liền đem Nhạc Tranh ôm vào trong phòng. Nhạc Tranh cười hì hì, tay nhỏ nhi dựa vào hắn ngực, nhấc chân tướng môn đá thượng. Theo sau chính mình còn lại là ỷ ở trên cửa, Kiều Thanh, chúng ta còn không có nói giá đâu. Tống Kỳ Ngôn bật cười một chút, hắn một tay tùng tùng cà vạt, tiến lên một bước, đem nàng để ở trên cửa, thấp giọng hỏi, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì giá? Hắn ngón tay chậm rãi trượt xuống, dừng ở nàng trên lỗ tai, theo sau chậm rãi xuống phía dưới. Nhạc Tranh cảm thấy chính mình tim đập ra tốc lợi hại, bất quá nàng nhưng thật ra không yêu thế. Ngược lại là dương khuôn mặt, môi đỏ hơi hơi kiều, ta giá, Tống tiên sinh không biết có cho hay không đến khởi, ngươi muốn cái gì, ta liền cấp cái gì, ngươi muốn nhiều ít, ta liền cấp nhiều ít. Tống Kỳ Ngôn cúi đầu thân thượng Nhạc Tranh môi, hắn trên người rõ ràng vô dụng cái gì nước hoa, cô lô nhơ, nhưng là lại mang theo vài phần thanh liễm hơi thở. Nhạc Tranh tay nhỏ nhi thuận thế câu lấy hắn, hai người lập tức liền giao triển khó xa khó phân. Tống Kỳ Ngôn tầm mắt rời không ra, chăm chú nhìn ở trên người nàng, gắt gao dây dưa, nàng môi ngọt như là tốt nhất tinh khiết và thơm rượu ngon, làm người khó xá khó phân, mà hắn ngón tay nơi đi đến, lại có thể cảm giác được tinh tế mềm nhẵn, như vậy tư thái mạn rượu thanh thuần tiểu giai nhân thiên là lại giống như tiểu hồ ly giống nhau câu nhân tiếng lòng. Tống Kỳ Ngôn càng thêm phong túng vài phần, nàng xinh kiều nộn tinh tế. Phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ đem nàng lộng hư, chính là nàng lại như vậy thiếu lệ khả nhân, thật sự là làm người khó có thể buông tay. Tống Kỳ Ngôn không có phương diện này kinh nghiệm, nhưng là lại nguyện ý đem tiểu hồ ly cô ở lòng bàn tay, không được nàng chạy trốn một bước. Nhạc Tranh từ cổ họng phát ra một trận nhỏ vụn thanh âm, nàng đã cảm giác được. Hắn hôn dần dần xuống phía dưới, tựa hồ tới rồi càng thêm không thể khống nông nỗi, thịch thịch thịch. Đột một tiếng đập cửa vang lên, Tống Kỳ Ngôn trực tiếp mắng một câu. Nhạc Tranh thật sâu thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhi chôn ở hắn trên người, không nhúc nhích. Tống Kỳ Ngôn không có mở cửa,
mà cửa Triệu Đặc Trợ cảm thấy, chính mình có lẽ là gặp rắc rối, hắn thực quyết đoán, lập tức đề cao một ít thanh âm, Tống Tổng, 4 giờ rưỡi có video hội nghị, nhắc nhở lúc sau, nhanh, chóng chạy trốn. Tống Kỳ Ngôn thật sâu thở dốc, lại cúi đầu xem Nhạc Tranh, thấy nàng hai má lộ ra hơi hơi hồng nhạt, kiều tiếu khả nhân, hắn nói nhỏ, ta phát hiện, mặc kệ nào một lần, luôn có người muốn quấy rầy chúng ta, như vậy đi xuống, không biết hắn có thể hay không tạo thành cái gì không thể vãn hồi thân thể tổn thương. Nhạc Tranh nhợt nhạt bật cười, nàng sáng ngời hai tròng mắt tựa hồ có ngôi sao, tay nàng chỉ nhẹ nhàng hoạt ở hắn áo sơ mi thượng, giữ chặt hắn lãnh đạo về phía trước vùng, gian hắn mặt nói nhỏ, đêm nay chúng ta tắt máy, khóa cửa. Tống Kỳ Ngôn thâm trầm nhìn Nhạc Tranh, rốt cuộc bật cười, hắn nhẹ nhàng giơ tay vuốt ve một chút Nhạc Tranh khuôn mặt nhỏ nhi, nói, có thể là, ông trời không nghĩ làm ta ăn luôn ngươi, nhiều như vậy lần, mỗi lần đều có tiểu ngoài ý muốn phát sinh. Tống Kỳ Ngôn cũng thực bất đắc dĩ, Nhạc Tranh cười sung sướng, nàng đẩy đẩy Tống Kỳ Ngôn, nói, 4:25, còn có 5 phút, đồng hồ. Tống Kỳ Ngôn thâm trầm nhìn Nhạc Tranh, hảo nửa ngày, khắc chế nói nhỏ, ta đi mở họp. Nhạc Tranh buông lỏng ra chính mình tay nhỏ nhi, ở hắn trên môi ấn tiếp theo cái hôn, ngoan ngoãn kiếm tiền, phải cho ta mua Nga. Tống Kỳ Ngôn bật cười một chút, quay đầu lại đi sofa, hắn mở ra máy tính, cơ hồ là, ở hội nghị bắt đầu trước cuối cùng một phút đồng hồ mới liền tuyến tiến vào. Không biết vì cái gì, mọi người xem cho tới hôm nay Tống Tổng, thế nhưng cảm thấy, hắn mang theo vài phần hư nam nhân hơi thở, có điểm suy sút, tóc không có không chút cẩu thả, tơ vàng khung mắt kính không mang, cà vạt cũng không có đánh hảo, thậm chí áo sơ mi đều có chút nếp uốn, nếu không phải gương mặt này, không có sai lầm, bọn họ sẽ cho rằng trước mặt người hoàn toàn bất đồng một người khác. Hội nghị có thể bắt đầu rồi sao? Ách, thanh âm vẫn là trước sau như một thanh lãnh, hảo đi, đây là Tống Tổng không sai. Nhạc Tranh mắt thấy hội nghị bắt đầu, nàng xoay người sửa sang lại chính mình đồ vật, tiệc rượu nha, từ trước đến nay đều là Minh Tử Nguyên tham gia, nàng tham gia quá không nhiều lắm, cực nhỏ như vậy vài lần trước nay đều là một người quay lại vội vàng, bởi vì nàng trước nay đều là cự người với ngàn dặm ở ngoài, cũng không có gì người mời nàng cùng múa. Mà lần này nàng làm Tống Kỳ Ngôn bạn gái, Nhạc Tranh cảm thấy, cảm giác có điểm kỳ quái đâu, nàng nhìn chính mình mang theo hai điều tiểu váy, do dự lẩm bẩm tự nói, xuyên nào kiện hào đâu, màu đen thoạt nhìn có khí chất, chính là màu trắng giống tiểu tiên nữ, mê mang thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mềm mại, Tống Kỳ Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trực tiếp, màu trắng, nói xong trực tiếp cúi đầu tiếp tục mở họp, hiện trường, bọn họ, nghe được cái gì? Tống Tổng, nhất quán ít khi nói cười, không gần nữ sắc, lãnh khốc quyết đoán Tống Tổng, thế nhưng, mang theo, một nữ hải tử, nhuyễn manh manh âm nữ hải tử, một chùm hói đầu, lão nam nhân cổ đông nội tâm, bốc cháy lên hừng hực bát quái chi hồn, làm sao bây giờ, tưởng bát quái, 18 tuổi thiếu nữ, liền tính là không trang điểm quá mức minh diễm, cũng thanh xuân rào rạt, như là ngày xuân trên đầu cành hoa nhi, thủy linh làm người không rời được mắt. Nhạc Tranh thay đổi một thân thuần trắng sắc mặt ngực tiểu lễ phục váy, váy thực bên người, nàng đem văn ngực cởi thay đổi ngực lót, quả nhiên thoạt nhìn hảo rất nhiều. Tống Kỳ Ngôn khai xong sẽ vào, cửa liền nhìn đến Nhạc Tranh dùng máy uốn tóc đang ở chính mình xử lý tóc, hắn ôm cánh tay nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Nhạc Tranh quay đầu lại hỏi, đẹp sao? Tống Kỳ Ngôn tiến lên phủng trụ nàng khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng hôn một cái, trong thanh âm mang theo ý cười, thật thấp, đẹp. Nhạc Tranh đắc ý dơ lên cầm, nói, ta sao có thể khó coi a? Bất quá nàng lại nũng nịu oán giận, ta này 2 tháng trường thịt, váy có điểm khẩn, nói lên cái này, có điểm buồn bã, này, váy là nàng trọng sinh lúc sau mang nàng mù mụ bọn họ đi ra ngoài mua sắm thời điểm, mua, lúc ấy tuy rằng cảm thấy chính mình khả năng không có gì cơ hội xuyên, nhưng là vẫn là không chút do dự ra mua, nếu thích đương nhiên muốn mua. Bằng không làm lão Minh đồng chí lưu trữ cái này tiền tương lai bị Minh Tử Nguyên, lừa quang vẫn là cấp tiểu tam tư sinh tử hoa, nàng mới mặc kệ những cái đó đâu. Tống Kỳ Ngôn không có sai quá Nhạc Tranh trên mặt chợt lóe rồi biến mất vi diệu, hắn, ngón tay dừng ở tối cao vị trí, nhẹ nhàng nhéo một chút, Nhạc Tranh lập tức đỏ mặt, không phải béo, là trưởng thành. Nhạc Tranh hơi hơi ngửa đầu, một đôi thủy mắt hơi hơi mị lên,
nàng dỗi nói, cho nên xem như tiện nghi ngươi sao. Nhạc Tranh đứng dậy, dán ở Tống Kỳ Ngôn trên người, Kiều Thanh hỏi, ta đều trưởng thành, không biết ngươi còn có phải hay không đệ đại vật bột. Tống Kỳ Ngôn đột nhiên liền duỗi tay đem nàng câu trong ngực chung, hai người gắt gao dán ở bên nhau, kín kẽ, cơ hồ có thể cảm giác được lẫn nhau hô hấp cùng tim đập. Tống Kỳ Ngôn hô hấp phun ở Nhạc Tranh trên người, làm nàng cảm thấy có nhẹ nhẹ hoảng loạn, bất quá nàng lại vẫn là cường trống, ngưỡng mặt chứng nghi, lộ ra một mặt ngọt thanh ý cười. Tống Kỳ Ngôn chậm rãi cúi đầu, liền ở khoảng cách Nhạc Tranh chỉ có ngắn ngủn mấy hào mễ vị trí, hắn dừng chính mình động tác. Nhạc Tranh chớp chớp mắt, mềm mại nhắc nhở, chúng ta còn có nửa giờ liền phải xuống lầu tham gia tiệc rượu. Nàng lúc này nhưng thật ra khó được hiểu chuyện nhi cùng ngoan ngoãn. Tống Kỳ Ngôn thật sâu nhìn Nhạc Tranh hảo nửa ngày, đột nhiên lộ ra một mặt ý cười, chậm rãi nói, Minh Nhạc Tranh, ngươi có tà tâm không tặc gan? Nhạc Tranh nhướng mày, Tống Kỳ Ngôn ngón tay lướt qua nàng môi đỏ, nói, ngươi vì cái gì phải nhắc nhở ta đến thời gian? Nhạc Tranh trong mắt hiện lên một mặt hoảng loạn, bất quá thực mau, nàng cười khanh khách, chúng ta đây vốn dĩ liền không nên đến trễ a, hơn nữa ta có cái gì sợ? Nàng giơ tay nhẹ nhàng miêu tả hắn hình dáng, môi ghé vào hắn bên miệng, thật giọng, ngươi vốn dĩ chính là của ta, mục tiêu của ta chính là thu phục ngươi nha. Tống Kỳ Ngôn trong mắt hiện lên một mạt mê hoặc, kỳ thật hắn là có một chút không hiểu Minh Nhạc Tranh, nàng rõ ràng liền thật sự khẩn trương, nhưng là lại còn sẽ chết chống đùa giỡn chính mình, hơn nữa làm không biết mệt, từng con sẽ càn quấy lộng loạn mao cầu tiểu nãi miêu. Hắn ngậm lấy nàng môi, đem nàng cắn nuốt ở môi răng chi gian, nói nhỏ, không bằng đêm nay làm ngươi cảm thụ một chút ta hay không đệ đại vật bột. Nhạc Tranh lúc này đã không thể hô hấp, nàng dựa ở Tống Kỳ Ngôn trên người, kiều kiều mềm mại thiếp. Tống Kỳ Ngôn khó xa khó phân không nghĩ rời đi nàng, bất quá lại vẫn là buông lỏng ra môi. Hắn cái chán chống Nhạc Tranh, thấp giọng, tiệc rượu lúc sau, chúng ta đi hậu viện phao suối nước nóng. Nhạc Tranh lập tức mở to hai mắt, nhìn, uyên, ương tắm play. Tống Kỳ Ngôn lúc này đã buông ra Nhạc Tranh, hắn mang theo ý cười giải khai cả vạt, ngươi muốn xem ta thay quần áo. Tống Kỳ Ngôn một tay bắt đầu giải áo sơ mi nút thắt, Nhạc Tranh phát hiện, hắn thực thói quen một tay làm việc, cũng không biết có phải hay không cái kia di chứng, thật là cái gì đều chỉ dựa vào tay phải nga. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Tống Kỳ Ngôn lúc này đã lộ ra tinh tráng ngực, xem nàng cái này tiểu túng dạ, nhịn xuống muốn cười ý tứ, xua xua tay. Nhạc Tranh đi vào phòng khách, ngồi ở trên sofa phát ngốc, thịch thịch thịch, gõ cửa thanh âm vang lên. Nhạc Tranh đứng dậy mở cửa, cửa mỉm cười đúng là Triệu Đặc Trợ. Triệu Đặc Trợ cũng không ngoài ý muốn mở cửa chính là Minh tiểu thư, nhưng là lại vẫn là lộ ra kinh diễm thái độ. Minh Nhạc Tranh thật sự thực mỹ, chỉ là Triệu Đặc Trợ rốt cuộc là thực chuyên nghiệp. Hắn thập phần nho nhã lộ ra tám cái răng cười, theo sau nói, Minh tiểu thư, Vương tiểu thư đã trở lại, ta đã an bài nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Nhạc Tranh nhìn xem thời gian, cảm thấy bọn họ xác thật cũng nên đã trở lại. Triệu Đặc Trợ muốn tham gia buổi tối tiệc rượu, tự nhiên sẽ không chậm trễ thật lâu. Nàng nghiêm túc, cảm ơn ngươi. Triệu Đặc Trợ lắc đầu, không cần cảm tạ. Hắn lại đem trong tay một cái tay nhỏ để túi giao cho Nhạc Tranh, nói, đây là Tống tiên sinh công đạo, làm phiền Minh tiểu thư chuyển giao một chút. Nói xong, rất có lễ mỉm, cười gật đầu, theo sau rời đi. Nhạc Tranh hỏi, Tống Kỳ Ngôn, ngươi đổi hảo quần áo sao? Phòng ngủ môn mở ra, Tống Kỳ Ngôn thay đổi một thân màu đen tây trang, thậm chí liền áo sơ mi đều là màu đen, cho người ta thập phần cấm dục khó dò cảm giác. Như vậy nam nhân, chỉ làm người cảm thấy thâm trầm lại không dễ chọc. Quanh thân tản ra làm người kia một tới gần thần bí hơi thở, hắn lại mang lên kia phó mắt kính, thậm chí kiểu tóc đều là không chút cẩu thả, không biết như thế. Nào, Nhạc Tranh nhưng thật ra có chút khẩn trương, nói không tốt cảm giác, chính là khẩn trương. Nàng cắn cắn môi, nhẹ giọng, Triệu Đặc Trợ giao cho ngươi. Tống Kỳ Ngôn dơ dơ lên khóe miệng, Nhạc Tranh che lại ngực, thấp giọng niệm, ngươi như vậy hảo có văn nhã bại hoại hơi thở à. Tống Kỳ Ngôn quét nàng liếc mắt một cái, khí thế sắc bén, Nhạc Tranh trong nháy mắt lại là dọa tới rồi, mắt thấy tiểu cô nương cứng đờ lên, Tống Kỳ Ngôn bất đắc dĩ ôm quá nàng, nói, này liền, sợ, không phải không sợ trời không sợ đất tiểu hồ ly sao, hù dọa ngươi một chút liền sợ.
hắn mở ra túi, bên trong là một con trang sức hộp. Nhạc Tranh vốn dĩ tưởng phản bác, nhưng là rồi lại bị trước mặt đồ vật hấp dẫn ở lực chú ý. Tống Kỳ Ngôn mở ra hộp, một bộ hồng bảo thạch trang sức rục rục rực rỡ, hồng bảo thạch tản ra oánh nhuận ấm áp quang, làm người cảm thấy khó có thể rời đi mắt. Nữ hài tử nơi nào có không thích trang sức đâu. Nhạc Tranh cảm thán, thảo mỹ. Tống Kỳ Ngôn lôi kéo Nhạc Tranh đi vào sofa biên, đem vòng cổ lấy xuống dưới, ta cho ngươi mang. Nhạc Tranh ai một tiếng, có điểm dại ra. Tống Kỳ Ngôn duỗi tay vòng tới rồi nàng mặt sau, nàng quanh thân đều mang theo thơm ngọt hơi thở, không cần dùng bất luận cái gì nước hoa cũng là làm người cảm thấy đáng yêu. Liền ở Nhạc Tranh phát ngốc hết sức, Tống Kỳ Ngôn lại vì nàng mang hảo hoa tai, hồng bảo thạch khuyên tai nhi nhẹ nhàng lay động, mang theo một chút tiểu nghịch ngợm. Tống Kỳ Ngôn thấp giọng nở nụ cười, lại vì nàng khấu hảo lắc tay. Minh Nhạc Tranh thật là một cái rất được trời ưu ái tiểu cô nương, da thịt trắng nõn oánh nhuận, dáng người mảnh khảnh khéo léo, trên cổ đường cong càng tốt. Trong truyền thuyết thiên Nga cổ, nàng tuy rằng không có đặc biệt cao gầy, nhưng là rất nhiều người mẫu tỷ lệ cũng chưa chắc so nàng càng tốt. Chỉ là liếc mắt một cái xem qua đi liền biết này, tiểu cô nương là cái mỹ nhân nhi, hiện tại chính là mỹ nhân nhi, giả. Lấy thời gian, tự nhiên sẽ trổ mã càng thêm xinh đẹp động lòng người. Hắn từ hộp lấy ra cuối cùng một viên nhẫn, nâng lên Nhạc Tranh tay nhỏ nhi. Nhạc Tranh nhìn hồng bảo thạch nhẫn, sở hữu mộng ảo trong nháy mắt này đột nhiên biến mất. Nàng nói lắp, này đây là nhẫn. Nàng dương mắt, mắt to ngập nước như là có thể nói, thật dài lông mi càng là run rẩy không được. Nàng lại nhắc lại một lần, đây là nhẫn. Tống Kỳ Ngôn nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi cảm thấy, ta không quen biết. Nhạc Tranh cảm thấy sở hữu nói đều tạc ở giọng nói, nàng biết, nàng đương nhiên biết hắn nhận thức a, chính là hắn cho nàng mang nhẫn, chính hắn biết ý vị cái gì sao. Nàng thật sâu thở dốc, lời lẽ chính đáng, cái này hành vi, thực thần thánh. Tống Kỳ Ngôn cúi xuống mắt, cũng không xem nàng, chỉ là bình tĩnh không được, hắn hỏi lại, sau đó đâu? Nhạc Tranh, gì, hắn có ý tứ gì? Nhạc Tranh có điểm ngốc. Tống Kỳ Ngôn mỉm cười hỏi, thực thần thánh, sau đó đâu? Nhạc Tranh trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nói cái gì hồi phục hắn, nàng nên nói cái gì? Nhạc Tranh cúi đầu nhìn nhẫn, lại ngẩng đầu xem Tống Kỳ Ngôn. Tống Kỳ Ngôn mắt kính biên kim sắc dây thừng tử hơi hơi đong đưa, hắn nâng lên nàng tay nhỏ nhi, nhẹ nhàng đem nhẫn mang vào nàng ngón áp út. Chính chính hảo hảo, một tấc không kém, nhiều một phân sẽ đại, thiếu một phân sẽ tiểu. Nhạc Tranh chính mình đều không có nghĩ tới thế nhưng như vậy thích hợp, nàng ngơ ngác nhìn nhẫn, như cũ mộng bức. Tống Kỳ Ngôn mỉm cười, xem ra ta ánh mắt cũng không tệ lắm. Nhạc Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, Tống Kỳ Ngôn duỗi tay vỗ trụ nàng bối, theo sau ở nàng miệng nhỏ thượng trộm một cái hương, thấp giọng, hảo, chúng ta có thể xuống lầu. Nhạc Tranh lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng cúi đầu nhìn xem chính mình nhẫn, lại xem Tống Kỳ Ngôn, lại là có loại nói không rõ cảm xúc. Nàng cắn môi, Tống Kỳ Ngôn ngón tay hoạt ở nàng trên môi, mang cười, ngươi sợ ta cường cưới ngươi. Nhạc Tranh phản xạ có điều kiện, quỷ tài sợ. Tống Kỳ Ngôn, như vậy lại có cái gì quan hệ? Ta tặng cho ta bạn gái một bộ trang sức, trong đó có một con nhẫn, chẳng lẽ là rất kỳ quái sự tình sao? Vẫn là đối với nữ nhân tới nói, nhân ý nghĩa vượt quá hết thảy. Nhạc Tranh suy nghĩ một chút, giống như cũng không có. Nàng lắc đầu, nói, tuy rằng có điểm quái, nhưng là ngươi bản thân cũng chính là một cái quái nhân, cho nên, ta hẳn là cũng không đến mức quá mức để ở trong lòng. Tống Kỳ Ngôn mặt mày hơi lóe, nhướng mày hỏi, ngươi nói ta là một cái quái nhân là có ý tứ gì? Khiêu khích, vẫn là đùa giỡn, người này đã bay lên đến nước này. Nhạc Tranh khanh khách nở nụ cười, nàng lắc đầu, đều không phải. Nàng đứng dậy, nỗ lực bình phục tâm tình, ta muốn bổ cái son môi. Nhạc Tranh quyết đoán mà cấp chính mình bổ sắc, bởi vì nhiều này bộ trang sức, Nhạc Tranh thế nhưng cảm thấy chính mình so vừa rồi lại đẹp rất nhiều rất nhiều. Quả nhiên trang sức là thượng đế ban ân cấp nữ nhân tốt nhất lễ vật. Nàng nhẹ giọng, ta cảm thấy thực mỹ. Nàng quay đầu lại, xảo tiếu thiến hề, Tống tiên sinh, ngươi ánh mắt thực có thể a. Tống Kỳ Ngôn lúc này đã bậc lửa một chi yên, hắn trong bình tĩnh mang theo một ít tự đắc, mặc kệ là tuyển bạn gái vẫn là tuyển trang sức, ta đều sẽ lựa chọn tốt nhất. Nhạc Tranh vi lăng, theo sau vung đầu, cao ngạo,
tính ngươi có điểm ánh mắt. Tống Kỳ Ngôn dương mắt nhìn trước mặt tiểu hồ ly kiêu ngạo bộ dáng làm người rất muốn khi dễ nàng, đem nàng hung hăng đè ở dưới thân, lộng hư nàng, chỉ là mặc kệ suy nghĩ cái gì, Tống Kỳ Ngôn mặt ngoài lại bình tĩnh đến không được, hắn dựa vào trên sofa, chấn định lại thâm trầm tiệc rượu an bài ở Mạnh Giao Thập Phương khách sạn, cơ hồ sở hữu tham dự hội nghị nhân viên đều ở nơi này, thập phần phương tiện, Nhạc Tranh nguyên bản liền biết nhà này năm sao. Khách sạn, tuy rằng bị xưng là khách sạn, nhưng là càng thiên hướng với làng du lịch. Mạnh Giao tuy rằng là thị, nhưng là lại tương so Long Thành, mặc kệ là kinh tế vẫn là mặt khác đều không có biện pháp so, tương đối lạc hậu rất nhiều, bất quá rất nhiều xí nghiệp làm hoạt động, vẫn là sẽ lựa chọn Mạnh Giao Thập Phương khách sạn. Nếu nói Mạnh Giao có cái chiêu gì bài, đó chính là Mạnh Giao suối nước nóng, Mạnh Giao lớn lớn bé bé suối nước nóng vô số kể, mà Thập Phương khách sạn chỉ bằng mượn 5 sao suối nước nóng khách sạn thanh danh tới hấp dẫn người. Đương nhiên, 5 sao cấp suối nước nóng khách sạn cũng không tính hiếm thấy. Đúng là bởi vậy, Thập Phương khách sạn hết sức xa hoa khả năng sự, phục vụ đúng chỗ, ăn nhậu chơi bời đầy đủ mọi thứ. Càng quan trọng là, nơi này an bảo cũng thực hảo. Nhạc Tranh kéo Tống Kỳ Ngôn xuống lầu, thấp giọng nói, trận này tiệc rượu là ai chủ sự a? Ta vừa rồi nhìn đến thật nhiều minh tinh. Có thể an bài nhiều, như vậy minh tinh căng bãi, xem ra thật đúng là phải hảo hảo chiêu đãi này đó thương giới đại lão. Tống Kỳ Ngôn, Hoa Hưng Trừ Tổng, hắn cúi đầu xem Nhạc Tranh tò mò mắt to, suy nghĩ một chút, giải thích, không phải ngươi tưởng cái loại này yến hội, nếu là, cũng sẽ không mang ngươi tới. Nhạc Tranh lập tức liền nở nụ cười, nàng ý vị thâm trường hỏi, ta cho rằng chính là loại nào. Nàng dương khuôn mặt, lộ ra duyên dáng đường cong. Tống Kỳ Ngôn nhéo nàng khuôn mặt một chút, thấp giọng, ngoan, hai người cùng tiến vào đại sảnh, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn lại đây, bất quá tầm mắt lại không phải dừng ở Tống Kỳ Ngôn trên người, mà là đặt ở Nhạc Tranh trên người. Đầu năm nay, cũng không phải là chỉ có tiểu cô nương tiểu tử ái bát quái, bọn họ cũng không ngoại lệ a. Đại gia chính là ở tiệc rượu bắt đầu thời điểm liền nghe nói, Tống Tổng mang theo bạn gái, nữ, bạn. Cơ nào đáng sợ, Tống Kỳ Ngôn thế nhưng sẽ mang theo nữ nhân tham, dự, phải biết rằng, hiện tại bên ngoài có quan hệ Tống Kỳ Ngôn tính hướng, là thực mê, nghe nói, giải trí bát quái bên kia paparazzi chụp tới rồi Tống Kỳ Ngôn, đêm sẽ đương hồng tiểu sinh tưởng hàm, chỉ là cuối cùng ảnh chụp cùng bản thảo đều bị chiếu đi rồi, tuy nói chuyện này thật giả không biết, nhưng là tưởng hàm không có cùng đài quả táo xanh, cấp dưới công ty quản lý ký hợp đồng lại cầm quán quân này đủ để thuyết minh việc này, đều không phải là tin đồn vô căn cứ, phải biết rằng, kia một lần thi đấu chính là Tín Giang tài trợ, mà trong đó một hồi kéo phiếu diễn xuất cùng một hồi trận chung kết, Tống Kỳ Ngôn đều tự mình xuất hiện, liền tại đây sau lưng không khí càng thêm hung hăng ngang ngược thời điểm, Tống Tổng, hắn, mang theo bạn gái, này là vì bình ổn bên ngoài lời đồn vẫn là mặt khác, bất quá, tựa hồ lại không đúng, Tống Tổng gần nhất chính là, liên tục hai lần xuất hiện ở thi đấu thời điểm đều mang theo một cái tiểu cô nương, tuy rằng, không biết hai người là cái gì quan hệ, nhưng là thực có thể thấy được, là thực thân mật, có điểm không hiểu a. Bát quái chi hồn xoay quanh ở đại sảnh trên không, lấy cực độ xoắn ốc bay lộn tốc độ không ngừng bắn phá hướng mỗi người, anh, muốn biết. Nhạc Tranh đè thấp thanh âm cùng Tống Kỳ Ngôn nói, đại gia vì cái gì đều xem ta a? Là ta không đúng chỗ nào sao? Nàng ra cửa thời điểm rõ ràng kiểm tra qua, thực mỹ thực không chê vào đâu được, chẳng lẽ có cái gì không? Kiểm tra đến, Tống Kỳ Ngôn trong lòng biết rõ ràng này hết thảy là vì cái gì, hắn bình tĩnh, không có, hắn nắm Nhạc Tranh hướng trong đi, lúc này cuối cùng là có người phản ứng lại đây. Trừ Tổng cái này chủ sự phương bị người dùng sức đẩy, cuối cùng bừng tỉnh, hắn chạy nhanh giơ chén rượu tiến lên, Kỳ Ngôn à, người nhất quán đều là nhất thủ khi, một phân không kém, vị này chính là, cái này bãi có thể kêu Tống Kỳ Ngôn tên người cũng không tính nhiều, mà Trừ Tổng liền, tính là một trong số đó, hắn là Tống Kỳ Ngôn mẫu thân một cái đại viện nhi lớn lên, cho nên mặc kệ như thế nào, vẫn là có thể tính làm trưởng bối. Hắn kêu một câu Kỳ Ngôn là đương nhiên, nhưng là nếu là những người khác, tám phần trở thành liền phải bị Tống Kỳ Ngôn cường đại khí chàng áp bách, lăn đến ngoài không gian. Bất quá thực hiển nhiên, vị này trưởng bối cũng là thực cấp,
liền dư thừa hàn huyên đều không có, liền đem tầm mắt dừng ở Minh Nhạc Tranh trên người, không có biện pháp, bát quái chi tâm ở thiêu đốt. Tống Kỳ Ngôn mỉm cười, ta bạn gái, Minh Nhạc Tranh, trừ tổng miệng lập tức lớn lên, ngốc, nữ bạn gái ai u, hắn quá mức khiếp sợ, cằm chật khớp, ta thiên, trừ tổng, ngài không có việc gì đi, lập tức có người tiến lên, Nhạc Tranh, trừ tổng ngài cùng ta tới, ta học quá hộ lý, ta giúp ngài xử lý, vạn năng triệu đặc trợ từ trên trời giáng xuống, hắn đỡ trừ tổng đi phòng nghỉ, thực mau biến mất không thấy, đại, khái là bởi vì Tống Kỳ Ngôn nói, tầm mắt mọi người đều dừng ở Nhạc Tranh trên người, rằng có giống nhau, Nhạc Tranh đột nhiên có điểm tin tưởng Tống Kỳ Ngôn kiếp trước cùng nàng nói qua nói, hắn nói, hắn chưa từng có nữ nhân khác, mặc kệ là trên danh nghĩa vẫn là thân thể thượng, đương nhiên, xét thấy thứ này kỹ thuật quá hảo, có điểm không thể khảo, nhưng là trên danh nghĩa cái này nhưng thật ra rất có thể làm người tin được, bằng không, những người này cũng không đến mức khiếp sợ thành như vậy a. Nhạc Tranh kéo Tống Kỳ Ngôn, xinh xắn nói, Tống Kỳ Ngôn, ngươi có phải hay không chỉ có ta một người bạn gái, nàng hỏi lên, bất quá thanh âm không lớn, nếu để cho người khác nghe được Tống Tổng vẫn là cái non, vậy không hảo, rốt cuộc mặt mũi vẫn là phải cho hắn. Tống Kỳ Ngôn cúi đầu, ánh mắt thập phần sâu thẳm khó hiểu. Nhạc Tranh cười khanh khách, như thế nào, không thừa nhận. Tống Kỳ Ngôn lắc đầu, hắn nói nhỏ, ta không cần phải không thừa nhận. Đi, Nhạc Tranh không tự giác giơ lên khóe miệng. Tống Kỳ Ngôn có điểm kỳ quái nàng vì cái gì như vậy cao hứng, bất quá hắn nhưng thật ra quan tâm nàng. Hắn quay đầu lại nhìn, hỏi, muốn ăn điểm cái gì? Ngươi buổi tối không ăn cái gì, những cái đó màu sắc rực rỡ tiểu điểm tâm, nữ hài tử hẳn là thực thích đi. Nhạc Tranh quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên có điểm dao động, bất quá nàng lập tức kiên định lắc đầu, ta không ăn, nàng đều béo, không thể lại ăn, giảm béo, mặc kệ đối cái gì nữ nhân tới nói đều là cả đời sự nghiệp. Tống Kỳ Ngôn nhướng mày, ngươi không ăn cơm chiều, Nhạc Tranh, kia lại không quan trọng, so sánh với lại gầy lại mỹ, ta lựa chọn đói. Tống Kỳ Ngôn là không quá lý giải nữ hài tử cái này hành vi, hắn cúi đầu xem kỹ Nhạc Tranh, ai u uy, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Tống Tổng, thật là quá khó được a. Tống Tổng, không nghĩ tới ngươi còn sẽ mang theo muội tử tới tham gia tiệc rượu, nên không phải là bị gần nhất lời đồn đãi bối rối, cho nên mang cái ra tới làm tấm mộc đi. Một cái châm chọc ngả ngớn giọng nam vang lên, Nhạc Tranh theo tầm mắt xem qua đi, một cái điển hình hào môn cậu ấm, tô son chát phấn bộ dáng, lớn lên không kém, chỉ là ánh mắt có chút làm người không thoải mái, thực phiêu. Nhạc Tranh tìm tòi một chút chính mình kiếp trước ký ức, thực mong nghĩ vậy người là ai, nga, Ngụy Thị tiểu Ngụy Tổng Ngụy Kỳ. Tống Kỳ Ngôn liền một cái gương mặt tươi cười cũng chưa cho. Hắn, nhàn nhạt nói, Ngụy Tổng đều không cần cái gì tấm mộc, ta càng không cần. Ngụy Kỳ a một tiếng, tựa hồ tán đồng, kia nhưng thật ra, rốt cuộc nhà của chúng ta lão gia tử quản khoan, ngài Tống Tổng liền bất đồng, tùy tâm sở dục, muốn làm gì liền làm gì. Ta mấy ngày hôm trước còn nhìn đến vân đoá, sách, bọn họ công ty cơ hồ đều bị ngươi bức thượng tuyệt lộ a, đều là người một nhà hà tất làm thu mua lớn như vậy trận thế đâu. Ngụy Kỳ đảo không phải phải cho Tống Vân Đoá xuất đầu, chủ yếu là xem trước mặt Tống Kỳ Ngôn không vừa mắt, không có biện pháp, từ nhỏ đã bị nhà mình thân cha chỉ vào cái mũi mắng không bằng nhân gia, mặc cho ai cũng sẽ không có cái gì hảo tâm tình, hơn nữa lớn lên lúc sau hai bên đoạt vài lần sinh ý, như vậy càng là thù mới hận cũ ghé vào cùng nhau, thực nhìn không thuận mắt. Tống Kỳ Ngôn bình tĩnh, ta xem tiểu Ngụy luôn là không đương ra không biết củi gạo quý. Ta trước nay đều không xem là ai, chỉ xem hay không, cùng tín giang có lợi. Rốt cuộc, chúng ta công ty cũng không phải là ta Tống Kỳ Ngôn một người, ta phải hướng cổ đông công đạo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta, có thể tự tiện dùng mọi người ích lợi tới làm một cái tiền đặt cược. Nga đối, tiểu Ngụy Tổng không có vào ở Ngụy Thị Đồng sự cục, ngươi đương nhiên không hiểu. Nói tới đây, Tống Kỳ Ngôn lộ ra một cái tươi cười, mang theo vài phần ác ý, tiểu Ngụy Tổng vẫn là hảo hảo biểu hiện mới là, bằng không sợ là về sau cũng không có cơ hội. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, liền tính ngươi cháu trai vô tâm gia nghiệp, Ngụy Thị cũng còn có người khác đâu, cũng sẽ không giao cho không học vấn không nghề nghiệp bại gia tử.
mọi người đã không đành lòng xem Ngụy Kỳ gương mặt kia, cơ hồ mỗi lần hai người gặp nhau, hắn đều phải khoe khoang khiêu khích, trước nay đều không ngoại lệ, bất quá cũng cơ hồ mỗi một lần đều là giống nhau kết quả, bị không, nhưng dù cho như thế, hắn làm không biết mệt, càng bại càng dũng, nhưng thật ra tìm đường chết dưới mẫu mực, quả nhiên, Ngụy Kỳ buồn bực không được, hắn dậm chân chỉ vào Tống Kỳ Ngôn cái mũi kêu gào, họ Tống, ngươi nói ai là bại gia tử đâu, mắt thấy Tống Kỳ Ngôn đã không để ý tới hắn, hắn dậm chân càng kêu lợi hại, ngươi cho ta nói, ngươi nói ai là không học vấn không nghề nghiệp bại gia tử, Nhạc Tranh yên lặng nhìn trước mắt vị này trạng thái, có điểm vô ngữ. Nàng nguyên lai cũng là gặp qua vị này, chính là hoàn toàn không phải, thái độ này a, cái loại này cao cao, tại thượng thịnh khí lăng nhân thái độ làm người ký ức hay còn mới mẻ, chính là hiện tại cái này bão nổi giống như, 3 tuổi tiểu hài nhi ra hỏa thật là nàng biết đến cái kia Ngụy Kỳ sao, Ngụy Tổng, ngài mau xin bớt giận, nhiều người như vậy đâu, ngài xem nếu chuyển tới Ngụy lão tiên sinh trong tai, đối ngài cũng không tốt. Ngài xem, ngài như vậy soái, cả vạt đều xả oai, ta giúp giúp ngài, xuất quỷ nhập thần Triệu Đặc Trợ không biết khi nào xuất hiện, mỉm cười giải vây, hắn nhiệt tình làm Ngụy Kỳ không biết như thế nào dỗi người, Ngụy Kỳ từ lỗ mũi thật mạnh phun một hơi, từng câu từng chữ, ta không cùng ngươi chấp nhận, Tống Kỳ Ngôn hoài nghi thứ này đầu óc không tốt, hắn đại khái là làm không rõ ràng lắm, cái gì kêu không bình thường kiến thức. Bất quá hắn nhưng thật ra mặc kệ thứ này, lý nhiều, hắn liền đuổi kịp chân bối cóc ghẻ giống nhau, không dứt, Nhạc Tranh nhớ chân nhi ghé vào Tống Kỳ Ngôn bên tai, thấp giọng hỏi, hắn như thế nào là cái dạng này a? Tống Kỳ Ngôn nhướng mày, kia hắn nên là bộ dáng gì? Hắn đánh tiểu nhi chính là cái này thiểu năng trí tuệ phong cách, không thay đổi quá. Tống Kỳ Ngôn càng tốt tâm suy nghĩ một chút, nếu Ngụy Thị thật giao cho Ngụy Kỳ, như vậy phỏng chừng Ngụy Thị muốn xong. Hắn mỉm cười, bất quá, có lẽ cũng là chuyện tốt nhi, hắn có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngươi cười tốt xấu, Nhạc Tranh duỗi tay xoa hắn mặt, Kiều Thanh, có loại muốn tính kế người y quan cầm thú cảm, Tống Kỳ Ngôn thuận tay giữ chặt nàng tay nhỏ nhi nhu nhược không có xương, làm người cảm thấy phá lệ kiều mềm, hắn thấp giọng, thích một người, không phải bộ dáng gì đều thích sao? Nhạc Tranh lắc đầu, rất là nghiêm túc, ngươi hiểu lầm, Tống Kỳ Ngôn, ân, Nhạc Tranh, ngươi đối chính mình mị lực có cái gì hiểu lầm sao, ta chỉ là đối với ngươi nhục thể có hưng thú à, Tống Kỳ Ngôn nhân khí rất cao, cơ hồ, mỗi người đều sẽ lại đây cùng hắn chào hỏi một cái, bất quá cũng chỉ ngăn với khách khí, Nhạc Tranh nhìn ra được, đại gia đối Tống Kỳ Ngôn đều có chút sợ hãi, mà đối nàng còn lại là nhiều chút tò mò. Hiện trường thỉnh mấy cái đương hồng nam nữ minh tinh, Nhạc Tranh nhận ra trong đó mấy cái đều man có danh tiếng, trong đó là một cái bằng, vào Nhiệt Bá Tiên Hiệp kịch nữ số 2 lực lượng mới xuất hiện thanh thuần tiểu tỷ tỷ, liền tính là xem giải trí tin tức không nhiều lắm, Nhạc Tranh cũng biết cái này cô nương nhân khí rất cao, mà vài năm sau, nàng càng là bằng vào một bộ đô thị kịch nhảy trở thành đô thị kịch nữ vương, tuy rằng chưa từng đặt chân điện ảnh giới. Nhưng là hoàn toàn xứng đáng phim truyền hình 1 tỷ, kỳ thật ai có thể nghĩ đến, muôn vàn người xem cảm nhận chung nữ thần hiện tại đang cùng vừa rồi bão nổi tiểu Ngụy, tổng hai người đứng ở trong một góc mị nhãn, như tơ thông đồng, Nhạc Tranh cảm khái, nàng là ta biểu ca cảm nhận chung nữ thần, Vương Diễm chính là thực thích nàng, vẫn luôn tôn sùng là nữ thần, Tống Kỳ Ngôn cúi đầu nhấp một ngụm rượu, bình tĩnh, vậy ngươi biểu ca ánh mắt không tốt lắm. Nhạc Tranh đô miệng, Tống Kỳ Ngôn xem nàng cái dạng này liền cảm thấy tính trẻ con, hắn trầm thấp cười một chút, lại nhéo một phen nàng khuôn mặt, Nhạc Tranh tức giận nhìn chằm chằm Tống Kỳ Ngôn, nàng mặt nga, sớm muộn gì muốn cho hắn nhiết lỏng, người này luôn là thích nhiết nàng mặt, tương đương chán ghét. Nhạc Tranh, ngươi đừng luôn là nhiết ta mặt, cái kia ta nhớ rõ nàng kêu Nhạc Tranh dùng sức tưởng, Tống Kỳ Ngôn, Mạnh Kỳ Chăn. Nhạc Tranh gật đầu, đối Mạnh Kỳ Chăn, nàng giống như cùng ta cùng tuổi đi, bất quá ta cảm thấy ta làn da so nàng khá hơn nhiều, ngươi cứ như vậy lôi kéo, cho ta đều lôi kéo lỏng, nàng rất không vừa lòng, Tống Kỳ Ngôn thấp giọng a cười một chút, hỏi lại, nàng 18, Nhạc Tranh còn nhớ rõ nàng thông bản thảo, 18 tuổi thời điểm, bằng vào tiên hiệp kịch Thục Sơn Tiểu Hồ Ly một cái xuất diễn không nhiều lắm. Nhân vật cũng không phải thực thảo hỉ nữ nhị ngoài ý muốn đạt được tốt,
nhất phim truyền hình nữ vai phụ, mà nhân vật này càng là nhà nhà đều biết, tuy rằng nhân vật không gặp may, nhưng là lại làm rất nhiều nhân tâm đau, nàng không phải 18, Tống Kỳ Ngôn bật cười, nàng sửa đổi tên cùng tuổi, sửa nhỏ 5 tuổi, nguyên danh Mạnh Cúc Hoa, Nhạc Tranh, trăm triệu không nghĩ tới, bất quá, cũng không tính làm người cảm thấy kỳ quái chuyện này a. Thực mau, nàng hơi hơi híp mắt, nhìn thẳng Tống Kỳ Ngôn, hỏi, ngươi làm sao mà biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, nàng lạnh lùng, ngươi nên sẽ không theo nàng có một chân đi, thiếu nữ tâm tình thật là thay đổi bất thường. Tống Kỳ Ngôn xem nàng ghen bộ dáng mạc danh cảm thấy chính mình có điểm muốn ăn, rất nàng, hắn ánh mắt thâm thúy một ít, thấp giọng cười, miên man suy nghĩ cái gì, ta đáng giá sao, Nhạc Tranh tưởng tượng, giống như người này thẩm mỹ là rất kỳ quái, bất quá, trốn tránh là không được. Nàng giữ chặt Tống Kỳ Ngôn cả vạt, liền giống như hai người lén ở chung như vậy, tới gần hắn, mặc kệ, cho ta giải thích rõ ràng. Nhạc Tranh thanh âm rất thấp, nàng vốn dĩ cũng không phải lớn giọng người, người khác tự nhiên nghe không được bọn họ nói cái gì, chỉ là nàng cái này hành vi nhưng thật ra dẫn tới một mảnh người đảo hút một hơi, Nhạc Tranh lập tức liền cảm giác được, vô số đạo ánh mắt bắn phá, hướng về phía nàng, nàng vừa nhấc đầu, lại tất cả đều biến mất vô tung, đại gia nhanh chóng triển khai, làm bộ hàn huyên, Nhạc Tranh, những người này đều là như thế nào biến thành kẻ có tiền. Không khoa học a, bị đại gia một vây xem, nàng nhưng thật ra không hảo hỏi, Nhạc Tranh hừ một tiếng buông ra Tống Kỳ Ngôn, đứng dậy, ta đi toilet, Tống Kỳ Ngôn nhẹ nhàng vùng, Nhạc Tranh ngã tiền hắn trong lòng ngực, lập tức lại là một trận hết đợt này, đến đợt khác tiếng hút khí, Nhạc Tranh, Tống Kỳ Ngôn ghé vào Nhạc Tranh bên tai nói nhỏ, nàng cùng một cái có liên quan tới ta người làm ở bên nhau quá, cho nên ta điều tra quá nàng. Nhạc Tranh dương mắt nhìn về phía Tống Kỳ Ngôn, nàng không nghĩ tới Tống Kỳ Ngôn sẽ nghiêm túc giải thích, Tống Kỳ Ngôn đối nàng lộ ra một cái tươi cười, đi toilet đi, Nhạc Tranh nhấp nhấp miệng nhỏ, nở nụ cười, quái nghe lời trở về một cái hảo, cùng Tống Kỳ Ngôn có quan hệ người, ai, Tưởng Hàm, chính là Tưởng Hàm cũng là mới tiến vào giới giải trí a. Nhạc Tranh không nghĩ suy đoán như vậy nhiều, tóm lại không liên quan chuyện của nàng nhi. Nàng đi vào buồng vệ sinh, chỉ là không đợi vào cửa, liền nghe được trong phòng vệ sinh truyền đến ê ê a a thanh âm, trong phòng vệ sinh hai người tựa hồ cũng không sợ người, thanh âm đều không nhỏ, liền áp lực một chút cũng không chịu, thanh âm một lãng lại một lãng, Nhạc Tranh ngẩng đầu nhìn nhìn, quả nhiên, VKC nữ, nàng đây là đi vào cũng không phải, không đi vào cũng không phải liền ở Nhạc Tranh quyết định xoay người một lần, nữa đi mặt khác tầng lầu lại tìm một cái buồng vệ sinh thời điểm, thế nhưng nghe được ngao một tiếng kết thúc thanh âm, Nhạc Tranh, mau, mau, thương súng, tay, nàng xoay người phải đi đã không kịp, từ trong phòng vệ sinh đi ra một nữ nhân vừa lúc cùng Nhạc Tranh tầm mắt đối thượng, Nga, Mạnh Kỳ Chân nhưng thật ra không sợ cái gì, chỉ là ôn, nhu cười, Nguyễn Thanh, ngượng ngùng. Quấy giày ngài, nàng khai vòi nước rửa tay, lại sửa sang lại một chút tóc, theo sau đối với gương bổ trang, Nhạc Tranh xoay người muốn đi, nghe được có người kêu nàng, kia cô bé nhi, Nhạc Tranh quay đầu nhìn lại, là Ngụy Kỳ một đôi mắt đào hoa chớp nha chớp, mang theo chút trên cao nhìn xuống, đừng cùng Tống Kỳ Ngôn, cùng ta đi, Nhạc Tranh tả hữu nhìn xem, không ai, nàng chỉ chính mình, hỏi, ngươi cùng ta nói. Chuyện, Ngụy Kỳ hừ một tiếng, tâm nói cô gái này tuy rằng lớn lên có thể, nhưng là chỉ số thông minh không quá đủ, đầu óc có điểm xuẩn, Tống Kỳ Ngôn người này chính là như vậy, thích tìm ngu xuẩn phụ trợ chính mình, ha ha, hắn ban ân giống nhau, ta cấp cũng sẽ không xó Tống Kỳ Ngôn thiếu, ngươi có thể đi ra ngoài hỏi thăm, ta Ngụy Nhị thiếu khi nào bạc đãi quá bạn gái, ta tuyệt đối so với Tống Kỳ Ngôn càng tốt. Nhạc Tranh lúc này khẳng định, nguyên lai cái này, tiểu Ngụy Tổng không phải giả ngu, hắn là thật khờ, Nhạc Tranh cười như không cười hỏi, xin hỏi ngài nào điểm hảo, Ngụy Kỳ không nghĩ tới nàng hỏi như vậy, thế nhưng sửng sốt một chút, còn không đợi trả lời, liền nghe được tiểu cô nương tiếp tục, chẳng lẽ là bằng vào ngài dây, bắn công lực, Ngụy Kỳ mặt lập tức đỏ lên, tuy rằng làm đều làm, nhưng là hắn vẫn là sĩ diện, hắn dương nanh múa vuốt. Ngươi nói ai dây, bắn, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi cái nhà đầu chết tiệt,
kia, mẹ nó, Tống Kỳ Ngôn người cùng Tống Kỳ Ngôn giống nhau chán ghét. Hắn vén tay áo, ngươi cho ta nói rõ ràng, không nói rõ ràng ngươi đừng nghĩ đi. Ngụy Kỳ oán hận, thúc có thể nhẫn, thẩm đều không thể nhịn, liền hướng nàng là Tống Kỳ Ngôn, ngươi liền có thể biết nàng nhất định là sẽ đi ra ngoài giải rác hắn là dây. Bắn nam thanh danh, nghĩ đến đây, thật là khí tạc, hắn duỗi tay liền kéo Nhạc Tranh, ngươi cho ta quá a. Nhạc Tranh vẫn là rất được nàng nãi di truyền, cơ hồ là điện quang hỏa thời gian nàng liền sao khởi bồn rửa tay biên, nhi bình hoa tạp hướng về phía cổ tay của hắn. Ngụy Kỳ bị đánh một chút, không thể tin tưởng nhìn chính mình thủ đoạn, ngẩng đầu xem Nhạc Tranh. Nhạc Tranh xin lỗi cười, ngượng ngùng a. Ngụy Kỳ lại giơ tay, ngươi lại đây a. Nhạc Tranh lại tạp qua đi. Ngụy Kỳ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Minh Nhạc Tranh, cố nén trong mắt nước mắt. Mẹ nó, bị tạp quá đau, ngươi không cho nói đi ra ngoài, hắn uy hiếp, nếu nói ra đi, ta liền đem ngươi kéo đến vùng ngoại ô, tìm vài người trước, gian, sau, sát. Nhạc Tranh, này đó kẻ có tiền, rốt cuộc là như thế nào có tiền, cái này chỉ số thông minh thực kham ưu a. Nàng gật gật đầu, ta không có việc gì nói ngươi là dây, bắn nam làm gì, ta lại không có như vậy nhàm chán. Nhạc Tranh cảm thấy chính mình điểm này vẫn là có thể làm được, nàng thật sự không phải như vậy nhàm chán người, chỉ là Ngụy Kỳ mặt lập tức đỏ lên, quả thực, đều phải ăn thịt người, ta nói chính là ta bị ngươi đánh chuyện này nhi, hắn thật sâu hút khí, ta là có cách điệu, không đánh nữ nhân, bằng không ta sớm tấu ngươi chết bầm. Nhạc Tranh nga một tiếng, cái này tiểu Ngụy Tổng, xem ra chỉ là hư trương thanh thế, cũng không phải thật sự cỡ nào lợi hại. Nàng mỉm cười, mặc kệ cái gì, ta đều không nói, như vậy có thể sao? Nàng lại nhìn về phía Mạnh Kỳ Chân, hỏi, như vậy xin hỏi nhị vị, ta có thể đi rồi sao? Rốt cuộc, ta còn muốn thượng VKC, Ngụy Kỳ, không được đi, ai chuẩn ngươi đi rồi, ta vừa rồi không phải nói sao? Làm ngươi cùng ta, hắn duỗi tay ngăn trở Nhạc Tranh đường đi, nỗ lực bày ra cá lơ phất phơ cao phú soái bộ dáng. Ngươi cảm thấy Tống Kỳ Ngôn sẽ so với ta hảo sao? Nhạc Tranh không biết thứ này nơi nào tới tự tin, nàng có điểm đồng tình Ngụy Thị, rõ ràng hai cái nhi tử có thể dùng, kết quả chỉ có đại nhi tử cẩn trọng ở Ngụy Thị làm trâu làm ngựa, con thứ hai thế nhưng là cái thiểu năng trí tuệ. Nàng nghiêm túc, Tống Kỳ Ngôn là so ngươi hảo, đến nỗi như thế nào hảo, ta tưởng ngài hẳn là cũng thực minh bạch, ta, thảo. Mẹ ngươi, ngươi nói a. Nhạc Tranh lần này không chút do dự lại tạp đi lên, một bình hoa tạp xong, Nhạc Tranh một chân đạp qua đi, Ngụy Kỳ ầm đánh vào trên tường, bốp bốp lập tức ngã ở trên mặt đất. Nhạc Tranh lãnh hạ mặt, ta không quá thích người khác nói ta mẹ. Nàng không nghĩ quản người này cùng Tống Kỳ Ngôn có cái gì ân oán, nhưng là ở nàng nơi này muốn tìm về bãi mắng chửi người, vậy đừng nghĩ. Ngụy Kỳ ngẩng đầu vừa thấy, lúc sáng lúc tối ánh đèn hạ, thiếu nữ mặt thế nhưng có vài phần âm trầm khủng bố. Không biết vì cái gì, hắn nhớ tới chính mình 11 tuổi năm ấy, kia một năm hắn mang theo nhất bang tiểu nhị đi tìm Tống Kỳ Ngôn phiền toái, cũng là ở VKC, lúc ấy là trạng vạng, cũng là như thế này lúc sáng lúc tối ánh đèn. Lúc ấy Tống Kỳ Ngôn rõ ràng so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, thế nhưng, nhặt lên gạch, lấy một địch 10, tuy rằng lưỡng bại câu thương. Nhưng là hắn lăng là bị Tống Kỳ Ngôn tấu đến khóc lớn, đái trong quần, đây là hắn hắc lịch sử, nhưng mà hiện tại hắn thế nhưng cảm thấy, hai người kia mặt có điểm trọng điệp. Minh Nhạc Tranh mặt cùng 8 tuổi Tống Kỳ Ngôn mặt, Tống Kỳ Ngôn Nhạc Tranh mắt thấy Ngụy Kỳ co rúm lại một chút, hung ba ba uy hiếp, ngươi nếu dám nói cho Tống Kỳ Ngôn ta đánh nhau, ta liền đối với ngươi không khách khí, các ngươi, ai cũng không cho nói đi ra ngoài. Nàng sửa sang lại một chút chính mình tiểu váy, lại là dịu dàng tiểu mỹ nhân bộ dáng, nếu là Tống Kỳ Ngôn biết một chút, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy Kỳ, Mạnh Kỳ Chân, mắt thấy Minh Nhạc Tranh lại là một bộ tiểu khả ái bộ dáng đi rồi, Ngụy Kỳ đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, Mạnh Kỳ Chân, ngài không quan trọng đi. Ngụy Kỳ nghiêm túc, chuyện này nhi, ngươi không được ngoại chuyện. Mạnh Kỳ Chân, ai, ai, Ngụy Kỳ. Họ Tống, không nghĩ tới có một ngày ngươi cũng bị người hố, ha 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 ha, ha 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 ha, khiến cho ngươi tìm một con cọp mẹ hảo.
Mạnh Kỳ Chân, Nhạc Tranh từ toilet trở lại đại sảnh thời điểm liền nhìn đến một nữ nhân đang ở cùng Tống Kỳ Ngôn nói chuyện. Nữ nhân đưa lưng về phía nàng, nhưng thật ra thấy không rõ lắm diện mạo. Đại để là bởi vì Nhạc Tranh đột nhiên trở về, hiện trường an tĩnh một giây, đại gia động tác nhất trí đều nhìn về phía nàng, Nhạc Tranh nhưng thật ra bình tĩnh nhìn không ra một chút manh mối. Nàng mang theo cười đi vào Tống Kỳ Ngôn bên người, mềm mại mở miệng, Kỳ Ngôn ca ca. Nữ nhân quay đầu lại nhìn về phía Nhạc Tranh, tựa hồ có trong nháy mắt chần chờ, lúc sau mở miệng, ngươi là cái kia. Nhạc Tranh cũng nhận ra trước mặt nữ nhân, đây là phía trước ở nhà ăn gặp được người, tưởng Hàm tiểu gì. Nàng mỉm cười, Tống tiểu thư, ngươi hảo. Tống Vân Đoá lộ ra một cái tươi cười, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Tống Kỳ Ngôn, tựa hồ đang ở phán đoán Tống Kỳ Ngôn hay không biết Nhạc Tranh cùng Tưởng Hàm hiểu biết. Bất quá thực mau, nàng mỉm cười, thật xảo, lại gặp. Tống Kỳ Ngôn tựa hồ một chút đều không hiếu kỳ hai người vì cái gì gặp qua, thậm chí không nghĩ vì hai người nhiều dẫn tiến một phen. Hắn lãnh đạm nói, chúng ta đi thôi, kéo Nhạc Tranh, hắn xoay người muốn đi. Tống Vân Đoá thấp giọng, nhị ca. Tống Kỳ Ngôn dừng lại bước chân, quay đầu lại xem nàng, ánh mắt có chút thâm thúy sắc bén, ta nói rồi, ta không có muội muội. Tống Vân Đoá lập tức đỏ hốc mắt, bất quá lại còn cường trống không có rớt xuống nước mắt, nàng ngập ngừng khóe miệng, thấp giọng, ta không phải cố ý, chỉ là tuy là như vậy nhìn thấy mà thương bộ dáng cũng không có làm Tống Kỳ Ngôn có bao nhiêu ôn nhu. Hắn nắm Nhạc Tranh rời đi, một chút cũng chưa cấp Tống Vân Đoá mặt mũi. Nhạc Tranh trộm ngắm liếc mắt một cái, lúc này đã não bổ 10 vạn tự hào môn tuồng. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, hào môn ân oán mặc kệ khi nào đều không ít, rốt cuộc liền nhà bọn họ như vậy, gia đình bình dân đều có lung tung rối loạn cẩu ba ba chuyện này, huống chi là Tống gia như vậy gia đình, tưởng cái gì. Hắn nhìn đến tiểu cô nương có chút như đi vào cõi thần tiên, nắm tay nàng chỉ hơi hơi đè đè. Nhạc Tranh ngẩng đầu, nhẹ giọng, ta suy nghĩ hào môn tuồng A, nhưng thật ra không có gì che lấp. Tống Kỳ Ngôn dương một chút khóe miệng, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, nhi, thấp giọng, hư nữ hài nhi. Nhạc Tranh mới không thừa nhận đâu, nàng lẩm bẩm, ta nơi nào hư. Tống Kỳ Ngôn làm bộ nghĩ nghĩ, mỉm cười, ngươi nói đi. Nhạc Tranh hơi hơi về phía trước đi rồi một bước, khoảng cách Tống Kỳ Ngôn càng gần một ít, nàng làm nũng hỏi, ta không biết à, ngươi nói cho ta sao. Quanh mình lập tức hít hà một hơi, người bình thường cùng Tống Tổng nói như vậy lời nói, 8 phần sẽ bị một cái tát phiến phi đi, chỉ là Tống Kỳ Ngôn thế nhưng lại nhéo nàng khuôn mặt, trầm thấp, buổi tối trở về nói cho ngươi. Nhạc Tranh lại bật cười, phát ra chuông bạc giống nhau tiếng cười, hai người tuy rằng ở trong đại sảnh, nhưng là lại không có rất nhiều người tiến đến quấy rầy, đảo không phải nói sợ hãi Tống Kỳ Ngôn. Mà hoàn toàn là bởi vì hai người cho người ta cảm giác quá ngọt ngào, nếu lao tới tựa hổ cho người ta thực không thỏa đáng cảm giác. Tống Tổng, chỉ là người này nhưng thật ra không bao gồm Triệu Đặc Trợ. Triệu Đặc Trợ cảm thấy chính mình chính là dùng để đổ đoạt, mắt, hắn quá thảm, tuy rằng nội tâm cảm thấy chính mình thập phần khổ bức, nhưng là như cũ bảo trì hoàn mỹ mỉm cười. Ngụy lão gia tử tới rồi, hiện tại đang ở lên lầu, hắn đồng hành chính là Triệu Đặc Trợ. Tầm mắt dừng ở Nhạc Tranh trên người, thực mau nói, là Tiêu Dục. Nhạc Tranh quả nhiên là kinh ngạc mở to hai mắt. Tống Kỳ Ngôn cười nhạo, ta liền nói Ngụy Kỳ vô dụng, hắn không sao cả, không liên quan chuyện của chúng ta nhi, tùy tiện bọn họ. Triệu Đặc Trợ nhấp môi, lại xem một cái Nhạc Tranh, không nói chuyện gật đầu xoay người rời đi. Hắn kỳ thật là lo lắng Tiêu Dục làm bệnh, rốt cuộc cái kia tiểu tử đối minh, tiểu thư tựa hồ có điểm nói không rõ cảm giác a. Bất quá bọn họ Tống Tổng nếu cảm thấy không có vấn đề, như vậy liền nhất định không có vấn đề. Nhạc Tranh thấp giọng, Tiêu Dục cùng Ngụy lão gia tử có cái gì quan hệ sao? Nàng như thế nào không biết đâu. Tống Kỳ Ngôn thật sâu nhìn Nhạc Tranh mơ hồ tiểu bộ dáng nhi, cảm khái tuy rằng thoạt nhìn là cái tiểu hồ ly, nhưng là kỳ thật vẫn là cái tuổi không lớn tiểu cô nương. Hắn bất đắc dĩ cười một chút, hảo tâm vì nàng giải thích nghi hoặc. Tiêu Dục mẫu thân Ngụy Thục Nguyệt là Ngụy lão gia tử nhị nữ nhi, cũng chính là Ngụy Kỳ nhị tỷ. Năm đó nàng vì tình yêu rời nhà trốn đi, kiên trì gả cho tiểu tử nghèo. Ngụy lão gia tử đăng báo cùng nàng thoát ly cha con quan hệ. Bất quá mấy năm nay Ngụy lão gia tử tuổi lớn, nhưng thật ra cùng nữ nhi quan hệ hảo không ít.
Nhạc Tranh nghẹn họng nhìn chân chối, nàng là biết Ngụy gia, Long Thành nhân vật nổi tiếng, Ngụy gia ở vài năm sau so Tống gia kém không ít, nghe nói Ngụy lão gia tử thân thể càng thêm không tốt, mà Ngụy gia tiểu bối nhi không có có thể căng đến lên, Ngụy gia liền càng thêm xuống dốc lên, rồi sau đó Ngụy lão tiên sinh mất, Ngụy gia tranh sản án lại nhào tới rồi tòa án, Ngụy gia sinh ý đã chịu đại biên độ ảnh hưởng, bất quá hiện tại phải nói không kém trên dưới. Rốt cuộc Ngụy lão gia tử thân thể còn tính ngạnh lãng, có hắn ở, Ngụy gia liền không đến mức quá kém, chỉ là Nhạc Tranh nhưng thật ra không nghĩ tới Tiêu Dục là Ngụy gia cháu ngoại, hắn chưa từng có đề qua. Nhạc Tranh đột nhiên liền cảm thấy chính mình cái này bằng hữu làm có điểm thất bại, nàng cho rằng chính mình cùng nhân gia quan hệ thực không tồi, xem như bạn bè tốt, chính là tưởng hàm không có nói quá chính mình ra thế, Tiêu Dục cũng không có, bọn họ đều không có. Nhạc Tranh trào phúng dơ dơ lên khóe miệng, không vì người khác, chỉ vì chính mình, có lẽ cũng là nàng quá qua loa đại ý, nếu tin được người, nàng luôn là sẽ mù quáng cảm thấy người này là cái tốt, hơn nữa xem nhẹ rất nhiều chuyện, như là Đường Ca Minh Tử Nguyên, như là Tiêu Dục, còn có Tưởng Hàm, kỳ thật hiện tại hồi tưởng một chút, Tiêu Dục lúc ấy có thể vận dụng như vậy nhiều tài chính chèn ép Minh Thị, đã nói lên rất lớn vấn đề. Rốt cuộc, lúc ấy Minh gia cũng không phải là hiện tại Minh gia, một công ty niêm yết, ngạnh sinh sinh bị hắn dỗi chết, có thể thấy được tài chính lượng khổng lồ, làm sao vậy? Tống Kỳ Ngôn phát hiện Nhạc Tranh áp khí thực mau thấp lên, hắn thấp giọng, ngươi không cao hứng, Nhạc Tranh dương mắt, gật đầu, thực thành thật, ta còn tưởng rằng chính mình cùng Tiêu Dục xem như bạn bè tốt, kết quả, nàng buông tay, lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, Tống Kỳ Ngôn mạc danh. Liền cảm thấy nụ cười này thập phần chướng mắt, hắn đột nhiên liền đem Nhạc Tranh ủng ở trong lòng ngực, thấp giọng nói, ta không thích ngươi cái này cười, như vậy cười thực không rõ Nhạc Tranh. Động tác nhất trí nhiệt liệt tầm mắt lại lần nữa phiêu lại đây, Nhạc Tranh tuy là lớn mật cô nương cũng cảm thấy có chút xấu hổ, thật sự, bị một đám 40-50 tuổi lão đồng chí như là xem tinh tinh giống nhau vây xem, tóm lại không như vậy mỹ diệu, nàng nhẹ nhàng đẩy ra Tống Kỳ Ngôn, dương mắt cười tủm tỉm, vậy ngươi thích ta như thế nào cười, ân, Tống tiên sinh, nàng tay nhỏ nhi lôi kéo hắn cả vạt, mang theo nồng đậm tán tỉnh ý vị nhi, Tống Kỳ Ngôn trầm thấp nở nụ cười, Nhạc Tranh cảm xúc quả nhiên là tới cũng nhanh, đi cũng mau, xem nàng lại là cái này tiểu hồ ly bộ dáng, Tống Kỳ Ngôn nhưng thật ra có chút xem không hiểu cái nào là minh Nhạc Tranh, một cái thực dễ dàng thương cảm nàng, vẫn là một cái lạc quan nàng. Cũng hoặc là, đều không phải, chỉ là nàng thực giỏi về khống chế chính mình cảm xúc, cho nên mới có thể cho người các loại cảm giác. Tống Kỳ Ngôn nghiêm túc xem kỹ Nhạc Tranh, càng thêm đối nàng tới hứng thú, nhìn cái gì, không thấy quá như vậy mỹ lệ thiếu nữ sao, Tống Kỳ Ngôn ôm nàng, đem nàng dán ở chính mình trên người, ghé vào nàng bên tai nói nhỏ, trước nay không thấy quá, cho nên, ngươi nguyện ý làm ta nhìn một cái sao, Nhạc Tranh bật cười. Tiêu Dục nguyên bản là không nghĩ cùng đi ông ngoại, cùng đi đến, chỉ là mẹ nó ở nhà nhắc mãi cả một đêm, hắn thật sự là không có cách, cuối cùng là đáp ứng rồi xuống dưới. Tuy rằng như vậy trường hợp cũng không quá làm người cảm thấy thú vị, nhưng là hắn cũng coi như là khai thác một chút tầm mắt, thả lỏng một chút, rốt cuộc quá hai ngày liền chính thức bắt đầu đi học, khả năng hắn cũng sao có như vậy nhiều thời giờ. Chỉ là Tiêu Dục không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến tiểu tranh tử, nàng một thân màu trắng tiểu lễ phục, váy, thanh thuần vô tội, chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy đây là từ trên trời hạ phàm tiểu tiên nữ, chính là tiểu tiên nữ kia pho xảo tiếu thiến hề bộ dáng nhi thật sự, là làm người xem bực một đôi mắt, nàng sở hữu mỹ lệ cùng tươi cười, tựa hồ đều cho Tống Kỳ Ngôn, hắn không biết nàng cũng tham gia cái này tiệc rượu. Càng không biết nàng là cùng Tống Kỳ Ngôn cùng nhau tới, Tiêu Dục nhấp môi, tầm mắt vẫn luôn dính ở Minh Nhạc Tranh trên người, Ngụy lão tiên sinh, ngài đã tới, làm chủ sự phương, trừ tổng lập tức tiến lên, hắn cười, vừa rồi nhị thiếu tới thời điểm còn nói ngài sẽ không đến, xem ra nhưng thật ra nên phạt hắn một ly, Ngụy lão tiên sinh bình tĩnh mỉm cười, hắn không biết ta lại đây, trách không được, không biết vị này chính là... Trừ tổng tầm mắt dừng ở Tiêu Dục trên người, có chút tò mò, sinh gương mặt a, chưa từng nghe qua Ngụy thị có như vậy nhất hào người a. Ngụy lão tiên sinh bình tĩnh giới thiệu, vị
này chính là ta cháu ngoại Tiêu Dục, ta dẫn hắn ra tới đi dạo. Như vậy vừa nói, Trừ Tổng biểu tình có trong nháy mắt run rẩy. Bạn gái cũ nhi tử, lại nói tiếp luôn có điểm xấu hổ, bất quá thực mau, cười nói, nguyên lai là Tiêu Dục a, kêu ta Trừ bá bá liền hảo. Mau không đợi nói xong, liền xem Tiêu Dục thẳng rời đi. Hắn, mẹ, tiểu tử này có phải hay không cho hắn sắc mặt, còn không đợi hắn trong lòng bực bội lên, liền nhìn đến Tiêu Dục đã nhíu lại ấn đường trực tiếp. Bôn Tống Kỳ Ngôn cùng hắn cái kia tiểu nữ bằng hữu đi, Trừ Tổng bát quái chi hồn trong nháy mắt liền hừng hực bốc cháy lên, hắn lập tức, đây là, Ngụy lão tiên sinh tựa hổ cũng có chút không hiểu, có trong nháy mắt nghi hoặc. Tiêu Dục đi vào Nhạc Tranh bên người, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, tiểu tranh tử, Nhạc Tranh quay đầu nhìn đến Tiêu Dục, mỉm cười, Tiêu Dục, thật xảo, tuy rằng vẫn là mang theo ý cười, nhưng là lại lộ ra vài phần lãnh đạm. Tiêu Dục muốn hỏi nàng vì cái gì cùng Tống Kỳ Ngôn như vậy thân mật, nhưng là rồi lại không mở miệng được. Trong lúc nhất thời, hắn nhưng thật ra không biết chính mình nên nói như thế nào. Ngươi Nhạc Tranh vô tội giơ giơ lên mi, hỏi, làm sao vậy, ngươi hôm nay như thế nào kỳ kỳ quái quái, như thế nào, Tiêu bá bá cùng Ngụy A Di cũng tới sao? Nàng làm bộ nhìn thoáng qua, Tiêu Dục thật sâu hít một hơi, nói, ta cùng ta ông ngoại lại đây, bọn họ không có tới, ngươi, ngươi như thế nào? Nhạc Tranh càng thêm nghi hoặc nhìn Tiêu Dục, xinh xắn hỏi, Tiêu Dục, tỷ tỷ không phải đã nói với ngươi sao, làm việc phải có điểm nam hài tử khí, không thể như vậy ấp a ấp úng, một chút nam tử khí khái cũng không có. Nàng vỗ vỗ Tiêu Dục bả vai, trực tiếp cấp chính mình bối phận gia tăng rồi đồng lứa nhi, thành tỷ tỷ. Nàng mỉm cười, đi ngoạn nhi đi, ngươi uống rượu ta sẽ không nói cho Tiêu bá bá. Tiêu Dục, ba, ngài như thế nào tới? Ngụy Kỳ ở trong WC hoãn một hồi, lâu mới ra tới, chỉ là vừa ra tới liền nhìn đến hiện trường lại là một khác phiên tình hình. Nhìn đến Tiêu Dục, hắn càng thêm dậm chân, hắn như thế nào cũng ở, Ngụy lão gia tử quét hắn liếc mắt một cái, không quá nguyện ý để ý đến hắn, nói, ngươi quản những cái đó. Ngụy Kỳ, ba, ngươi giảng điểm đạo lý. Ngụy lão gia tử trừng mắt, ngươi quản nhiều như vậy, ngươi như bức a. Mắt thấy hai người liền phải xảo lên, Nhạc Tranh hỏi Tiêu Dục, ngươi bất quá đi. Tiêu Dục trầm mặc một chút, xoay người trở về đi, bất quá hắn vẫn là quay đầu lại nói, tiểu tranh tử, buổi tối chúng ta cùng nhau trở về. Nhạc Tranh cảm thấy người này đại khái là cái thiểu năng trí tuệ, nàng cười tủm tỉm, ta không quay về a. Tiêu Dục a, ngươi quản hảo tự mình là đến nơi, chuyện của ta nhi cùng ngươi không có gì quan hệ đi. Tiêu Dục dừng lại bước chân, hắn quay đầu trở về, nhíu lại mày hỏi, ngươi có ý tứ gì? Nhạc Tranh cảm thấy người này tương đương có ý tứ, nàng khiêu khích hỏi lại, cái gì gọi là gì ý tứ, ta thế nào cùng ngươi có cái gì quan hệ sao? Tiêu Dục, chúng ta chỉ là hàng xóm, ai cho ngươi mặt có thể quản chuyện của ta nhi? Tống Kỳ Ngôn lúc này nhưng thật ra phát hiện, nguyên lai Nhạc Tranh thật đúng là không phải đối hắn làm ra vẻ, nàng là đối ai đều nháy mắt trở mặt, ngươi phát hỏa làm gì? Tiêu Dục không biết chính mình chọc tới rồi Nhạc Tranh cái nào điểm. Nhạc Tranh cười lạnh, ngươi làm người đều không có đúng mực, ta không thể phát hỏa sao? Dù sao cũng chưa đúng mực, như vậy tất cả mọi người đều không có đúng mực hảo, nàng là thù mới hận cũ hảo sao? Nếu không chọc cái này miệng vết thương còn hảo, chỉ cần một chọc, Nhạc Tranh liền tưởng bão nổi, nàng dựa vào cái gì phải vì những người này tư Dục mua đơn, chẳng lẽ đơn giản là nàng minh Nhạc Tranh dễ khi dễ sao? Nhạc Tranh lạnh một khuôn mặt, nói, lăn, biến mất ở ta tầm mắt trong phạm vi. Tiêu Dục khí thiếu chút nữa hộc máu, cái này, nha đầu chết tiệt kia nàng còn có lý. Tiêu Dục thử giảng đạo lý, minh Nhạc Tranh, ngươi giảng điểm đạo lý, nơi nào có ngươi như vậy mắng chửi người, ngươi Nhạc Tranh đuổi ruồi bọ giống nhau, biến mất biến mất. Tiêu Dục cảm thấy chính mình ủy khuất đã chết, hắn khí mặt đỏ lên, cơ hồ muốn phun huyết. Tống Kỳ Ngôn nhìn Tiêu Dục khí muốn chết bộ dáng, mặc danh rất muốn hiền lành cười, mà trên thực tế, hắn cũng xác thật làm được. Tống Kỳ Ngôn hiền lành cười, vỗ vỗ Tiêu Dục bả vai, hảo tâm nói, Tranh Tranh tuổi còn nhỏ, ngươi nhường nàng điểm. Tiêu Dục một ngụm phun tới, phẫn nộ, ta so nàng còn nhỏ. Tống Kỳ Ngôn trấn an, hảo hảo hảo, ngươi so nàng còn nhỏ, ngươi càng nên bị sủng, chỉ là ngươi cựu cựu cùng ngươi ông ngoại xảo đi lên, ngươi mặc kệ.
Tiêu Dục vừa quay đầu lại, nhìn đến hắn cứu cứu đã đầy mặt đỏ bừng dậm chân, hắn xoa xoa huyệt thái dương, nhanh chóng đuổi qua đi. Nhạc Tranh hừ một tiếng, nói, bắt chó đi cày sen vào việc người khác nghi. Tống Kỳ Ngôn xem nàng cái này kiêu ngạo tiểu bộ dáng nghi, mặc danh cảm thấy đặc biệt manh, có điểm mệt, cũng không có gì ý tứ, chúng ta đi trong viện phao suối nước nóng. Tống Kỳ Ngôn xem Nhạc Tranh tâm tình không tốt, hống nàng. Nhạc Tranh mếu máo, không mang áo tắm. Tống Kỳ Ngôn bất đắc dĩ cười, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, hiện mua. Tống Kỳ Ngôn nhìn lướt qua Ngụy Gia Gia Ba Nhi, Ngụy lão gia tử ánh mắt thâm trầm, sắc mặt không tốt, Ngụy Kỳ quả thực nổi trận lôi đình, cũng không biết hắn khí cái gì, bất quá Tống Kỳ Ngôn nhưng thật ra không kỳ quái, rốt cuộc Ngụy Kỳ từ nhỏ đến lớn đều là như thế thiểu năng trí tuệ, chưa bao giờ từng thay đổi. Hai người cùng ra cửa, nghe được Ngụy lão gia tử của trách, ngươi liền không thể có điểm chính hình nhi, cả ngày cùng tiểu minh tinh quậy với nhau, ngươi trừ bỏ xem mặt còn sẽ nhìn cái gì, ngươi có thể hay không có điểm dùng, liền không thể đứng đứng đắn đắn tìm cái nữ hải tử yêu đương sao, có biết hay không cái gì là nội hàm. Ngụy Kỳ nhảy nhót so lão gia tử còn cao, giận, đẹp túi ra 3000 một đêm, thú vị linh hồn muốn phòng muốn xe, ta kinh tế chướng tính so ngài hảo. Nhạc Tranh phụt một chút, phun mọi người ánh mắt động tác nhất trí nhìn lại đây. Nhạc Tranh, hôm nay buổi tối, Nhạc Tranh đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là người già và trung niên lòng hiếu kỳ. Này không, Ngụy lão gia tử liền rất trực tiếp, Kỳ Ngôn a, vị này chính là ngươi bạn gái. Tống Kỳ Ngôn chưa bao giờ sẽ mang bạn gái, tuy rằng bên ngoài truyền ồn ào huyên náo, nhưng là bọn họ cũng đều biết tưởng hàm cùng Tống Kỳ Ngôn quan hệ, những cái đó nói hưu nói vượn tin tức, phần lớn đều là phóng viên hạt suy đoán, nhưng là trước mắt cái này tiểu cô nương liền có điểm ý tứ, Tiêu Dục tựa hồ cũng nhận thức a. Tống Kỳ Ngôn mỉm cười ôm ôm Nhạc Tranh bả vai, nói, là, Minh Nhạc Tranh, Tranh bảo kêu Ngụy bá bá, Nhạc Tranh, Tranh, Tranh bảo, mọi người, thảo, tường phun, bất quá Ngụy lão gia tử rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, hắn mỉm cười, bất động thanh sắc. Nhạc Tranh cưỡng chế chính mình bị kêu, Tranh bảo tưởng phun cảm, khách khách khí khí kêu một câu Ngụy bá bá. Ngụy lão gia tử mỉm cười gật gật đầu, Tống Kỳ Ngôn, kia Ngụy bá bá, ngài tiếp tục tiểu tọa, chúng ta liền đi trước. Ngụy lão gia tử, các ngươi người trẻ tuổi có chính mình hoạt động, ta hiểu ta hiểu. Tranh Tranh Tiêu Dục mày nhân có thể kẹp chết ruồi bọ, hắn nhíu mày, ngươi như thế nào có thể cùng cái này lão lưu manh cùng nhau, ngươi như vậy ta muốn cùng Minh thúc thúc nói. Phốc, Nhạc Tranh cơ hồ có thể mắt thường có thể thấy được phun một mặt, nàng mỉm cười, nhưng là ngữ khí không phải thực khách khí. Tiêu Dục, xin lỗi, nàng ánh mắt sắc bén không ít, ngươi ra giáo chính là như vậy không có lễ phép sao, không biết vì cái gì. Minh Nhạc Tranh hung lên thời điểm nhưng thật ra cho người ta rất lớn cảm giác áp bách, tương so với hiện trường này đó đại lão, nàng khí thế một chút đều không yếu. Tiêu Dục không biết chính mình làm sao vậy, nhưng là nhìn đến Nhạc Tranh như vậy, hắn trong lòng chính là khó chịu. Nhạc Tranh là cùng hắn cùng nhau lớn lên, là nên cùng hắn đứng ở cùng trận doanh, nhưng là hiện tại rồi lại không phải, nàng tựa hồ từ tốt nghiệp đại học giống như là thay đổi một người. Đôi hắn thái độ một chút cũng không tốt. Dục Nhi, Ngụy lão tiên sinh rốt cuộc mở miệng, hắn nhìn cháu ngoại, thanh âm không có gì phập phồng, cùng ngươi Tống thúc thúc xin lỗi. Tiêu Dục cười lạnh lên, Tống Kỳ Ngôn lúc này rốt cuộc thong thả ung dung mở miệng, hắn mỉm cười, không cần, dừng một chút, hắn nói, hài tử tiểu, không hiểu chuyện nhi. Tống Kỳ Ngôn thanh âm trầm thấp lại làm người cảm thấy ý vị thâm trường. Cơ hồ hiện trường sở hữu cùng Tống Kỳ Ngôn đánh quá giao tế người đều yên lặng trừ một hơi, ai không biết hắn người này, hắn những lời này lời ngầm chính là tiểu hài tử không hiểu chuyện nhi, đại nhân không giáo hảo, đó chính là càng không hiểu chuyện nhi, gõ gõ đại nhân mới có thể càng tốt quản hài tử, mà Tống Kỳ Ngôn chưa bao giờ sẽ cho người khác lưu mặt mũi, ai đều biết, bao gồm Ngụy lão tiên sinh. Hắn thanh âm nghiêm khắc vài phần, Dục Nhi. Tiêu Dục thật sâu hít một hơi, hắn gắt gao nhìn Nhạc Tranh, hỏi, ngươi muốn ta xin lỗi? Nhạc Tranh hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì mắng ta nam nhân lão lưu manh? Tiêu Dục, làm người nên có chừng mực, nếu điểm này đúng mực đều không có, ta chỉ có thể nói ngươi cũng bất quá như thế. Nói thật ra, lần này sự tình, Tống Kỳ Ngôn thế nhưng không có tức giận như vậy,
rốt cuộc, hắn cùng Ngụy gia người nhất quán là không rất hợp phó, từ trên xuống dưới, phần lớn như thế, cũng không tính kỳ quái, hơn nữa, hắn tiểu cô nương như vậy giữ gìn hắn, luôn là làm người có chút tâm hoa nộ phóng, hắn bình tĩnh, tranh bảo, tính, hắn dựa vào cái gì mắng, chửi người a, hắn nhưng thật ra dơ dơ lên khóe miệng, giữ chặt Nhạc Tranh, cùng Ngụy lão tiên sinh nói, Ngụy bá bá, cáo từ, Nhạc Tranh đang ở cùng Tiêu Dục so với ai khác đôi mắt đại đâu, Tống Kỳ Ngôn hống nàng, đi rồi, ngoan, Tống Kỳ Ngôn cơ hồ là mạnh mẽ lôi kéo Nhạc Tranh rời đi, đi đến hành lang thời điểm Nhạc Tranh còn ý nan bình đâu, nàng phẫn nộ, Tiêu Dục hắn thật quá đáng, Tống Kỳ Ngôn xem nàng tức giận khuôn mặt nhỏ nhi, nhẹ nhàng nhéo một chút, Nhạc Tranh, đều nói không cần niết ta mặt, ngươi hảo phiền Nga, nàng lại lẩm bẩm. Ngươi làm gì không cho ta giáo huấn hắn a? Cái này thằng nhãi danh, không giáo dục hắn, còn cảm thấy chính mình có thể tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm, Nhạc Tranh toái toái niệm, Tống Kỳ Ngôn cúi đầu xem nàng, liền phát hiện tiểu cô nương thật là táo bạo có thể, hắn cảm thấy có vài phần nhu ý, hắn thấp giọng, tự nhiên sẽ giáo huấn hắn, chỉ là không cần thiết tại như vậy nhiều người trước, mặt cho nhân gia đương hầu xem. Nhạc Tranh dương đầu, ta mới mặc kệ như vậy nhiều đâu, sảng mới là đứng đắn, Tống Kỳ Ngôn cười như không cười chăm chú nhìn nàng, đột nhiên chặn ngang đem nàng ôm lên, Nhạc Tranh ngao một tiếng, ôm Tống Kỳ Ngôn cổ, Tống Kỳ Ngôn, ta ôm ngươi trở về, đem Nhạc Tranh ôm trở về phòng, Tống Kỳ Ngôn thực mau bắt thông Triệu Đặc Trợ điện thoại, quyết đoán, cho ta một lần nữa an bài một phòng, mặt khác, ngươi lại đây ta bên này trụ, Triệu Đặc. Chợ, tốt, Nhạc Tranh mắt thấy hắn cắt đứt điện thoại, nghi hoặc, vì cái gì a? Tống Kỳ Ngôn ý vị thâm trường nhìn Nhạc Tranh hoảng hốt nghĩ đến trước vài lần bị quấy rầy sự tình, nhịn không được muốn cười, hắn là sợ Tiêu Dục lại đây quấy rối, Nhạc Tranh mạc danh liền cảm thấy buồn cười, nàng tiến lên chơi hắn nút thắt, thấp giọng, thế nào, Tống tiên sinh, ngươi là ước gì mau chóng ăn luôn ta đi, nàng nhợt nhạt cười. Tống Kỳ Ngôn nghiêm trang, ta chỉ là không, nghĩ bị người quấy rầy hảo hảo ngủ một giấc, thuần ngủ, Nhạc Tranh mới không tin đâu, người này nhất trong ngoài không đồng nhất, nàng nghĩ đến vừa rồi câu kia tranh bảo, cảm thấy nha đều phải toan rớt, nàng nở nụ cười, mắt nhi cong cong, miệng nhỏ càng là hơi hơi kiểu lên, nàng nhẹ giọng hỏi, Tống tiên sinh a, ngươi vì cái gì kêu ta tranh bảo a? Tống Kỳ Ngôn thực bình tĩnh ỉ ở trên tường. Tùy ý nàng dựa vào chính mình bên người, kia bằng không kêu ngươi cái gì, ngoan, Tranh, Nhạc Tranh hoảng hốt nghĩ đến, nàng ra nãi thường xuyên kêu nàng, Tranh bảo cùng ngoan Tranh, Tống Kỳ Ngôn đây là học theo, Nhạc Tranh mạc danh cảm thấy có điểm manh, nàng cười hắc hắc, vươn một bàn tay đắc ở trên tường, cùng hắn kín kẽ dán ở bên nhau, nàng cơ hồ có thể cảm giác được hắn thân thể mỗi một cái hình dáng. Gọi là gì không quan trọng là, ta là gì của ngươi, Tống Kỳ Ngôn đôi mắt lóe lóe, ngón tay trượt xuống, người nào, ngươi không phải, rất rõ ràng sao, Nhạc Tranh cắn môi nhợt nhạt bật cười, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Nhạc Tranh không nhịn xuống, phụt một tiếng phun tới, hai người bọn họ ở bên nhau thời điểm thật sự trước nay đều không thanh tịnh a, bất quá lần này Tống Kỳ Ngôn đều là không quá bực bội. Hắn thực bình tĩnh đẩy ra Nhạc Tranh qua đi mở cửa, cửa lại là Triệu Đặc Trợ. Nhạc Tranh cảm thấy, Triệu Đặc Trợ một ngày nào đó phải bị Tống Kỳ Ngôn sát, người diệt khẩu, bất quá Triệu Đặc Trợ. Thực vạn năng đã đem áo tắm đưa tới, Tống Kỳ Ngôn dắt lấy Nhạc Tranh, mỉm cười, đi thôi, đi xuống thay quần áo đi suối nước nóng, Nhạc Tranh ai một tiếng, cảm khái, không nghĩ tới chúng ta nhận thức như vậy đoạn thời gian liền phải tẩy uyên, ương tắm. Còn không có xoay người đi bao xa Triệu Đặc Trợ một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã cái cẩu gặm bùn, hắn miễn cưỡng ổn định chính mình, nhanh hơn một ít bước chân, suối nước nóng phòng thay đổ ở lầu một, Nhạc Tranh lấy ra áo tắm thời điểm, liền có chút cảm khái Triệu Đặc Trợ thẩm mỹ nói như thế nào đâu, thực không thẳng nam a, đương nhiên, cũng không gay, một thân màu xanh biếc áo tắm một chút đều không lộ, làn váy vị trí càng là mang theo nghịch ngợm lá sen biên. Không thể không nói, Nhạc Tranh cảm thấy nàng mù mộ nếu cho nàng mua áo tắm, cũng sẽ mua như vậy tiểu khả ái kiểu dáng, Nhạc Tranh đổi hảo áo tắm, đem chính mình đầu tóc vãn một cái viên đầu, mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn. Đến Mạnh Kỳ Chân, Mạnh Kỳ Chân một thân gợi cảm bikini,
Nàng nhu mỹ cười, khách khách khí khí cùng Nhạc Tranh chào hỏi, Minh tiểu thư, nàng hảo tâm mở ra phòng thay quần áo đại môn, Nhạc Tranh nói một câu cảm ơn, dẫn đầu ra cửa, Mạnh Kỳ Chân nhưng thật ra bất quá nhiều tới gần Nhạc Tranh, chỉ là nhợt nhạt cười liền hướng bên kia nhi đi đến, Nhạc Tranh nhìn nàng bóng dáng, cảm thấy người này cùng chính mình tưởng có điểm không giống nhau, nhìn cái gì, Nhạc Tranh, Mạnh Kỳ Chân nàng vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến Tống Kỳ Ngôn trong mắt lóe chút nói không rõ ngọn lửa, Tống Kỳ Ngôn xuyên góc bẹt quần bơi, có thể thấy được rất có tiền vốn, hòa hoãn một chút, nàng vẫy vẫy đầu, không đề cập tới người khác, nàng xinh xắn hỏi, Tống tiên sinh, đẹp sao, Tống Kỳ Ngôn lôi kéo Nhạc Tranh cùng nhau đi, tán thưởng nói, rất đẹp, nơi này suối nước nóng tất cả đều là bên ngoài, hơn nữa đều ở lưng chừng núi, cây xanh thành bóng râm, suối nước nóng mang. Theo chút róc rách nhiệt khí, nhưng thật ra nhiều vài phần xương khói lượn lờ cảm giác, Nhạc Tranh nhẹ giọng, ta nghe nói nơi này thường xuyên có người dã chiến, Tống Kỳ Ngôn, hắn nhấp môi, mỉm cười, ngươi biết đến còn rất nhiều, Nhạc Tranh nhún nhún vai, gật đầu, đó là đương nhiên a, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo đi sao, nơi này thật đúng là rất nổi danh, hai người theo bậc thang hướng lên trên đi, Nhạc Tranh có chút tò mò lại nghi hoặc, chính là... Nơi này ánh đèn như vậy lượng, nhiều rõ ràng a. Tống Kỳ Ngôn, hắn nhướng mày, cùng nàng mười ngón dao nắm, Nhạc Tranh, ngươi nói nha, nàng là thật sự không hiểu liền hỏi, chẳng lẽ những người này đều không sợ người nhìn ra tới, bất quá giống như cũng đúng vậy, như là hôm nay cái kia tiểu ngụy tổng không phải liền cùng Mạnh Kỳ Chân, ở buồng vệ sinh thông đồng sao, nàng đô miệng, ta cảm thấy a, nàng nhìn về phía trước, cuối cùng có chút minh bạch, nguyên lai ánh. Đèn là càng ngày càng ám, thật là thực săn sóc, Tống Kỳ Ngôn cúi đầu xem nàng, đêm nay ánh trăng thực hảo, hướng lưng chừng núi đèn đường cũng đều lộ ra sáng ngời, ánh đèn chiếu rọi ở nàng khuôn mặt thượng, sấn đến nàng khuôn mặt phấn nộn lại thanh triệt, giống như gần chút nữa một chút, hắn liền trên mặt nàng tinh tế tiểu lông tơ đều có thể thấy, một đôi màu hồng nhạt môi càng là lộ ra kiểu tiếu, hắn mạc danh cảm thấy chính mình hỏa đi lên, đặc biệt đại, hắn giữ chặt Nhạc Tranh, chúng ta liền ở bên này phao đi, Nhạc Tranh gật đầu, nói hảo, bên này ánh đèn như vậy lượng, đại gia khẳng định đều không thích ở bên này, không có phương tiện sao, Nhạc Tranh nhưng thật ra một bộ ta thực hiểu bộ dáng, Tống Kỳ Ngôn nắm nàng cùng nhau vào nước, thủy ôn hơi chút có điểm nhiệt, Nhạc Tranh anh một tiếng, bất quá vẫn là chậm rãi vào thủy, nàng ngửi được một cổ nhàn nhạt hoa nhài hương vị, Nhạc Tranh ghé vào đài thượng nhìn thoáng qua, mặt trên viết. Hoa nhài tắm, Nhạc Tranh, trách không được như thế, bất quá không biết bên này có phải hay không đảo đến thấp kém tinh dầu, Tống Kỳ Ngôn chôn vào nước chung, bình tĩnh, sẽ không, là chính tám kinh tinh dầu, ngươi có thể yên tâm, Nhạc Tranh cười như không cười hỏi, ngươi làm sao mà biết được, nàng tiến lên một ít, làm khí thế lăng nhân trạng, ngươi có phải hay không đã tới rất nhiều lần, nàng tay nhỏ nhi để ở trên cổ hắn. Hỏi, nói, ngươi có phải hay không mang nữ hài, từ khác tới, a, mới vừa khoe khoang xong đã bị Tống Kỳ Ngôn một cái xoay người đè ở dưới thân, nàng kinh hô một tiếng, duỗi tay tùy tiện chống đỡ thân thể của mình, bất quá lúc này lại phát hiện Tống Kỳ Ngôn, một bàn tay ở nàng phía sau che chở nàng, đề phòng nàng bị thương đâu, Nhạc Tranh trong nháy mắt nhưng thật ra cái gì cũng không lo lắng, nàng kiều thanh, ngươi làm gì, bị ta phát hiện chân tướng. Phải đối ta không khách khí sao, Tống Kỳ Ngôn hơi hơi đè thấp thân, mình, hai người dán ở bên nhau, Nhạc Tranh rõ ràng cảm giác được hắn thân thể bất đồng, này nam nhân đều là nhanh như vậy, liền dễ dàng khống chế không được chính mình đệ sao, kia không khỏi cũng đều quá kém, nàng đỏ mặt, nhẹ nhàng hoạt động một chút, Tống Kỳ Ngôn nói nhỏ, đừng nhúc nhích, như vậy thời tiết, hắn đậu đại mồ hôi nhi lập tức dừng ở nàng trên người. Kia mồ hôi nhi theo nàng trắng nõn thân thể chậm rãi trượt xuống, rơi vào trong nước, biến mất. Không thấy, Nhạc Tranh thật sâu thở dốc, có chút khẩn trương, nàng ngữ tốc nhanh một ít, tuy rằng ta đối với ngươi rất có hứng thú, nhưng là đối ở chỗ này cho người khác xem không có hứng thú. Tống Kỳ Ngôn môi chậm rãi dừng ở Nhạc Tranh trên lỗ tai, Nhạc Tranh run rẩy một chút, duỗi tay đẩy hắn, Kỳ Ngôn ca ca, như vậy kiều kiều mềm mại làm nũng không giống như là cự tuyệt. Càng như là mời, nhưng là Tống Kỳ Ngôn là biết đến, nơi này không phải một cái tốt thời gian, càng không phải một cái tốt địa điểm,
chẳng qua, thảo một chút phúc lợi vẫn là có thể, hắn đột nhiên chịu trói ở nàng môi, mềm mại ngon miệng miệng nhỏ như là đồ mật giống nhau, Tống Kỳ Ngôn càng thêm thâm nhập vài phần, quấy Nhạc Tranh, cưỡng bách nàng đi theo hắn động tác. Nhạc Tranh khẩn trương nắm Tống Kỳ Ngôn cánh tay, lưu lại một đạo móng tay dấu vết. Tống Kỳ Ngôn phảng phất không có cảm giác giống nhau, hắn cơ hồ sở hữu sức lực đều dùng để cùng Nhạc Tranh hôn môi, liền ở. Hai người liền phải xuyễn không được khí thời điểm, Tống Kỳ Ngôn rốt cuộc buông ra nàng, Nhạc Tranh cảm giác được mới mẻ không khí, mồm to thở dốc. Tống Kỳ Ngôn ho nhẹ một tiếng, nhìn nàng chỉ cười không nói, Nhạc Tranh như là một con chết đuối tiểu mỹ nhân ngư. Hô hấp thật lâu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Tống Kỳ Ngôn ánh mắt cực nóng, nàng lập tức liền lui ra phía sau vài bước, như là một con tiểu ngư giống nhau tránh thoát. Hồ nước cũng không lớn, Nhạc Tranh tránh ở một khác sườn, đen bóng mắt to nhìn chằm chằm hắn xem. Tống Kỳ Ngôn môi mỏng khẽ mở, lại đây, Nhạc Tranh không nhúc nhích, dương gương mặt tươi cười nhi xem hắn, kiều kiều khí, không cần, sợ ngươi không chế không được chính mình. Nàng đều có thể cảm giác được hắn cái kia. Tống Kỳ Ngôn cúi xuống mắt, lộ ra một mặt ý cười, thực đạm, nhưng là lại làm Nhạc Tranh cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Hắn dựa vào bên cạnh cái ao duyên, cười như không cười dương khóe miệng, chậm rãi mở miệng. Ngươi không phải tưởng cảm thụ một chút có phải hay không đệ đại vật bột sao? Ta đây là như ngươi mong muốn đi. Nhạc Tranh nháy mắt đỏ mặt,